Chương 348 ta là đoán mệnh. Ở Tô Võ di động thượng, rõ ràng là Trương Huyền ảnh chụp. Thế nào, điều tra ra sao? Một người tóc có chút hoa râm lão nhân, chống một cây quải trượng, chậm rãi đi đến Tô Võ phía sau. Ba, Tô Võ đứng dậy, cấp lão nhân nhường chỗ ngồi. Ngươi ngồi, lão nhân bắt tay đặt ở Tô Võ trên vai, dùng sức ấn một chút, ta này lão xương cốt, còn không biết có thể đứng bao lâu thời gian, còn có thể đứng lại, liền nhiều chạm chạm đi. Tô Võ đem điện thoại hướng trước mặt bàn gỗ thượng một ném, lắc lắc đầu, không có điều tra ra, tiểu tử này không biết là từ đâu tới, thậm chí từ phía chính phủ con đường, điều tra không đến. Trương Huyền tin tức, là phía chính phủ Hồng tự bảo mật, trừ bỏ đỉnh cao nhất kia số ít vài người ngoại, không ai có thể tra được. Lão nhân thở dài, người phải biết rằng, Hoa Hạ đại địa, kỳ nhân dị sĩ vô số, chúng ta cổ võ thế gia tuy đại, nhưng như cũng có rất nhiều cao nhân, là chúng ta sở vô pháp tiếp xúc đến. Người thanh niên này, chỉ sợ cũng là mỗ vị cao nhân đệ tử đi, chuyện của hắn, có thể phóng liền trước phóng, chờ xử lý xong Ngân Châu sự, lại giải quyết hắn cũng không muộn, ta làm người phái người đi Ngân Châu, người phái người đi sao? Đã nhích người, Tô Võ gật gật đầu, chẳng qua, kia họ Lâm bên người, có cái thần bí cao thủ bảo hộ, lúc này đây, cái kia thần bí cao thủ, đến bây giờ chúng ta liền trông như thế nào cũng không biết. Trực tiếp động thủ nói, có thể hay không bại lộ chúng ta, đến lúc đó tại gia chủ bên kia không hảo giao đãi. Giao đãi, lão nhân hừ lạnh một tiếng, ta làm việc, khi nào còn phải cho hắn một cái giao đãi, năm đó chúng ta là thực xin lỗi nữ nhân kia, nhưng không đại biểu, phải dùng toàn bộ Tô gia tới hoàn lại. Thế giới này rất lớn, chúng ta Tô gia còn có rất dài lộ phải đi, không thể dừng bước ở một cái nữ oa trong tay, nhớ kỹ, giết một người, vì tặc, sát phạn người, chính là vương. Chúng ta Tô gia muốn đứng ở thế giới này đỉnh, liền yêu cầu này đó xương khô tới lót đường. Nguyên bản có chút trần chờ Tô Võ, nghe được lão nhân lời này sau, gật gật đầu, đã biết, cha. Tô Võ cùng lão nhân đối thoại mới vừa kết thúc, liền thấy một người thanh niên thở hổn hển chạy tới, nhị gia, cha được kia tiểu tử. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, nhàn nhạt nói một chút đi. Hiện tại nơi nơi đều có tin tức. Nói Nam Cung Vũ mang theo cái nam nhân về nhà, lập tức liền phải đính hôn, người kia chính là ngày hôm qua ở vật lộn quán, đả thương Tô Tranh người. Lão nhân nghe được lời này, không có ra tiếng, nhưng có thể nhìn đến, hắn nhéo quải trượng tay, dùng sức rất nhiều. Tiểu tử này, là ở khiêu khích chúng ta Tô gia. Tô Võ đột nhiên một phách bàn đá, phẫn nộ quát, hiện tại ai không biết, con ta Tô Liệt đang ở theo đuổi Nam Cung gia cái kia nữ oa. Hiện tại hắn như vậy, là muốn đánh chúng ta Tô ra mặt. Tên kia truyền lời thanh niên, cúi đầu đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Tô Võ nhìn về phía lão nhân, ba, việc này không thể nhẫn a. Nếu này đều nhịn, chúng ta Tô ra thanh danh ném không nói, cũng có thể làm rất nhiều người liên tưởng đến cái gì. Tô Võ lời này chung có chuyện, hắn Tô Võ hành sự tác phong, rất nhiều người đều rõ ràng, là cái không có hại chủ, nếu hiện tại bị người như vậy khiêu khích. Đều không rên một tiếng, ai đều sẽ phát hiện Tô Võ không thích hợp. Lão nhân nhìn về phía không trung, trầm ngâm vài giây, theo sau mở miệng, dẫn người đi Nam Cung ra đi. Tô gia Tô Liệt, ở Yến Kinh này phiến trong vòng, vẫn là tương đương nổi danh, cao bằng cấp, hảo gia thất, người lớn lên soái, cổ võ trình độ lại cao. Từ Tô Liệt bắt đầu theo đuổi Nam Cung Vũ lúc sau, rất nhiều người, đều lúc riêng tư đã đem này hai người trở thành là một nhà, thật sự là kim đồng ngọc nữ xứng đôi. Tô Liệt người này, tâm nhãn cực tiểu, đặc biệt là ở có quan hệ Nam Cung Vũ phương diện. Lúc trước một người Yến Kinh đại thiếu, công nhiên theo đuổi Nam Cung Vũ, kết quả bị Tô Liệt đánh gãy hai chân, không dám lộ diện, lúc trước việc này vừa ra, rất nhiều đối Nam Cung Vũ có hứng thú người, tất cả đều thu hồi chính mình tâm tư. Hiện tại, có một cái tiểu đạo tin tức, ở ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, liền ở Yến Kinh cái này trong vòng truyền được đến chỗ đều là, một cái danh đều chưa biết tiểu tử. Đi Nam Cung Vũ ra, rất có khả năng cùng Nam Cung Vũ đính hôn. Như vậy tin tức, tự nhiên cũng truyền vào Nam Cung Vũ lỗ tai. Tô ra đây là cố ý tới tìm phiền toái tới, chúng ta đi trước đi. Nam Cung Vũ đứng ở trong trang viên, chuẩn bị rời đi. Nam Cung Vũ lời này vừa mới nói ra, liền thấy một chỉnh bài Audi A6, ngừng ở Nam Cung ra trang viên trước cửa. Nhìn đến này đó xe, Nam Cung Vũ sắc mặt tối sầm đi xuống, tới nhanh như vậy. Kia xếp hạng đằng trước kia chiếc Audi A6 cửa xe mở ra, một người thân cao ở 1m8, thân xuyên màu đen Âu phục,
diện mạo soái khí thanh niên từ hàng phía sau đi xuống tới. Này thanh niên trên người mang theo một loại làm người không dám nhìn thẳng khí thế, hắn hình như là thiên chi kiêu tử giống nhau, dùng một loại xem kỹ ánh mắt, nhìn Nam Cung gia trang viên đại môn. Ngay sau đó, kia một chỉnh bài Audi cửa xe toàn bộ mở ra, đi xuống tới thuần một sắc hắc y nhân, đứng ở Nam Cung gia đại môn hai sườn. Nam Cung gia đại môn chậm rãi mở ra, trước hết tên kia thanh niên đôi tay bối ở sau người, chậm rãi đi vào Nam Cung gia trang viên chung. Phú tỷ tỷ, người này như thế nào tới a? Trúc Linh đứng ở Nam Cung Vũ bên người, này không phải ngươi ghét nhất cái kia Tô Liệt sao? Là thực chán ghét, Nam Cung Vũ nhìn chậm rãi đi tới thanh niên, gật gật đầu. Tô Liệt người này, đặt ở người khác trong mắt, các phương diện đều là ưu tú, duy độc có một chút, quá mức ngạo khí. Trên thực tế, Tô Liệt ngạo khí, trong mắt mọi người xung quanh, cũng thực bình thường, nhưng ở Nam Cung Vũ này, hắn không có ngạo khí tư bản, Nam Cung Vũ còn nhớ rõ. Vị kia quang minh đảo đảo chủ, tại hành sự phong cách thượng, đều không có Tô Liệt như vậy bừa bãi. Tô Liệt đi đến Nam Cung Vũ trước người, ánh mắt nhìn quét Nam Cung Vũ toàn thân, sau đó mở miệng, Vũ Nhi, nghe nói ngươi chơi cái ấu trĩ trò chơi, mang theo một người nam nhân về nhà. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Cung Vũ liếc liếc mắt một cái Tô Liệt. Ha ha, Tô Liệt cười khẽ hai tiếng, ánh mắt một di, tỏa định đến đứng ở Nam Cung Vũ bên cạnh Trương Huyền trên người. Nhẹ giọng chất vấn nói, ngươi chính là Vũ Nhi mang về tới người. Cho ngươi cho phép cái gì chỗ tốt, ngươi xứng đôi Vũ Nhi sao, ngươi tính đang làm gì? Tô Liệt tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng hắn ngữ khí cùng biểu tình giữa, tràn ngập nồng đậm uy hiếp ý vị. Tô Liệt, ta tìm cái dạng gì bạn trai, cùng ngươi có quan hệ gì, hiện tại thỉnh ngươi rời đi. Nam Cung Vũ ra tiếng cảnh cáo nói. Ta tính đang làm gì? Trương Huyền cười một chút, bất tài, ta chính là cái đoán mệnh. Nga, cho nên đâu, Tô Liệt cười nhạo một tiếng. Cho nên ta muốn hỏi một chút, người đứng ở ta trước mặt, thỉnh nói cho ta, người tính thứ gì? Trương Huyền trên mặt, như cũ vẫn duy trì tươi cười. Tô Liệt thần sắc mãnh biến, tiểu tử, người ở khiêu khích ta. Đương nhiên không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta chỉ là, đơn thuần khinh thường ngươi mà thôi. Chương 349 ta cho ngươi tuyển cách chết. Trương Huyền một câu. Làm hắn cùng Tô Liệt chi gian khẩn trương không khí, bò lên tới rồi cực điểm. Tô Liệt theo bản năng nắm nắm tay, nhìn chằm chằm Trương Huyền, vài giây sau, Tô Liệt đem nắm tay buông ra, cười to hai tiếng, ha ha, hảo một cái khinh thường ta, không bằng chúng ta, nhiều lần. Trương Huyền gật gật đầu, hảo a, tưởng như thế nào so. Ta nhớ rõ, ngày hôm qua cũng có vị Tô gia thiếu gia nói như vậy, không biết hôm nay xuất viện không? Ha ha. Tô Liệt cười khẽ hai tiếng, có thể đánh quá Tô Tranh cái loại này phế vật người thật sự là quá nhiều, hôm nay ta bồi ngươi chơi chơi hảo. Hành, nói quy củ đi. Rất đơn giản, lão quy củ, ai trước khởi không tới, ai thua. Tô Liệt nha một mắng. Nam Cung ra hầm chung, Nam Cung Kính Vân còn thẩm sát thủ đâu, liền nghe người ta nói Tô ra Tô Liệt tới, còn muốn cùng Trương Huyền động thủ. Động thủ, này Tô Liệt tới tìm chết tới. Nam Cung Kính Vân trong miệng theo bản năng nói ra. Trương Huyền có bao nhiêu lợi hại, Nam Cung Kính Vân cũng là lĩnh hội tới rồi, Nam Cung gia thân là cổ võ gia tộc, không có gì kẻ yếu, nhưng vừa mới chính mình ra mười mấy cái cùng nhau thượng, đều bị Trương Huyền nghiền áp, này Tô Liệt, một cái Tô gia tiểu bối, có cái gì tự tin cùng Trương Huyền động thủ. Lão nhị, người ngươi trước thẩm, ta đi lên nhìn xem, đừng làm cho Trương Huyền đem Tô Liệt cấp đánh hỏng rồi. Nam Cung Kính Vân cấp Nam Cung Vũ nhị thúc giao đãi một tiếng, rời đi hầm. Nam Cung gia trang bên trong vườn, Tô Liệt mang đến người, vây thành một vòng tròn, hình thành một cái thiên nhiên lôi đài. Tô Liệt cùng Trương Huyền đứng ở trong vòng, nhìn nhau mà đứng. Tô Liệt duỗi tay nhéo nắm tay, tiểu tử, người có biết hay không, có bao nhiêu người, cái gì cái gọi là thị tán đánh quán quân, tỉnh tán đánh quán quân, đều tự nhận bất phàm, kết quả là, bọn họ vẫn là quỳ gối ta trước mặt xin tha. Trương Huyền mỉm cười lắc đầu, không biết. Cuồng vọng, Tô Liệt hét lớn một tiếng. Trương Huyền ngày hôm qua ở vật lộn quán đánh bại Tô Tranh cùng Tô Võ Sự, Tô Liệt đều nghe nói, chẳng sợ như vậy, hắn cũng sẽ như vậy tự tin, đủ để thấy thực lực của hắn đã vượt qua Tô gia thế hệ trước người. Loại người này, trong lòng ngạo khí là rất lớn, có thể nói, ở cùng thế hệ giữa, đã vô địch. Nam Cung Kính Vân từ hầm vừa ra tới, liền nhìn đến Tô gia mang đến người làm thành một vòng tròn. Hắn nhanh hơn bước chân, lãng thịnh nói, Tô Liệt hiền chất, đến đây lúc nào, cũng không cho ta cái này đương thúc thúc nói một tiếng.
Nam Cung Kính Vân đẩy ra Tô Gia mang đến người, đi vào trong vòng. Tô Liệt nhìn đến Nam Cung Kính Vân hai cái quầng thâm mắt hơi hơi sửng sốt, theo sau nói, Nam Cung thúc thúc, tới sốt ruột, liền nghĩ không phiền toái ngươi, hôm nay chủ yếu là tới, cảnh giới một ít bọn đạo trích. Nam Cung Kính Vân liên tục xua tay, Tô Liệt hiền chất, nhưng đừng nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngữ, làm lũ lụt vọt Long Vương miếu, tới tới tới, thúc thúc này có chút hảo trà, người lần này tới, trước cho người cha mang về điểm. Nam Cung Kính Vân nói, liền muốn mang Tô Liệt rời đi, hắn là thật sự không hy vọng Tô Liệt cùng Trương Huyền đánh lên tới, vạn nhất Trương Huyền xuống tay hơi chút trọng điểm, đêm này Tô Liệt đánh ra cái không hay xảy ra tới, này ở chính mình ra, chính mình đều không hảo cấp Tô ra người giao đãi. Nam Cung Kính Vân là cái dạng này ý tưởng, nhưng Tô Liệt nhưng không rõ ràng lắm Nam Cung Kính Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Tô Liệt mở miệng, thúc thúc, đây là ta cùng hắn chi gian sự, người liền trước không cần lo cho, thực mau là có thể kết thúc. Ta ý tứ cũng đừng đánh đi, Tô huynh đệ, này đánh tới đánh lui, không ý gì. Lại một đạo thanh âm vang lên, Nam Cung Vũ Đường ca, trên mặt chính đắp một túi khối băng, đã đi tới, hắn cũng không nghĩ nhìn Tô Liệt bị đánh, đảo không phải đau lòng Tô Liệt. Chỉ là này họ Tô ở Nam Cung gia bị tấu, mặt sau chuyện phiền toái còn nhiều lắm đâu. Chính là, ta cảm thấy đánh nhau loại sự tình này, một chút ý tứ đều không có, về sau đại gia vẫn là tới điểm văn đấu đi. Nam Cung Vũ Đường tỷ cũng đã đi tới, trên mặt đồng dạng đắp một khối túi trường nước đá, ánh mắt kiêng kỵ nhìn mắt Trương Huyền, thật sự không rõ, một cái như vậy tuổi trẻ người, như thế nào có tốt như vậy thân thủ. Nam Cung gia người đều ở khuyên can Tô Liệt. Ý tứ muốn cho Tô Liệt không cần tự rước lấy nhục. Tô Liệt nhìn mắt ba người, mở miệng nói, các vị, chúng ta này đồng lứa người, bản thân liền tôn trọng võ phong, huống hồ mỗi người đều biết, ta Tô Liệt trung tình với Vũ Nhi, hiện tại sự, nhưng không riêng chỉ là tranh cường đấu tàn nhẫn đơn giản như vậy, việc này cùng Nam Cung gia không quan hệ, chỉ là ta cùng tiểu tử này tư nhân ân oán, các vị vẫn là không cần nhúng tay hảo. Ai, Nam Cung Kính Vân thở dài, nếu Tô Liệt hiền chất đều nói như vậy, ta cũng không có gì biện pháp. Tô Liệt huynh đệ, ta là thật sự không nghĩ xem các ngươi đánh lên tới a. Nam Cung Vũ Đường ca thực nghiêm túc nói. Yên tâm, việc này thực mau liền sẽ kết thúc, Tô Liệt tin tưởng tràn đầy nói. Nam Cung Vũ Đường tỷ gật gật đầu, lấy Tô Liệt thực lực, đích xác thực mau liền sẽ kết thúc. Nam Cung Vũ Đường tỷ lời này ý tứ, là nói Tô Liệt quá yếu, cùng Trương Huyền so sánh với, giống như phù du hám thụ. Nhưng nghe ở Tô Liệt trong tai, liền không phải như vậy cái ý tứ. Tô Liệt gật đầu, không tồi, đích xác thực mau liền sẽ kết thúc. Nếu khuyên can không có hiệu quả, Nam Cung gia mấy người cũng không tính toán nói nữa, bọn họ nên làm đã làm, là Tô Liệt nhất ý cô hành muốn tự rước lấy nhục, Tô gia cũng không thể trách bọn họ trên đầu. Tô Liệt nhìn chằm chằm Trương Huyền, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chính ngươi tuyển cái cách chết, vẫn là ta thế ngươi tuyển. Trương Huyền nhún vai, tùy tiện. Một khi đã như vậy, ta thế ngươi tuyển đi, Tô Liệt hét lớn một tiếng, theo sau đột nhiên nhằm phía Trương Huyền. Tô Liệt động tác, ở người ngoài trong mắt, vô cùng nhanh chóng, nhưng ở Trương Huyền trong mắt, nơi trốn đều là sơ hở. Đối với Tô gia, Trương Huyền sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, bởi vì Lâm Thanh Hạm quan hệ, chỉ cần là cùng Tô gia có liên lụy, đều phải thừa nhận Trương Huyền lửa giận. Đương Tô Liệt vọt tới Trương Huyền trước mặt khi, đứng ở kia vẫn luôn đều không có động tác Trương Huyền. Bỗng nhiên để đầu gối, Trương Huyền động tác, căn bản là không phải Tô Liệt loại người này có thể phản ứng lại đây. Một cổ đau nhức tự Tô Liệt bụng truyền đến, Tô Liệt trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hắn cũng chưa thấy rõ Trương Huyền là như thế nào ra tay. Ngay sau đó, Trương Huyền một cái thủ đao chém vào Tô Liệt cổ, làm Tô Liệt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền ngất đi, Trương Huyền thuận thế bắt lấy Tô Liệt đầu tóc, dùng khuỷu tay đột nhiên đánh vào Tô Liệt trên mặt. Theo một mảnh máu tươi tiệm ra, mấy cái răng từ Tô Liệt trong miệng bay ra, rơi trên mặt đất. Hành hạ đến chết, tuyệt đối hành hạ đến chết. Tại đây một khắc, Trương Huyền hướng Nam Cung ra mấy người, triển lãm một hồi vô cùng nhuần nhuyễn bạo lực mỹ học, vô cùng đơn giản mấy cái động tác, tràn ngập đả kích cảm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nam Cung ra mấy người thậm chí đều sẽ cho rằng này ở đóng phim điện ảnh. Trước một giây còn tự tin vô cùng Tô Liệt, còn bừa bãi đến phải cho Trương Huyền tuyển cách chết Tô Liệt. Hiện tại bị đánh nói đều nói không nên lời. Đương Nam Cung gia mấy người cho rằng Trương Huyền liền sẽ như vậy đem sự tình tính thời điểm, Trương Huyền bắt lấy Tô Liệt đầu tóc, liên tục mấy cái đầu gối đâm, đỉnh ở Tô Liệt trên mặt. Nam Cung Vũ tận mắt nhìn thấy đến, Tô Liệt kia cao thẳng mũi, hoàn toàn bị Trương Huyền dùng đầu gối đâm cho biến hình,
làm người chỉ là nhìn đều cảm giác một trận thịt đau. Chương 350, Trúc lão gia tử. Trương Huyền này một bộ động tác, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, người xem đều không cấm hô to đã ghiền. Những cái đó Tô Liệt mang đến người, vừa thấy thiếu gia bị đánh, tự nhiên không có khả năng còn đứng ở nơi đó, liền phải chiều Trương Huyền phóng đi. Làm gì, các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Không tới phiên các ngươi Tô gia người tới Dương Oai. Nam Cung Kính Vân hét lớn một tiếng. Những cái đó Tô Liệt mang đến người đồng thời đứng ở nơi đó, không dám lộn xộn. Nam Cung gia chủ, Tô thiếu gia hắn, một người Tây Trang đại hán, kính sợ mở miệng. Hắn làm sao vậy, đây là chính hắn tuyển, kỹ không bằng người, liền nhiều từ tự thân tìm vấn đề, mang theo các ngươi thiếu gia đi thôi. Nam Cung Kính Vân vung tay lên, đây là ở đuổi người. Tô Liệt mang đến những người này, nào dám cùng Nam Cung Vân bất kính, nâng lên đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tô Liệt, nhanh chóng rời đi. Chờ Tô gia người rời đi sau, Nam Cung Vũ Đường Ca hướng Trương Huyền vươn ngón tay cái, Trương huynh đệ, người cũng thật mạnh a, chẳng qua đánh Tô Liệt, chỉ sợ Tô gia muốn tìm ngươi phiền toái. Tìm cái gì phiền toái? Tiểu Trương là chúng ta Nam Cung gia người, còn sợ bọn họ Tô gia tìm phiền toái. Nam Cung Kính Vân vung tay lên, Tiểu Trương, mấy ngày nay, ngươi liền ở chúng ta này ở, ta nhìn xem, ai dám tìm ngươi phiền toái. Nam Cung Kính Vân này đỉnh gấu trúc mắt nói chuyện phương thức tuy rằng buồn cười, nhưng lời nói bên trong toát ra khí thế, vẫn là làm người cảm thấy khí phách phi phàm. Tô gia đoàn xe mênh mông cuồn cuộn mà đến, rời đi thời điểm, lại là làm người bật cười. Tô Liệt bị hành hung tin tức, ở Trương Huyền cố tình mà làm hạ, ngắn ngủn 15 phút thời gian, liền ở trong vòng truyền khai. Yến Kinh Nhân dân bệnh viện, săn sóc đặc biệt phòng bệnh chung. Tô Võ nhìn nằm ở trên giường người, căn bản vô pháp đè nén xuống trong lòng lửa giận. Ngày hôm qua Tô Tranh tuy rằng bị đánh thảm, nhưng rốt cuộc không phải con của hắn, nhưng hôm nay cái này, là hắn thân sinh cốt nhục a, bệnh viện giám định kết quả ra tới, mặt cốt đều vỡ vụn, liền tính chữa khỏi, về sau cũng có rất lớn khả năng mặt bộ dị dạng. Tô Võ gắt gao nhéo nắm tay, ta muốn tiểu tử này chết. Đứng ở trong phòng bệnh, Tô Võ lấy ra di động, bắt cái dãy số đi ra ngoài, ta làm ngươi làm sự, làm tốt sao? Trong điện thoại truyền đến trả lời. Đã truyền đạt cấp Trúc gia lão gia tử, đêm nay, người là có thể đến. Hảo, Tô Võ gật gật đầu, vậy đêm nay động thủ, liền trước làm kia tiểu tử, thừa nhận một chút Trúc gia lửa giận, chờ ta vội xong trên tay sự, lại hảo hảo thu thập hắn. Buổi chiều tuy rằng đã xảy ra Tô Liệt khiêu chiến sự, nhưng cũng không ảnh hưởng Trúc Linh nha đầu này du ngoạn tâm tình. Buổi tối 8 giờ, Trúc Linh cùng Nam Cung Vũ đi ở thương trường, bao lớn bao nhỏ để ra một đống. Trái lại Trương Huyền. Đôi tay ôm ở sau đầu, nhàn nhã đi theo hai nàng phía sau. Trương Huyền tiểu ca ca, người cũng quá không có thân sĩ phong độ đi, làm chúng ta hai cái nữ hài để nhiều như vậy đồ vật sao? Trúc Linh giơ giơ lên trong tay để các loại túi. Hắc hắc, Trương Huyền nhe răng cười, người không hiểu, ta này kết hôn người, không thể giúp nữ nhân khác túi sách, bằng không lão bà của ta khẳng định sinh khí. Nhìn không ra tới, người này vẫn là cái thê quản nghiêm. Nam Cung Vũ mở miệng. Trương Huyền lắc đầu, này không phải thê quản nghiêm, là ái, các ngươi không hiểu. Hai nữ nhân đi vào một nhà hàng hiệu chuyên bán trong tiệm, Trương Huyền đơn giản ngồi ở bên ngoài. Hiện tại Trương Huyền đi theo Nam Cung Vũ, chính là chờ Tô gia lại một lần cùng hắn tiếp xúc, hắn trọng thương hai lần Tô gia người, lúc này đây Tô gia người lại đến, hẳn là chính là cùng chính mình tiến hành một cái khác trình tự tiếp xúc. Cụ thể muốn như thế nào tra được Tô gia là ai ngờ đối Lâm Thanh Hạm động thủ. Trương Huyền tạm thời còn không có manh mối, hắn đến trước làm rõ ràng, Tô gia cùng Lâm Thanh Hạm chi gian, rốt cuộc có quan hệ gì mới được. Trương Huyền nằm ở một trương ghế mát xa thượng, mới vừa quét 10 đồng tiền, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, liền nghe một trận tiếng thét chói tai truyền đến, tiếng thét chói tai vang lên địa phương, đúng là Trúc Linh cùng Nam Cung Vũ đi vào kia gian nhãn hiệu cửa hàng. Giết người lạp, cứu mạng a! Từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Trương Huyền đứng dậy, liền thấy vài tên che mặt đại hán, từ cửa tiệm bay nhanh chạy xa. Trương Huyền, mau, mau, Nam Cung Vũ vẻ mặt nôn nóng từ trong tiệm vọt ra, Trúc Linh bị người bắt đi, mau. Lại tới, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, chiều những người đó chạy xa địa phương đuổi theo qua đi. Trương Huyền đuổi theo ra thương trường, mắt thấy đối phương thượng chiếc vô bài ô tô, bay nhanh xử lý. Người đâu, Nam Cung Vũ đi theo Trương Huyền phía sau, chạy thở hồng hộc. Đầy mặt đều là nôn nóng.
Người chìa khóa xe cho ta, mau. Trương Huyền hô một tiếng. Nam Cung Vũ theo bản năng móc ra chính mình chìa khóa xe. Nam Cung Vũ xe liền ngừng ở ven đường dừng xe vị thược, Trương Huyền không nói hai lời, cầm lấy chìa khóa xe, vọt vào bên trong xe, Maserati mang theo một trận tiếng gầm rú, bay nhanh đuổi theo. Nam Cung Vũ nhìn rời đi Trương Huyền, vội vàng cho chính mình phụ thân gọi điện thoại qua đi. Trương Huyền lái xe kỹ thuật, chẳng sợ ở dòng xe cộ kích động yến kinh đường phố, cũng như một chi mũi tên nhọn. Thực mau liền đuổi theo kia chiếc vô bài ô tô. Trên xe, Trúc Linh đã bị người mê choáng qua đi, dư lại ba người đều mang theo khăn trùm đầu. Chú ý một chút mặt sau kia chiếc Martha, lái xe chính là kia tiểu tử. Hừ hừ, liền sợ hắn không tới, chờ một chút hắn nếu không đuổi kịp, này kế hoạch như thế nào bình thường tiến hành. Yến Kinh sân bay. Một trận tư nhân phi cơ rớt xuống. Phi cơ cửa khoang mở ra, một người ăn mặc đường trang. Long hành hổ bộ lão giả từ trên phi cơ đi xuống tới. Trúc lão, ngài đã tới. Một người đã sớm ở sân bay chờ, nhìn đến lão giả sau, thực cung kính nói. Linh Nhi nàng rốt cuộc thế nào? Lão giả có vẻ phi thường kích động. Nàng vẫn luôn đều, chờ đợi lão giả người mới vừa nói một nửa, liền nghe trong tay hắn bộ đàm vang lên một đạo nôn nóng thanh âm. Uy, uy, thu được thỉnh về lời nói, Trúc Linh cô nương đã xảy ra chuyện. Là đi theo bên người nàng cái kia tiểu tử làm, Trúc lão gia tử nếu tới, trước không cần đem này tin tức nói cho Trúc lão gia tử, chúng ta hiện tại phái người đi cứu Trúc Linh cô nương. Bộ đàm nội thanh âm, rành mạch truyền tới lão giả trong tai. Lão giả thần sắc biến đổi, trực tiếp từ đối phương trong tay đoạt lấy bộ đàm, ta là Trúc Nguyên Cửu, ta cháu gái hiện tại thế nào? Trúc lão gia tử, bộ đàm trung thanh âm có điểm nói lắp, ngài đến đây lúc nào? Ta hỏi ngươi. Ta cháu gái thế nào? Trúc lão gia tử yên tâm, có người tưởng đối Trúc Linh cô nương gây rối, chúng ta Tô ra người, đã đuổi theo đi. Nói cho ta vị trí, Trúc Nguyên Cửu trong mắt, lửa giận bốc lên. Nhìn Trúc Nguyên Cửu bộ dáng, kia phụ trách tiếp cơ người, trong mắt hiện lên một tia thực hiện được ánh mắt. Bên kia, Trương Huyền lái xe, một đường theo tới ngoại ô, đây là nội thành đi thông sân bay lộ. Cột lấy Trúc Linh chiếc xe kia, đã ngừng ở ven đường, thời gian này điểm. Cái này địa phương, cho người ta một loại hoang tàn vắng vẻ cảm giác. Trương Huyền đem xe dừng lại, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chương 351, các ngươi biết hắn là ai sao? Trương Huyền nhìn kia chiếc ngừng ở ven đường vô bài xe, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Đột nhiên, một trận hét lớn một tiếng tự Trương Huyền phía sau vang lên. Hảo A, ta liền nói ngươi là người nào, nguyên lai là đối Trúc cô nương mưu đồ gây rối. Mặt ngoài trang nhân mô cẩu dạng, kỳ thật chính là cái âm hiểm xảo trá người. May mắn chúng ta Tô ra để lại cái tâm nhãn, nếu không thật đúng là đã bị ngươi loại người này thực hiện được, khả năng Trúc cô nương, còn tưởng rằng chính mình nhận thức cái tân bằng hữu đâu. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy tam chiếc Audi, chỉnh chỉnh tề tề ngừng ở chính mình phía sau, người nói chuyện, tất cả đều là từ trên xe xuống dưới. Tại đây đồng thời, kia chiếc ngừng ở ven đường vô bài xe cửa xe mở ra. Ba gã mang khăn trùm đầu người từ trên xe xuống dưới, cao giọng hướng Trương Huyền nói, huynh đệ, ngươi làm chúng ta chảo người, đã ở trong xe, tiền có thể cho chúng ta đi. Trương Huyền chú ý tới, tại đây ba cái che mặt bọn bắt cóc nói chuyện thời điểm, Tô ra bên kia người, chính cầm di động lục một màn này. Trương Huyền qua lại nhìn này hai sáu người, trong lòng nghi hoặc một chút liền toàn giải khai, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ. Này đó bọn bắt cóc vì cái gì sẽ ở thương trường cái loại này lượng người thật lớn địa phương đối Trúc Linh xuống tay, hơn nữa phía trước ở xe lửa thượng, tới người rõ ràng là muốn sát Trúc Linh, hiện tại lại là muốn trói Trúc Linh, giờ khắc này, Trương Huyền tất cả đều hiểu rõ. Tô ra đây là tưởng, mượn đao giết người a. Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu nhận thức, này lão Đông Tây có bao nhiêu yêu thương chính mình cháu gái, Trương Huyền lại rõ ràng bất quá, một khi ai phải đối Trúc Linh xuống tay bị Trúc Nguyên Cửu đã biết. Lão già này phỏng chừng sẽ vận dụng toàn bộ Trúc gia lực lượng đi trả thù. Tô gia, thật đúng là thích chơi a. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, lẩm bẩm nói, chiếu tình huống hiện tại tới nói, Trúc Nguyên Cửu kia lão Đông Tây, hẳn là không sai biệt lắm cũng mau tới rồi đi. Trương Huyền lẩm bẩm lầu bầu thanh âm vừa ra, liền cảm thấy một trận ánh sáng từ sau lưng truyền đến, Trương Huyền xoay người sang chỗ khác, híp híp mắt, lại là hai chiếc Audi A6 dừng lại. Xe mới vừa đình ổn, mặt sau cùng kia chiếc Audi A6 cửa xe đã bị người vội vàng mở ra, Trúc Nguyên Cửu từ trên xe lao tới, lớn tiếng nói, ta cháu gái đâu?
Trúc lão đừng nóng vội, người đã bắt được. Những cái đó trước hết đã đến Tô gia người hướng Trúc Nguyên Cửu nói. Ba gã che mặt bọn bắt cóc lập tức ra tiếng, anh em, tiền đánh tới chúng ta tài khoản. Che mặt bọn bắt cóc nói xong, đem trong xe đã hôn mê Trúc Linh kéo ra tới, ném tới ven đường, lên xe tuyệt trần mà đi. Trương Huyền nhìn ba gã che mặt bọn bắt cóc chạy trốn, căn bản không đi để ý tới, ở phía trước, có người chờ bọn họ. Hiện tại Trương Huyền phải làm, là xử lý Tô gia sự, những cái đó bọn bắt cóc, cũng bất quá là Tô gia người giả trang mà thôi. Trúc lão gia tử, chính là người này, xen lẫn trong Trúc Linh cô nương bên người, mưu đồ gây rối, nếu không phải chúng ta Tô gia sớm phát hiện hắn không thích hợp, khả năng lần này thật đúng là tiệt không xuống dưới hắn. Trước hết đã đến những cái đó Tô gia người mở miệng, đồng thời lấy ra di động, đem vừa mới lục hạ video cấp Trúc Nguyên Cửu xem. Trúc Nguyên Cửu nhìn video, trong mắt phẫn nộ càng ngày càng thâm, hắn nhìn về phía Trương Huyền, ở hắn nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt, trong mắt phẫn nộ, toàn bộ biến mất, ngược lại biến thành một loại kinh ngạc, một loại không thể tin được. Trương Huyền ha hả cười, hướng Trúc Nguyên Cửu mở miệng nói, ta nếu nói, người này không phải ta trói, tất cả đều là Tô gia những người này chính mình làm ra tới, ngươi tin sao? Trúc Nguyên Cửu còn chưa nói lời nói, tên kia Tô gia người liền quát, thiếu tại đây làm bộ làm tịch, dám bôi nhọ chúng ta Tô gia. Chúng ta Tô gia cùng Trúc gia mấy đời giao hảo, há là ngươi loại này gian trá hạng người có thể châm ngòi. Trúc lão gia tử, chính là người này, lúc trước hắn xuất hiện, khiến cho người cảm thấy kỳ quái, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tô gia những người này nói xong, đều nhìn về phía Trương Huyền, lộ ra một bộ cười nhạo, kia ý tứ thực rõ ràng, cùng chúng ta đấu, ngươi còn nộn thực. Trương Huyền nhún vai, không có đáp lời, nhìn về phía Trúc Nguyên Cửu. Trúc Nguyên Cửu đồng dạng, cũng lộ cái tươi cười ra tới, hướng Trương Huyền nói, ngươi như thế nào tại đây? Có người muốn giết ta lão bà, ta muốn cha cha là ai làm? Trương Huyền lấy thác tay. Ngươi kết hôn, Trúc Nguyên Cửu trong ánh mắt có chứa chút kinh ngạc. Lại còn có người phải đối lão bà ngươi động thủ, hắn không muốn sống nữa. Trương Huyền gật gật đầu, chờ ta điều tra ra, hắn liền sống không được. Tô gia những người đó, nhìn đến Trúc lão gia tử thế nhưng cùng Trương Huyền giống như lão bằng hữu đối thoại, đều có chút không phản ứng lại đây, tình huống như thế nào, hai người nhận thức. Một người Trúc gia người vội vàng nói, Trúc lão gia tử, người thế nhưng cùng loại này gian trá đổ đệ nhận thức, cần phải tiểu tâm a, loại người này tâm tư nhưng không thuần. Đúng vậy Trúc lão gia tử, người cũng không nên bị loại người này bề ngoài lừa, hắn thế nhưng muốn đối Trúc cô nương gây rối. Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, ai, khi nào, Tô gia cũng sẽ xử loại này thủ đoạn nhỏ. Tô gia người vừa nghe lời này, đều là cả kinh, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, Trúc lão gia tử, người đây là không tin chúng ta theo như lời. Đích xác không tin, Trúc Nguyên Cửu nhìn quét một vòng Tô gia người, các ngươi lần này cách làm. Đích đích xác xác là lợi dụng ta này lão đông tây tâm lý, nếu hiện tại đứng ở ta trước mặt chính là người khác, chỉ sợ hắn liền giải thích đều không kịp, liền biến thành một cái chết người, nhưng các ngươi chọn sai mục tiêu, biết đứng ở các ngươi trước mặt chính là ai sao? Trúc Nguyên Cửu hỏi một tiếng, Tô gia người qua lại đối diện vài lần, không nói gì. Trúc Nguyên Cửu cười, vị này đường đường quang minh đảo đảo chủ, địa ngục hành giả lãnh tụ, bị gọi Sa Tăng đại nhân thế giới ngầm vương giả. Thật muốn tưởng đối ta cháu gái động thủ, làm sao làm nhiều như vậy thủ đoạn. Trúc Nguyên Cửu nói, giống như một cái sấm sét ở Tô gia đám người trong lòng nổ vang. Quang Minh đảo đảo chủ, địa ngục hành giả lãnh tụ, Sa Tăng đại nhân, thân là cổ võ thế gia người, Tô gia đương nhiên minh bạch, này ba cái xưng hô, đại biểu chính là cái gì? Đại biểu chính là trên thế giới này, đứng ở đỉnh cao nhất vị nào, đại biểu cho vô địch, đại biểu cho một loại tín ngưỡng. Trước mặt người thanh niên này, thế nhưng chính là vị kia trong truyền thuyết Quang Minh đảo chủ. Tô gia người trong mắt, toàn mang theo một loại khó mà tin được khiếp sợ. Chính mình phải đối phó, là Quang Minh đảo đảo chủ. Trương Huyền cười một chút, hảo, Trúc lão nhân, người động thủ vẫn là ta động thủ. Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, người động thủ đi, người biết đến, ta người này, chậu vàng rửa tay. A, Trương Huyền bĩu môi, lão quy củ. Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu. Hai lời chưa nói, ngồi trên một chiếc xe, đem cửa xe đóng lại, ánh mắt căn bản không đi xem ngoài xe. Một phút sau, cửa sổ xe bị người gõ vang. Trúc Nguyên Cửu đem cửa sổ diêu hạ tới, sát xong rồi. Trương Huyền hướng một bên chu chu môi. Trúc Nguyên Cửu nhìn đến ánh lửa tận trời,
mấy chiếc Audi A6 tất cả đều đốt lên, đến nỗi những cái đó Tô ra người, tắc tất cả đều nằm ở bên trong xe. Đi thôi, đem người bảo bối cháu gái mang lên, chúng ta đi về trước, nhìn xem Tô ra, còn muốn sướng cái gì diễn. Chương 352, liên hệ. Nam Cung gia, Nam Cung Vũ, Nam Cung Kính Vân, cùng với Tô gia Tô Võ, đều canh giữ ở Nam Cung trước gia môn. Nam Cung huynh, không phải ta nói người a, cái kia gọi là gì Trương Huyền, các ngươi liền đế cũng chưa thăm thanh, lúc này đây nếu không phải chúng ta Tô gia người đi theo, chỉ sợ thật liền nguy hiểm a, may mắn lần này đem hắn ngăn lại tới, bằng không hậu quả, không dám tưởng tượng a. Nam Cung Kính Vân sắc mặt âm trầm không chừng. Nam Cung Vũ cũng là cau mày không nói một lời. Vừa mới Tô Võ đã đến, lấy ra một đoạn video cho bọn hắn xem, đúng là kia ba gã bọn bắt cóc đối Trương Huyền nói chuyện khi lục xuống dưới. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, Trúc lão gia tử hẳn là đã đem việc này giải quyết, về sau a, vẫn là đến trường điểm tâm mới được. Tô Võ một bộ giáo dục miệng lưỡi. Bên kia, Trương Huyền lái xe mang theo Trúc Nguyên Cửu gia tôn hai hướng nội thành đi đến, Trúc Linh còn ở vào hôn mê trạng thái, nằm ở chính mình gia gia trong lòng ngực. Trương Huyền hướng Trúc Nguyên Cửu nói, nếu ta không đoán sai nói, Tô gia hiện tại hẳn là có người đã đến Nam Cung gia, ta liền không quay về, ngươi tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem này cái qua đi là được, không cần bại lộ ta. Ân, Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Trước điều tra đi, võng ta đã sái đi ra ngoài, đúng rồi lão Đông Tây, ngươi vẫn luôn ở Yến Kinh. Hôm nay tới nhanh như vậy, Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng, này Trúc Linh bị trói không bao lâu, Trúc Nguyên Cửu liền chạy đến. Sáng nay nhích người, Trúc Nguyên Cửu hồi ức một chút, tối hôm qua Tô gia liền nói cho ta, có người đối ta cháu gái động thủ, xem ra bọn họ ngày hôm qua liền tưởng hảo hôm nay sự. Tối hôm qua, Trương Huyền trầm ngâm một chút, lão Đông Tây, chỉ sợ, bọn họ tối hôm qua nói, cùng hôm nay phát sinh, không phải một chuyện, ta làm người cho ngươi mang nói, ngươi thu được sao? Ngươi làm người cho ta tiện thể nhắn, Trúc Nguyên Cửu vẻ mặt nghi hoặc. Xem ra các ngươi Trúc gia bên trong ra vấn đề. Phía trước, ở xe lửa thượng có người liền muốn giết ngươi cháu gái, bị ta ngăn lại tới, ta sớm bảo người cho ngươi tiện thể nhắn, xem ra, lời nói không truyền tới ngươi trong tai a. Trương Huyền thông qua nội kính chiếu hậu, phá có thâm ý nhìn Trúc Nguyên Cửu liếc mắt một cái, Tô gia, là như thế nào ở ngày hôm qua biết Trúc Linh bị tập kích đâu? Trúc Nguyên Cửu không có trả lời, lâm vào trầm mặc. Đến nội thành sau, Trúc Nguyên Cửu xuống xe, ôm Trúc Linh, đánh xa tiền hướng Nam Cung ra. Mà Trương Huyền, tắc tạm mượn này chiếc Maserati. Nam Cung gia trang viên, Nam Cung Kính Vân cùng Tô Võ, vẫn luôn đứng ở trang viên cửa chờ đợi, đương nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại khi, hai người trong lòng đều có chút khẩn trương. Cửa xe mở ra, Trúc Nguyên Cửu ôm Trúc Linh xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa. Đương Tô Võ nhìn đến cũng không có Trương Huyền thân ảnh khi, trong mắt xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Trúc lão gia tử, việc này đều do ta, trách ta a. Nam Cung Kính Vân bước nhanh đi tới, hướng Trúc lão gia tử thỉnh tội. Người tiểu tử này, Trúc Nguyên Cửu nhìn mắt Nam Cung Kính Vân, cùng khi còn nhỏ giống nhau, cũng không có việc gì đều ái hướng chính mình trên người ôm tội, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Trúc lão gia tử, may mắn Trúc Linh cô nương không có việc gì, thật là thật đáng mừng a. Tô Võ cũng vội vàng đi lên nói. Trúc lão gia tử gật gật đầu, nhìn mắt Tô Võ, không nói gì. Nam Cung Vũ nhìn đến chỉ có Trúc Nguyên Cửu cùng Trúc Linh hai người, hỏi, Trúc gia gia, Trương Huyền người khác đâu? Truy bọn bắt cóc thời điểm bị thương, đã đi trị liệu. Trúc Nguyên Cửu tìm cái lấy cớ, lời này, nghe vào ba người trong tai, chính là một khác phiên ý tứ. Vừa mới Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Kính Vân đều nhìn kia đoạn video, video chung, biểu hiện Trương Huyền chính là lần này phía sau màn làm chủ. Hiện tại Trúc Nguyên Cửu nói Trương Huyền trọng thương đi tu dưỡng. Kia ý tứ cũng thực rõ ràng. Nam Cung Vũ thần sắc ảm đạm, Trúc gia gia, này trong đó, có thể hay không có cái gì hiểu lầm a? Cái gì hiểu lầm, Trúc Nguyên Cửu nhìn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung chất nữ, ngươi vẫn là quá đơn thuần, không rõ nhân tâm hiểm ác. Tô Võ mở miệng, có một số người, quang xem mặt ngoài, người căn bản không biết hắn là cái dạng gì người. Đúng vậy, Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, nếu có điều chỉ nói, biết người biết mặt. Không biết tâm a. Trương Huyền lái xe, đi vào khách sạn, dùng Nam Cung Vũ cung cấp kia Trương Nặc danh tạp gọi điện thoại đi ra ngoài. Lão đại, người đã giải quyết, xác định, cũng là Tô gia người.
Bạch Trì thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Lần trước ở xe lửa thượng đối Trúc Linh xuống tay, cũng là bọn họ người đi. Trương Huyền hỏi. Đúng vậy, Bạch Trì trả lời, lần trước kia hai người chúng ta tiếp nhận, Thẩm gia tới, Tô gia phái, lão đại, còn có chuyện, là vừa điều tra ra, đại tẩu mẫu thân, cùng Tô gia, có liên hệ, cụ thể tình huống, ta chia ngươi. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, cắt đứt điện thoại. Điện thoại mới vừa quải, Bạch Trì tin tức liền đã phát lại đây. Trương Huyền nhìn thoáng qua, sắc mặt dần dần tối sầm đi xuống. Lâm Thanh Hạm mẫu thân, cũng họ Tô, hơn nữa là Tô gia dòng chính, Tô gia tiền nhiệm gia chủ, Tô lão gia tử thân sinh nữ nhi. Bất quá bởi vì lúc trước nào đó nguyên nhân, Tô gia không có thừa nhận Lâm Thanh Hạm mẫu thân thân phận, hơn nữa đem này trục xuất khỏi gia môn, ở Tô lão gia tử giá hạc tây đi sau, hắn di thư chung, viết đến muốn đem Lâm Thanh Hạm mẫu thân tiếp hồi Tô gia, kế thừa Tô gia đại thống, nếu nàng không muốn, liền phân Tô gia một nửa gia sản, coi như bồi thường. Trương Huyền nhìn Bạch Trì phát tới tin tức, trong lòng đại khái có chút sáng tỏ, khó trách Tô gia muốn động Lâm Thanh Hạm, nhưng này lại là đề cập đến ai ích lợi đâu. Tô gia đương nhiệm gia chủ, hay là ai? Trương Huyền nhìn này đó tin tức, hiện tại ít nhất, làm rõ ràng Tô gia vì cái gì phải đối Lâm Thanh Hạm động thủ, nói trắng ra là, cũng chính là cái ích lợi vấn đề. Trương Huyền nằm ở trên giường, đóng lại di động, trong đầu tự hỏi mấy vấn đề này, nếu Lâm Thanh Hạm thật sự tới rồi Tô gia, như vậy sẽ đối ai ích lợi tạo thành lớn nhất ảnh hưởng. Tô gia giữa, tuyệt đối có Tô lão gia tử người ủng hộ, nếu không Tô lão gia tử di chúc, cũng sẽ không bị người để ở trong lòng, mấy thứ này, đều yêu cầu cho hắn thời gian, làm hắn chậm rãi đi tiếp xúc mới được. Trương Huyền nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong óc là một đoàn hồ nhão. Đang lúc Trương Huyền trong đầu còn đang suy nghĩ những việc này thời điểm, phòng nội đèn, đột nhiên tiêu diệt. Trước mắt ánh đèn đột nhiên ám rớt, làm người ở khoảnh khắc sẽ có loại hai mắt mù ảo giác, cùng lúc đó, người lực chú ý cũng sẽ tại đây trong lúc nhất thời phân tán, đối với một cái chuyên môn làm ám sát người tới nói, đây là một cái cơ hội ra tay. Một trận gió nhẹ từ cửa sổ đánh úp lại, cùng với một trận phá tiếng gió vang lên, một mạt bạc mang trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, trong bóng đêm truyền đến vài tiếng vang nhỏ. Vài giây sau, nguyên bản tiêu diệt ánh đèn một lần nữa sáng lên. Trương Huyền nhìn trước mắt người, đối phương cũng đang nhìn Trương Huyền, chẳng qua, hai người ánh mắt, là hai loại hoàn toàn bất đồng hương vị. Trương Huyền trong ánh mắt, mang theo một loại hờ hững, mà đối phương ánh mắt giữa, mang theo còn lại là hoảng sợ. Chương 353, Đại Động Tác. Trương Huyền trong phòng đứng, là một nữ nhân, một cái da bạch mạo mỹ nữ nhân, nàng ăn mặc một cái vàng nhạt sắc váy liền áo, như vậy trang điểm, mặc cho ai xem đều sẽ không cảm thấy nàng là một người sát thủ. Giờ phút này, nữ nhân này trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, nàng trắng nõn hai tay vô lực rũ tại thân thể hai sườn. Trương Huyền chú ý tới, ở nữ nhân sau cổ chỗ, có một cái xăm mình. Ám dạ người, Trương Huyền khóe miệng câu cười, này thật đúng là buồn ngủ tới, có người cấp đưa gối đầu A, mới vừa còn tưởng, là Tô gia ai muốn đối Lâm Thanh Hạm xuống tay, hiện tại phía sau màn người, liền chính mình đứng ra. Lúc ấy thỉnh ám dạ người đi sát Lâm Thanh Hạm, hiện tại lại thỉnh ám dạ người tới sát chính mình. Tô gia cùng chính mình có mâu thuẫn, còn có thể có ai? Trương Huyền nhìn đối phương, mở miệng nói, lần trước Ngân Châu thất bại, các ngươi còn không giải giáo huấn. Nữ nhân vừa nghe lời này, ánh mắt rùng mình, ở Ngân Châu người kia, cũng là ngươi. Là ngươi giết ta nhị ca. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta lần trước nói cho hắn, ta có thể không giết hắn này đó huynh đệ tỉ muội, nói cho ta, ai làm ngươi tới giết ta, ta buông tha ngươi. Ngươi buông tha ta, ngươi cảm thấy, ta yêu cầu. Nữ nhân hỏi lại một tiếng. Phòng ngoại đứng hai người, cách vách cũng là các ngươi người đi, đối diện lầu 13 tay súng bắn tỉa, ngươi có thể cho hắn khẩu súng thu hồi tới, tin tưởng ta, hắn sẽ không đánh chúng ta. Trương Huyền vẻ mặt nhẹ nhàng mở miệng. Mà nữ nhân này, thì tại Trương Huyền mỗi xuất khẩu một câu sau, nàng sắc mặt liền trở nên khó coi một phân, bởi vì Trương Huyền nói, toàn bộ chuẩn xác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ nhân lời nói, đã thiếu vừa mới như vậy tự tin. Trương Huyền từ túi quần móc ra một quả nhẫn, nhẹ nhàng bắn ra. Nhẫn dừng ở nữ nhân trước người, ở nhìn đến chiếc nhẫn này nháy mắt, nữ nhân đồng tử đột nhiên phóng đại. Thánh giới! Nói đi, cố chủ là ai, nhìn xem cùng ta đoán có phải hay không giống nhau. Trương Huyền hướng trên giường ngồi xuống. Nữ nhân hung hăng nuốt khẩu nước bọt,
Qua thật lâu sau, nàng mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới, ta thế nhưng có nhìn đến thánh giới một ngày. Trương Huyền không nói gì, chờ nữ nhân trả lời. Nữ nhân ánh mắt tụ tập ở thánh giới thượng, mở miệng, là Tô gia, Tô võ. Quả nhiên, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, cứ như vậy, sự tình liền rất rõ ràng. Nữ nhân thấp đầu, không có hé răng. Đi thôi, Trương Huyền phất phất tay, nhớ rõ, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới ta, bao gồm ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội cũng không được. Minh bạch, Sa Tăng đại nhân. Nữ nhân gật đầu, cuống quýt rời đi. Ám dạ sát thủ xuất hiện, làm bối rối Trương Huyền hết thảy nghi hoặc, tất cả đều giải khai. Tô võ, muốn sát Lâm Thanh hạng người, cũng là Tô võ. Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ yến kinh cảnh đêm, lẩm bẩm nói, Tô gia, nếu không cho ta một hợp lý giải thích, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Trương Huyền sửa sang lại một chút quần áo, rời đi khách sạn, đi trước yến kinh phòng làm việc. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Đêm nay, Tô võ quá phá lệ vui vẻ, cái kia Trương Huyền rốt cuộc bị giải quyết, tối hôm qua chính mình chuyên môn tìm người, đi hắn trụ địa phương nhìn thoáng qua, bảo đảm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trương Huyền tồn tại, làm Tô võ như ngạnh ở hầu, hiện giờ, là thở phào nhẹ nhõm, chính mình phái hướng Ngân Châu người, cũng sẽ thực mau mang về tới tin tức, nếu có thể đem nữ nhân kia giải quyết, có thể nói là xong hỷ lâm môn. Tuy rằng Trúc Nguyên Cửu nói cho Tô võ, ngày hôm qua Tô gia phái ra đi người đều bị Trương Huyền giết, nhưng Tô võ một chút áp lực tâm lý đều không có, hắn không để bụng những người đó chết sống. Chính vui vẻ Tô võ còn không biết, bởi vì hắn hành động, làm một cổ mây đen, đã bắt đầu hướng Tô gia lan tràn, tùy thời khả năng bao phủ toàn bộ Tô gia. Ngày hôm sau, bình minh. Hôn mê chúng Trúc Linh mơ mơ màng màng mở hai mắt, phát hiện chính mình nằm ở một trương trên giường lớn. Ta bảo bối, người rốt cuộc tỉnh a. Trúc Nguyên Cửu ngồi ở mép giường. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng Trúc Linh vừa thấy đến Trúc Nguyên Cửu, lập tức nhảy lên, ra ra, ngươi như thế nào tới rồi? Như thế nào, Trúc Nguyên Cửu ra vẻ giận dữ, ngươi còn tưởng ở bên ngoài chơi tới khi nào? Lần này đã xảy ra như vậy sự, ngươi liền thành thành thật thật cùng ta hồi Trúc ra. Không, ta mới không quay về đâu. Trúc Linh dùng sức lắc lắc đầu, ta còn không có chơi đủ đâu, hơn nữa ta nhưng nhận thức tân bằng hữu. Trúc Linh chất nữ, ngươi nói cái kia bằng hữu, nhưng không đáng tin cậy a. Tô võ liền đứng ở Trúc Nguyên Cửu phía sau, lần này đã điều tra xong, chính là cái kia Trương Huyền, tìm người chảo ngươi, nếu không phải chúng ta Tô ra thời điểm mấu chốt đem hắn ngăn cản xuống dưới, kéo dài tới Trúc lão gia tử tới, ngươi đã có thể nguy hiểm. Ngươi là nói Trương Huyền chói ta, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trúc Linh dùng sức lắc đầu, không tin Tô võ nói. Trúc Linh chất nữ. Tối hôm qua chúng ta Tô gia phái ra đi người, tất cả đều bị cái kia Trương Huyền làm hại, đây là Trúc lão gia tử chính mắt nhìn thấy, người về sau giao hữu, cần phải cẩn thận a. Tô võ thở dài một tiếng, làm ra tiếc nuối biểu tình. Gia gia, hắn nói chính là thật vậy chăng? Trúc Linh nhìn về phía chính mình gia gia. Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, ăn ngay nói thật nói, đích xác, tối hôm qua Tô gia phái ra đi người, đều chết vào cái kia Trương Huyền trong tay. Này! Trúc Linh đáng yêu linh động mắt to trở nên có chút dại ra, chuyện này không có khả năng, Trương Huyền không phải người như vậy. Trúc Linh chất nữ, người này tâm cách cái bụng, về sau không thể lại dễ dàng tin tưởng người khác a. Hôm nay đi chúng ta Tô gia, ta tới cấp các ngươi đón gió tẩy trần. Tô võ vỗ bộ ngực, như vậy nói. Buổi sáng 10 giờ, Trương Huyền rời đi khách sạn, một ít nguyên bản ngồi ở khách sạn lầu một ăn cơm thực khách, cơ hồ ở cái này thời gian, chiều khách sạn ngoại đi đến. Ngày hôm qua ban đêm, toàn bộ Yến Kinh, đều đã xảy ra một kiện kỳ quái sự, hơn phân nửa đêm, toàn bộ Yến Kinh thị khách sạn, đột nhiên chật ních, trên đường phố chiếc xe, cũng gia tăng rồi rất nhiều. Trương Huyền mới vừa đi ra khách sạn, chuông điện thoại thanh liền vang lên. Lão đại, người đây là có đại động tác a? Ta thế nhưng mới biết được, người quá không trượng nghĩa, chuyện này thế nhưng không nói cho ta. Trong điện thoại, Bạch Trì thanh âm mang theo kích động, cũng mang theo u oán. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, một cái Tô gia, không cần thiết đem các ngươi cũng kêu lên. Ta đây cũng muốn tham gia a, ta nghe nói, lần này giao mổ lết đội, liền đi ba cái, sở hữu Yến Kinh phụ cận địa ngục hành giả, ở tối hôm qua toàn bộ tới Yến Kinh, lão đại, người đây là muốn tiêu diệt Tô gia a. Bạch Trì thanh âm dị thường hưng phấn, từ lần trước Vương sẽ một trận chiến sau, đây là lần đầu tiên,
Quang Minh đảo có đại động tác muốn triển khai. Diệt bất diệt bọn họ, xem Tô gia biểu hiện, Ngân Châu bên kia, người giúp ta xem trọng. Trương Huyền ngữ khí bình đạm, diệt Tô gia, ở hắn trong giọng nói, giống như giẫm chết một con kiến như vậy nhẹ nhàng. Lão đại, yên tâm đi, có mấy cái Tô gia người, hôm nay sáng sớm tới rồi Ngân Châu. Toàn khống chế được, bao gồm Tô gia ở Ngân Châu nhãn tuyến, hiện tại hướng ra rút đi. Minh bạch. Chương 354, ta tới thảo cái công đạo. Yến Kinh, Tô gia đại viện. Giữa trưa 11 giờ, Tô Võ bày một bàn tiệc rượu, vì chúc lão gia tử đón gió, bao gồm Nam Cung Kính Vân đám người, cũng đều ở trên bàn. Tô Võ phụ thân cùng Trúc Nguyên Cửu cùng thế hệ luận giao, nhưng khi nói chuyện có thể phát hiện, Tô Võ phụ thân biểu hiện phi thường thật cẩn thận, sợ đắc tội Trúc Nguyên Cửu. Ở cổ võ gia tộc địa vị thượng, Trúc gia là vượt qua Tô gia. Mà Trúc Nguyên Cửu, ở Trúc gia, càng là nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai, địa vị cực cao, đến nỗi Tô Võ phụ thân, ở Tô gia, cũng chỉ là treo cái lớp người già danh hào mà thôi. Trương Huyền mở ra thuộc về Nam Cung Vũ Maserati, bên trong xe phóng mềm nhẹ âm nhạc, chậm rãi chiều Tô gia trang viên mở ra. Đã từng dưới mặt đất thế giới, có người hỏi qua như vậy một vấn đề, Quang Minh đảo thế lực, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lúc ấy đã từng có một cái tập đoàn tài chính cá sấu khổng lồ là như vậy trả lời, nếu có người chọc Quang Minh đảo người, ở ngươi tạm thời có được tự bảo vệ mình năng lực dưới tình huống, ngươi cần thiết ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng, làm được rời đi, nếu không, ngươi sẽ nghênh đón Quang Minh đảo lửa giận, như vậy kết quả, cho dù là phía chính phủ, đều không thể dễ dàng thừa nhận. Hiện giờ, Quang Minh đảo lửa giận, đã ở Lặng Yên dâng lên. Mặc kệ là ở cổ võ giới, vẫn là ở đâu cái phương diện, bao gồm Tô gia xí nghiệp, đều ở hôm nay buổi sáng, bị nghiêm trọng chèn ép. Tô gia trang viên nội. Trúc Linh giấu cái miệng nhỏ, lôi kéo Nam Cung Vũ tay. Vũ tỷ tỷ, người cảm thấy Trương Huyền là hạng người như vậy sao? Hắn phía trước còn giúp ta đâu? Trúc Linh mắt to chung, tràn ngập lo lắng. Nam Cung Vũ lắc lắc đầu, nàng kỳ thật cũng có chút không tin, việc này a, ai nói chuẩn đâu, người cái nhà đầu, về sau liền không cần chạy loạn. Thiếu làm ngươi ra ra lo lắng. Hừ, ta mới không muốn cùng hắn đãi ở bên nhau đâu, Vũ tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi tìm Trương Huyền tiểu ca ca đi. Ta trộm hỏi ra ra nói hắn không có bắt được tiểu ca ca, làm tiểu ca ca trọng thương chạy, chúng ta đi hỏi một chút, nhìn đến đế có phải hay không hắn làm hại ta tổng cảm thấy hắn là bị oan uổng. Trúc Linh mắt to chung, tản ra ý động thần sắc. Tìm hắn, Nam Cung Vũ nghe được Trúc Linh nói, cũng thoáng có chút tâm động. Người tưởng như thế nào tìm hắn? Không biết, Trúc Linh lắc lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm, nàng nhìn về phía Tô gia trang viên đại môn, gì? Vũ tỷ tỷ, kia không phải ngươi xe sao? Nam Cung Vũ vừa thấy, một chiếc Maserati, chạy đến Tô gia trang viên cửa, đúng là chính mình kia chiếc, chính mình xe, là bị Trương Huyền khai đi. Nam Cung Vũ cùng Trúc Linh trơ mắt nhìn này chiếc Maserati ngừng ở Tô gia trang viên cửa, theo sau cửa xe mở ra. Trương Huyền từ bên trong xe đi ra, xuất hiện ở hai nàng tầm mắt giữa. Trương Huyền, Nam Cung Vũ sắc mặt biến đổi, hắn tới làm gì? Trương Huyền tiểu ca ca, Trúc Linh đi nhanh chiều Tô gia trang viên cửa chạy qua đi. Trương Huyền đóng cửa xe, liên quan ý cười nhìn Trúc Linh, người nhà đầu này, tỉnh. Tỉnh, ha ha, ta nghe người ta nói, là ngươi tìm người chói ta, có phải hay không a? Trúc Linh trừng lớn đôi mắt, nghiêng đầu, đáng yêu nhìn Trương Huyền. Trương Huyền xoa xoa Trúc Linh đầu, người cái nhà đầu ngốc, ta tưởng chói ngươi, đã sớm đem ngươi chói lại. Ha ha, Trúc Linh cười to hai tiếng, Vũ tỷ tỷ, ta liền nói đi, Trương Huyền tiểu ca ca tuyệt đối không phải người như vậy. Nam Cung Vũ đã đi tới, mày liễu hơi nhíu, nói như vậy, ngày hôm qua Tô Võ cho chúng ta xem kia đoạn video, chính là giả. Người thật không phải ngươi chói. Trương Huyền trợn trắng mắt, người này không phải vô nghĩa sao? Ta chói ta còn trở về làm gì, ngày hôm qua sự, tất cả đều là Tô gia tự đạo tự diễn, ta hôm nay chính là tới tìm Tô gia tính sổ. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, Nam Cung Vũ vừa nghe Trương Huyền nói như vậy, vội vàng khuyên can nói, ta thừa nhận, ngươi là lợi hại, ai đều đánh không lại ngươi, nhưng Tô gia, không phải ngươi dùng quyền cước là có thể đối phó, ngươi mấy ngày nay, trêu chọc quá nhiều Tô gia người, khó tránh khỏi sẽ chọc phiền toái, trước nhẫn nhẫn đi. Ta nhưng nhịn không nổi. Trương Huyền lắc lắc đầu, không màng Nam Cung Vũ khuyên can, bước đi tiến Tô gia trang viên đại môn. Hảo a, thế nhưng là Tô gia người chói ta.
Trúc Linh mắt to trung thoáng hiện tức giận thần sắc, bọn họ còn làm bộ người tốt, bôi nhọ Trương Huyền tiểu ca ca, ta cũng muốn theo chân bọn họ tính sổ. Đi, Trương Huyền tiểu ca ca, hai ta cùng đi. Trúc Linh, đừng hồ nháo, Nam Cung Vũ hai bước chạy đi lên, vươn đôi tay, phân biệt bắt lấy Trương Huyền cùng Trúc Linh. Trương Huyền, Trúc Linh nha đầu này hồ nháo, ta có thể lý giải, nhưng ngươi không thể đi theo nàng hồ nháo a. Ngày hôm qua sự, ngươi có chứng cứ là Tô gia người làm sao? Ngươi có thể chứng minh sao? Huống hồ liền tính ngươi chứng minh rồi, ngươi lại có thể thế nào? Khả năng ngươi hôm nay đem khí ra, Tô gia lửa giận, ngươi có thể thừa nhận sao? Tô gia, rất lợi hại sao? Trương Huyền đầy mặt tò mò hỏi lại một tiếng, bọn họ có thể có cái gì làm ta không chịu nổi lửa giận? Nghe Trương Huyền nói như vậy, Nam Cung Vũ giận sôi máu, ngươi người này thật là không nghe người ta khuyên, quá mức tự tin. Tô gia thế lực, căn bản là không phải ngươi có thể tưởng tượng, cái gọi là công chính, ở Tô gia nơi này căn bản là không tồn tại, mau rời đi đi. Không đi, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta hôm nay cần thiết muốn cho Tô gia cho ta một hợp lý giải thích. Ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích, ngươi muốn Tô gia cho ngươi cái gì giải thích, Trương Huyền, ngươi không phải tiểu hài tử, không cần như vậy phẫn thanh được chưa, Tô gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Nam Cung Vũ cấp giống ra tiếng tới. An lạp, đừng kích động như vậy sao, ta chỉ là tới thảo cái công đạo, như thế nào cùng phẫn thanh liên hệ thượng. Trương Huyền nhún vai. Trương Huyền này phúc không sao cả bộ dáng, cấp Nam Cung Vũ khí không nhẹ, hảo, ngươi muốn công đạo đúng không, vậy ngươi liền đi muốn. Nếu ngươi không nghe khuyên bảo, liền không cần hối hận. Trương Huyền tiểu ca ca, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây đâu, tuyệt đối làm Tô gia cho ngươi một cái công đạo. Trúc Linh vỗ nàng tiểu bộ ngực. Nam Cung Vũ nhìn trước mặt này hai người, chạy nhanh lấy ra di động, cho chính mình phụ thân đã phát cái tin tức. Trúc Linh đi theo Trương Huyền bên người, lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, Trương Huyền tiểu ca ca, ông nội của ta cũng tại đây đâu, từ từ ngươi liền đem sự tình toàn bộ đều nói cho hắn. Hắn khẳng định sẽ cho ngươi làm chủ, bất quá ngươi nhưng chú ý một chút a, ông nội của ta hắn người kia a, hung thật sự, khó mà nói lời nói. Hung sao? Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm thấy Trúc Nguyên Cửu hung a. Hung, nhưng hung, nhà của chúng ta, trừ bỏ ta bên ngoài, tất cả đều đặc biệt sợ ông nội của ta đâu, liền hiện tại, ông nội của ta còn thường xuyên mắng ta ba. Trúc Linh phun ra đầu lưỡi nhỏ. Trương Huyền bật cười. Nam Cung Vũ đứng ở Tô gia cổng lớn, nhìn Trương Huyền khoảng cách Tô gia đại sảnh càng ngày càng gần, dùng sức rậm rậm chân, chạy mau đi lên. Tuy rằng chỉ là nhận thức hai ngày, nhưng Nam Cung Vũ đối Trương Huyền ấn tượng, còn tính không tồi, nàng thật sự không đành lòng nhìn Trương Huyền liền như vậy đem chính mình hủy hoại. To như vậy một cái Tô gia, há là một người là có thể đối kháng. Chương 355, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Trúc lão gia tử, ta Tô võ kính ngươi một ly. Tô gia trong đại sảnh, Tô võ giơ lên trong tay chén rượu, hào khí đem ly chung rượu một ngụm uống sạch. Nhìn dáng vẻ, vài vị nhã hứng không tồi a. Một đạo ngả ngớn thanh âm, từ Tô gia đại sảnh trước cửa truyền đến. Thanh âm này một vang, trong đại sảnh người đều cửa trước nhìn lại. Trương Huyền đứng ở trước cửa, ánh mắt đánh giá Tô võ hai cha con. Là ngươi, Tô võ đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Trương Huyền, ngươi không chết. Thất vọng rồi. Trương Huyền khóe miệng một liệt, ám dạ người có phải hay không nói cho ngươi, ta đã chết. Tô võ ánh mắt có chút âm trầm, ám dạ người, đích xác nói cho hắn, Trương Huyền đã chết. Ngày hôm qua làm ngươi may mắn chạy thoát, hôm nay thế nhưng còn dám chủ động tới ta Tô gia, vừa vặn, thù mới hận cũ, chúng ta cùng nhau tính. Tô võ tướng trong tay chén rượu dùng sức hướng trên mặt đất một ném. Xảo, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta cũng có thù mới hận cũ. Người bôi nhỏ ta bắt cóc Trúc Linh, phái người ám sát lão bà của ta, những việc này, hôm nay cùng nhau thanh toán. Lão bà ngươi, Tô võ theo bản năng nghi hoặc một tiếng. Trương Huyền trong miệng nhẹ thở, Ngân Châu, Lâm Thanh Hạm. Kia tiện loại là lão bà ngươi, đi theo bên người nàng người, chính là ngươi. Tô võ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ tìm dấu ở Lâm Thỉnh Hạm bên người cao thủ tìm thời gian lâu như vậy, thế nhưng không phát hiện, nhân gia đã tìm được chính mình trước mặt tới. Trúc Linh chạy chậm đến Trúc Nguyên Cửu bên người, lôi kéo Trúc Nguyên Cửu cánh tay, ra ra, ngày hôm qua không phải Trương Huyền tiểu ca ca chói ta, Trương Huyền tiểu ca ca đều cho ta nói, là bọn họ Tô gia người chói ta. Trúc Linh chất nữ, không cần nghe loại này tặc tử hồ ngôn loạn ngữ. Tô võ ra tiếng. Nam Cung Kính Vân hướng Nam Cung Vũ phất phất tay,
Nam Cung Vũ Tiểu chạy bộ đến Nam Cung Kính Vân bên người. Sao lại thế này? Nam Cung Kính Vân nhíu nhíu mày, một đầu mờ mịt, ngày hôm qua ở Tô Võ tìm được hắn, nói cho hắn Trương Huyền mới là chó Trúc Linh phía sau màn hung phạm khi, hắn trong lòng liền tràn ngập nghi hoặc. Nam Cung Vũ đem vừa mới Trương Huyền theo như lời nói, nhỏ giọng nói cho Nam Cung Kính Vân. Nam Cung Kính Vân chau mày, liền tính là như hắn theo như lời, những việc này đều là Tô gia kế hoạch, hắn lại lấy cái gì tới thảo công đạo, Trương Huyền đứa nhỏ này ta rất thích, ngươi cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại, làm hắn hiện tại dẫn người lại đây, hôm nay mặc kệ thế nào, đều không thể xem hắn xảy ra chuyện. Nam Cung Vũ gật gật đầu, trộm cho chính mình nhị thúc đã phát cái tin tức. Trúc Nguyên Cửu sờ sờ chính mình cháu gái đầu, hảo, ngoan, việc này ra ra tới xử lý. Ra ra, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta nói a, Trương Huyền tiểu ca ca tuyệt đối không phải người xấu. Trúc Linh còn không yên tâm, lại lần nữa mở miệng. Tô Võ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền, ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp mê hoặc Trúc Linh chất nữ, nếu ngươi cho rằng, đây là ngươi hôm nay tự tin nói, ta không thể không nói, ta thật là xem trọng ngươi, đây là ta Tô gia, không phải ngươi loại này bọn đạo trích dương oai địa phương. Tô Võ nói xong, cầm lấy di động, đã phát điều giọng nói tin tức đi ra ngoài, làm người đều tới đại sảnh. Tô Võ này tin tức một phát đi ra ngoài, cũng liền 10 giây tả hữu, một trận dày đặc tiếng bước chân vang lên, liền thấy một mảnh bóng người, đen nghìn nghịt vây quanh ở Tô gia đại sảnh trước cửa, ước chừng có hơn 30 cái. Tô gia bất đồng với Nam Cung gia, bởi vì Tô lão gia tử mất sớm nguyên nhân, Tô gia chia làm hai cái phe phái, cho nên gia tiện nội số đông đảo, liền tỷ như Tô Liệt, đi ra ngoài sẽ mang một đống lớn người. Tô Võ cười lạnh một tiếng, hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, ta biết ngươi thực có thể đánh, có năng lực, ngươi liền đánh thử xem. Tô Võ vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh cùng hô to thanh. Đang làm gì, các ngươi là đang làm gì? Ai cho các ngươi tiến vào? Đều cút đi, các ngươi này đã trái pháp luật có biết hay không? Nghe này trận tiếng vang, Trương Huyền nhướng mày, liền các ngươi họ Tô sẽ gọi người, ta liền sẽ không. Một người Tô gia hạ nhân vọt vào trong đại sảnh, sắc mặt nôn nóng nói. Tô tiên sinh, không hảo, bên ngoài xông vào vài trăm người. Mấy trăm người, Tô Võ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lao ra đại sảnh. Nam Cung Kính Vân còn lại là sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Trương Huyền, chính mình nữ nhi này bạn trai, không phải là cái gì hắc đạo đại ca đi. Trúc Nguyên Cửu, ở nghe được Tô gia hạ nhân nói ra mấy trăm người cái này con số sau, trong mắt tràn ngập chấn động. Mấy trăm người, Quang Minh đảo hành sự, một người địa ngục hành giả. Là có thể kinh sợ một phương, không riêng gì bởi vì địa ngục hành giả đặc thù thân phận, cũng bởi vì địa ngục hành giả siêu cường thực lực, có thể trở thành địa ngục hành giả người, kia đều là trải qua địa ngục mài giũa. Mấy trăm danh địa ngục hành giả đều xuất hiện, Trúc Nguyên Cửu đều có thể nghĩ đến kia long trọng trường hợp, chỉ sợ sẽ làm bất luận cái gì một người chân mềm. Đại sảnh ngoại, một trận cuồng tiếu tiếng vang lên, đến từ Tô Võ. Ha ha ha, thứ gì, ha ha ha, tiểu tử. Ngươi là tới cùng ta khôi hài sao? A, à, nguyên bản, nghe được trang viên nội xông tới mấy trăm người, Tô Võ còn có chút hoảng hốt, nhưng hắn hiện tại, một chút đều không hoảng hốt, trong lòng chỉ có buồn cười. Hắn nhìn lướt qua này mấy trăm người, kia một đám, có nam có nữ, có già có trẻ, già nhất đầu tóc đầu trắng, cảm giác đi đường đều không thông thuận, tiểu nhân cái loại này, thân cao cũng liền 1m4, nhìn cốt xấu như xài, những cái đó nam, không mấy cái thân cường thể tráng. Nữ nhân càng là, có chút thậm chí vẫn là bệnh viện hộ sĩ, ăn mặc hộ sĩ chế phục tới. Như vậy một đám người, ở Tô Võ trong mắt, chỉ có thể dùng 4 chữ tới khái quát. Đám ô hợp, này đó đều là cái gì? Quần chúng diễn viên sao? Tiểu tử, ngươi là mời đến những người này, cùng ta Tô gia thị uy tới. Tô Võ tiếng cười không gián đoạn vang lên. Nam Cung Kính Vân cùng Nam Cung Vũ cũng chuẩn bị ra cửa, nhìn xem Trương Huyền gọi tới đều là người nào. Đều ngồi đi, đừng đi ra ngoài. Trúc Nguyên Cửu mở miệng, cản lại Nam Cung Kính Vân cha con hai. Trúc lão gia tử, người đây là. Nam Cung Kính Vân có chút khó hiểu. Ngồi xuống đi, nghe ta. Trúc lão gia tử thanh âm bình đạm mở miệng, trong giọng nói lại là có một loại không dung cự tuyệt hương vị. Nam Cung Kính Vân cha con hai liếc nhau, thành thành thật thật ngồi ở trên chỗ ngồi, không có rời đi đại sảnh, trong mắt đều mang theo nghi hoặc. Trúc Nguyên Cửu bi ai nhìn Tô Võ liếc mắt một cái, hắn minh bạch, vô luận như thế nào, Tô Võ hôm nay đều sống không được. Bác sĩ, hộ sĩ,
học sinh, tiểu tử, ngươi là não tàn, vẫn là cảm thấy ta Tô gia là não tàn. Tô Võ cười nhạo một tiếng. Ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Vinh hạnh, tiểu tử, ngươi hắn sao ở đậu ta? Tô Võ trong mắt toàn là châm chọc. Trương Huyền chậm rãi đi ra đại sảnh, than nhẹ một tiếng, đã thời gian rất lâu, không có người đáng giá làm ta coi trọng như vậy qua, đặt ở dĩ vãng, các ngươi Tô gia còn chưa đủ tư cách. Trương Huyền đứng ở Tô gia đại sảnh trước cửa, duỗi tay vung lên. Ở Trương Huyền cái này đơn giản động tác hạ, Tô Võ trong mắt kia mấy trăm danh đám ô hợp, đồng thời đem bàn tay đến sau eo, theo sau chậm rãi lấy ra một trương mang theo răng nanh mặt quỷ mặt nạ, mang ở trên mặt. Chương 356, nghe hắn. Mấy trăm người đứng ở nơi đó, trừ bỏ quần áo cọ sát khi phát ra tiếng vang ngoại, không có nửa điểm dư thừa thanh âm. Nguyên bản còn mặt mang châm chọc Tô Võ, giờ phút này ánh mắt, trở nên ngây dại ra. Này răng nanh mặt quỷ mặt nạ đại biểu cho cái gì, hắn quá rõ ràng bất quá. Tô Võ theo bản năng quay đầu, nhìn về phía bên người Trương Huyền. Ở Tô Võ dưới ánh mắt, Trương Huyền đồng dạng từ sau eo lấy ra một trương mặt quỷ mặt nạ, theo sau chậm rãi mang ở trên mặt, một quả ám kim sắc nhẫn, bị Trương Huyền tròng lên ngón tay, tùy tay móc ra một trương màu đen tấm cát, nhẹ nhàng ném ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, màu đen tấm cát ở không trung mang theo một cái khí xoáy tụ, chậm rãi dừng ở Tô Võ dưới chân. Cũng liền ở tấm cát rơi xuống đất nháy mắt, nguyên bản còn kiêu ngạo không ai bì nổi Tô Võ, hai chân mềm nhũn, quỳ gối Trương Huyền trước mặt, hắn tầm mắt phóng tới Trương Huyền ngón tay kia chiếc nhẫn thượng, cả người đều đang run rẩy. Sa Tăng, bao gồm trong đại sảnh mấy người, ánh mắt cũng trở nên ngây dại ra, bọn họ tuy rằng nhìn không tới Trương Huyền gọi tới kia mấy trăm người, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến đứng ở đại sảnh trước cửa Trương Huyền, đương Trương Huyền lấy ra kia trương mặt quỷ mặt nạ, mang lên kia chiếc nhẫn thời điểm, mỗi người đều mang theo không dám tin tưởng. Là hắn, thế nhưng là hắn, Nam Cung Vũ môi đỏ khẽ run, khó trách như vậy giống, tính tình, tính cách, ngay cả nói chuyện phương thức, đều như vậy tương tự, là một người, chính là hắn. Nam Cung Kính Vân nhìn mang lên mặt nạ Trương Huyền, duỗi tay khắp chính mình đùi một chút, khó có thể tin nói, nhà đầu, người gì thời điểm đem Quang Minh đảo đảo chủ bắt lấy. Trúc Linh há to miệng, phảng phất đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Đến nỗi Tô Võ phụ thân, là sắc mặt tái nhợt. Trương Huyền xoay người, nhìn mắt đại sảnh giữa. Liền này liếc mắt một cái, làm trong đại sảnh mọi người, bao gồm Trúc Nguyên Cửu, đều có loại lông tơ tạc khởi cảm giác. Trương Huyền duỗi tay, đóng lại đại sảnh cửa phòng. Ở cửa phòng đóng lại trong nháy mắt kia, người trong nhà, xuyên thấu qua khe hở, thấy được một mạt đỏ tươi phun. Trúc Nguyên Cửu ở trong lòng mặc số. 19 giây sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, bổn đứng ở phòng ngoại Tô Võ, cùng với Tô Võ gọi tới kia hơn 30 hào người, tất cả đều không thấy bóng dáng, cửa không có chút nào vết máu. Chỉ có Trương Huyền một người đứng ở trước cửa, bắt lấy nhẫn, gỡ xuống mặt nạ, những người khác, phảng phất trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Mồ hôi làm ướt Tô Võ phụ thân cái mặt già kia, hắn đã có thể nghĩ đến, chính mình nhi tử hiện tại thế nào. Đúng lúc này, Nam Cung Kính Vân điện thoại vang lên. Nam Cung Kính Vân thật cẩn thận tiếp khởi điện thoại, liền nghe Nam Cung Vũ nhị thúc thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Đại ca, tình huống như thế nào a? Ta làm ly Tô gia gần nhất người trước chạy tới nơi, nhưng Tô gia phụ cận 5 km nội toàn bộ đều giới nghiêm, nói Tô gia trang viên nổi lửa, không có một người tồn tại. Nam Cung Vũ nhị thúc nói, thông qua điện thoại, truyền tới phòng trong mọi người trong tai. Nam Cung Kính Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn ngập kính sợ. Hắn làm như vậy, là đã làm tốt hủy hoại Tô gia tính toán a. Tô gia phát sinh sự, thực mau liền khiến cho Tô gia gia chủ chú ý. Tô thị tập đoàn ở tài vụ phương diện, bị khắp nơi chèn ép, Tô Du làm Tô gia hiện đại gia chủ, nằm ở 50, không có tỏa trấn trang viên, mà là bận về việc công ty chung, giờ phút này đang lo về công ty sự, liền nghe được bên ngoài truyền đến Tô gia cháy, không một người còn sống tin tức. Cái này làm cho Tô Du trước tiên liền hướng Tô gia trang viên phản hồi, đương hắn nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Tô gia khi, trong lòng liền minh bạch, Tô gia, trêu chọc đến đại nhân vật. Tô Du trở lại trang viên nội, toàn bộ trang viên nội có vẻ phi thường quạnh quẽ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, làm Tô Du trong lòng dâng lên từng trận dự cảm bất hảo. Một trận khóc tiếng la từ trong đại sảnh truyền đến. Tô Du vội vàng vào tới đại sảnh, nhìn đến Trúc Nguyên Cửu. Cùng với Nam Cung Kính Vân đám người, đang ngồi ở trên chỗ ngồi, chính mình nhị thúc,
giờ phút này quỳ gối nơi đó, hai chân đã bị người đánh gãy. Tô Du ánh mắt nhìn quét một vòng, ở chủ vị thượng, nhìn đến một người thanh niên này hắn có điểm ấn tượng, hai ngày này, Tô gia truyền đến rất nhiều tiểu bối tranh đấu sự tình, Tô Du cũng biết, Tô Tranh cùng Tô Liệt, chính là bị trước mắt người này đả thương. Hiện tại xem, này thanh niên ngồi ở chủ vị, liền Trúc gia lão gia tử đều chỉ có thể ngồi ở một bên, có thể thấy được này thanh niên, đều không phải là một cái bình thường tiểu bối mà thôi. Ngươi chính là Tô gia đương nhiệm gia chủ. Trương Huyền nhìn về phía Tô Du, dùng một loại chất vấn ngữ khí mở miệng nói. Tô Du nhíu nhíu mày, các hạ là người nào? Tô Du, ngồi ở một bên Trúc Nguyên Cửu quát chói tai một tiếng, không nghĩ hủy hoại các ngươi Tô gia, phải hảo hảo trả lời hắn vấn đề, bằng không, ai cũng giữ không nổi các ngươi. Tô Du vừa nghe lời này, trong lòng đã lạnh một mảng lớn, liền Trúc gia lão gia tử đều nói lời này, nhìn dáng vẻ, này thanh niên thân phận, là chính mình căn bản vô pháp trêu chọc. Tô Du gật gật đầu, là, ta là Tô gia gia chủ. Trương Huyền lại hỏi, người có biết, Ngân Châu có cái họ Lâm nữ nhân, kêu Lâm Thanh Hạm. Tô Du thần sắc hơi hơi buồn bã, gật gật đầu, biết, đó là ta cháu ngoại gái. Hảo một cái thân chất nữ. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát, cháu ngoại gái, chính là dùng để giết sao. Trương Huyền này tiếng quát, giống như sấm sét giống nhau, làm Tô Du không tự giác lui về phía sau hai bước. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Không rõ, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, phải đi Ngân Châu sát Lâm Thanh Hạm sự, ngươi biết nhiều ít. Sát Lâm Thanh Hạm, Tô Du thần sắc đại biến, ai dám sát Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền đứng dậy, chậm rãi đi đến Tô Du trước mặt, phất tay một cái tát thật mạnh trừ ở Tô Du trên mặt. Trương Huyền này một cái tát, đánh Tô Du trực tiếp tung bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, hàm răng đều rớt hai viên. Tô Du trong lòng kinh hãi, đối phương này một cái tát đánh tới, chính mình thế nhưng liền phản ứng đều không kịp, hơn nữa này lực đạo, đại làm nhân tâm kinh. Người thân là Tô gia gia chủ, liền có người muốn giết người cháu ngoại gái cũng không biết. Trương Huyền châm chọc nhìn mắt Tô Du, theo sau ánh mắt tỏa định tới rồi Tô Võ phụ thân trên người. Tô Du tức khắc minh bạch sao lại thế này, chừng hướng Tô Võ phụ thân, nhị thúc, ngươi làm cái gì? Tô Võ phụ thân quỳ gối nơi đó, đầy mặt máu tươi. Không có hé răng. Đừng hỏi hắn, hắn đã vô pháp nói chuyện. Trương Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tô Du nhìn mắt chính mình nhị thúc, ánh mắt lại theo bản năng chuyển qua Trúc Nguyên Cửu đám người trên người. Trúc Nguyên Cửu cùng Nam Cung Kính Vân, đều đầy mặt bi ai nhìn Tô Du, đường đường Tô gia, ở Yến Kinh cũng có một vị trí nhỏ, đã có thể bởi vì chọc tới không nên dây vào người, cũng muốn không còn nữa tồn tại. Trương Huyền thanh âm, lại lần nữa vang lên ở Tô Du trong tai. Các ngươi Tô gia, hổ thẹn với nàng hai mẹ con, ta không hy vọng lại nhìn đến cùng loại sự tình xuất hiện, nếu không Tô gia, cũng liền không có tồn tại tất yếu, minh bạch lời nói của ta sao? Trương Huyền lấy ra một trương màu đen tấm cát, ném đến Tô Du trước người. Tô Du nhìn trước mặt này trương màu đen tấm cát, tâm tình khó có thể bình phục. Địa ngục hành giả, Quang Minh Đảo. Chương 357, thay thế được. Quang Minh Đảo uy thế bao phủ thế giới này bất luận cái gì một chỗ. Không có người không sợ hãi Quang Minh Đảo thế lực. Nương Tô Du nhìn đến kia trương màu đen tấm cát, hoàn toàn minh bạch, đối phương đích đích xác xác, có năng lực hủy hoại Tô gia. Quang Minh Đảo là một cấp bậc chế độ nghiêm ngặt địa phương, nếu không có ở Quang Minh Đảo có được thực quyền người, dù cho có địa ngục hành giả thân phận, cũng sẽ không tùy tiện làm ra đại động tác, mỗi một người địa ngục hành giả đều rất rõ ràng chính mình chức trách là cái gì. Tô Du nhìn trước người Trương Huyền, hắn không rõ, chính mình cái kia cháu ngoại gái, như thế nào liền cùng Quang Minh Đảo đáp thượng liên hệ. Nhớ kỹ, nên bồi thường nàng, người muốn chính mình làm tốt. Trương Huyền thật sâu nhìn mắt Tô Du, cất bước rời đi Tô gia đại sảnh. Đãi Trương Huyền đi ra môn kia trong nháy mắt, Tô Du thở hắt ra, từ trên mặt đất bò dậy. Trúc Nguyên Cửu thở dài một tiếng, ai, hắn nói chuyện, người không cần coi như trò đùa, đừng làm lão Tô gia nghiệp. Hủy ở các ngươi này đồng lứa trên tay a. Trúc Nguyên Cửu nói xong, vỗ vỗ Tô Du bả vai, đi ra đại sảnh. Nam Cung Kính Vân nhìn Tô Du, không nói gì, ở Tô gia xảy ra chuyện đồng thời, Nam Cung Kính Vân cũng cảm thấy một tia bi ai. Nam Cung gia cùng Tô gia, đều là Yến Kinh hai đại cổ võ thế gia, Tô gia ở Quang Minh đảo phía trước, không chịu được như thế một kích, chính mình Nam Cung gia, lại có thể hảo đến nào đi. Khả năng ở người khác trong mắt, chính mình này Nam Cung gia, là tôn quái vật khổng lồ,
nhưng ở Quang Minh đảo loại này thế lực trong mắt, bất quá con kiến thôi. Đoàn người rời đi Tô gia. Tô gia bên ngoài giới nghiêm đã hủy bỏ, đối ngoại tuyên bố là làm một lần phòng cháy diễn luyện, đề cao nhân dân phòng cháy an toàn ý thức. Nhưng Trúc Nguyên Cửu đám người rõ ràng, vừa mới nếu Tô Du thái độ có một chút không đúng, lần này, liền không phải đối ngoại tuyên bố diễn luyện đơn giản như vậy. Nguyên bản hoạt bát, thích lôi kéo Trương Huyền cánh tay, kêu hắn tiểu ca ca Trúc Linh giờ phút này đi theo Trương Huyền phía sau, ánh mắt có chút hơi sợ nhìn Trương Huyền. Đi tuốt đàng trước mặt Trương Huyền đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trúc Linh, nha đầu. A, Trúc Linh dọa một run run. Trương Huyền nhìn Trúc Linh bộ dáng này, bất đắc dĩ cười, như thế nào, ta có như vậy dọa người sao? Trúc Linh theo bản năng gật gật đầu, theo sau lại vội vàng lắc đầu, không không không, người một chút đều không dọa người. Trương Huyền một phách trán, nhìn về phía Trúc Nguyên Cửu, lão nhân, người có phải hay không lão dùng tên của ta hù dọa người cháu gái a? Trúc Nguyên Cửu xấu hổ cười. Từ Trúc Nguyên Cửu tươi cười chung, Trương Huyền cũng xem minh bạch. Này lão Đông Tây tuyệt đối không thiếu dùng chính mình danh hào dọa người, việc này Trương Huyền đã sớm thấy nhiều không trách, rất nhiều ngầm thế lực, đối đãi cái loại này nghịch ngợm vãn bối, đều sẽ lấy ra sa tăng danh hào tới hù dọa nhà mình tiểu hài tử. Dần ra, sa tăng chi danh, ở rất nhiều người trong mắt, liền hình cùng ăn người ác ma. Bất quá ở tại Quang Minh đảo người đều rất rõ ràng, sa tăng đại nhân, đều không phải là ngoại giới truyền lại ngôn như vậy, ở Quang Minh đảo, Trương Huyền là phi thường bị người kính yêu. Trương Huyền lại nhìn về phía Nam Cung Vũ, cười một tiếng, tiểu con sen, mấy năm không thấy, cũng đã lớn thành đại cô nương. Nam Cung Vũ mặt đẹp đỏ lên, hờn dỗi nói, người mới là con sen đâu. Nam Cung Kính Vân đứng ở một bên, có chút nghi hoặc, nhỏ giọng ở Nam Cung Vũ bên tai hỏi, nữ nhi, các ngươi này tình huống như thế nào, tiểu, sa tăng đại nhân không phải người bạn trai sao? Cha, ta phía trước nào biết thân phận của hắn a, là ta thỉnh về đi lừa gạt ngươi. Nam Cung Vũ trợn trắng mắt. A, Nam Cung Kính Vân có chút mộng bức, lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng chúng ta Nam Cung gia xoay người đâu. Hảo, ta liền trước rời đi, chúc nhà đầu, tiểu con sen, Nam Cung thúc, hai ngày này, đa tạ các ngươi chiêu đãi, có cơ hội, đi Ngân Châu, ta cùng lão bà của ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Trương Huyền cùng mấy người chào hỏi, phất tay cáo biệt. Ngươi thật sự kết hôn, Nam Cung Vũ còn có chút không thể tin được. Đường đường thế giới ngầm vương giả, sa tăng đại nhân, hắn nếu kết hôn, tất nhiên là kinh thiên động địa, nhưng hiện tại không nói một tiếng. Ân a, Trương Huyền gật gật đầu, đi trước a. Nam Cung Vũ trong mắt, là che giấu không được mất mát. Trúc Nguyên Cửu đi rồi đi lên, hướng Trương Huyền thấp giọng nói, trước đừng có gấp rời đi, ta có chuyện, đến cho ngươi nói hạ. Trương Huyền nghi hoặc nhìn mắt Trúc Nguyên Cửu, gật gật đầu. Cho nhau cáo biệt sau. Trương Huyền ở Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Kính Vân mất mát trong ánh mắt, dần dần đi xa. Trúc Linh phồng má tử, sáng ngời mắt to trừng mắt Trúc Nguyên Cửu, ra ra, người gạt ta đi, Trương Huyền tiểu ca ca mới không hung đâu. Không hung, Trúc Nguyên Cửu trên mặt lộ ra một tia cổ quái, người nói hắn không hung, là không gặp hắn chân chính nổi giận lên bộ dáng. Buổi tối 8 giờ, một nhà yến kinh tiểu tử quán. Sắc trời tối tăm. Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu ngồi ở một cái bàn nhỏ thượng. Toàn bộ tử quán cổ hương cổ sắc, sở hữu bàn cụ toàn bộ đều dùng mộc chế. Trúc Nguyên Cửu thở dài, thời đại trở nên thật mau a, ở chúng ta cái kia niên đại, nơi nơi đều là cái dạng này tiểu tử quán, hiện tại đâu, cao ốc building, ta giống người tuổi này thời điểm, căn bản là không ảo tưởng về sau sẽ có nhiều như vậy cao ốc building. Trương Huyền cười cười, người tồn tại, lại yêu cầu sức tưởng tượng, ta liền cho rằng, ở không lâu tương lai, liền sẽ xuất hiện rất nhiều làm người ngoài dự đoán đồ vật, tỉ như kéo dài thọ mệnh, khôi phục thân thể cơ năng này đó. Trúc Nguyên Cửu cười nói, là các ngươi Quang Minh đảo ở nghiên cứu này đó đi. Xem ra, quả nhiên là ra vấn đề đâu. Trương Huyền cầm lấy một cái tiểu chén rượu, đặt ở bên miệng uống xoàng một ngụm, Quang Minh đảo hết thảy nghiên cứu, đều sẽ không làm ngoại giới biết. Hiện tại, rất nhiều về trên đảo tin tức đã bay đầy trời, ngươi cố ý cùng ta nói này đó. Là tưởng ám chỉ ta cái gì? Không riêng chúng ta Trúc gia có vấn đề, các ngươi Quang Minh đảo, cũng đã xảy ra chuyện. Trúc Nguyên Cửu nhìn chằm chằm Trương Huyền, lúc ấy ngươi đi châu Âu vương sẽ, một trận chiến qua đi, biến mất tung tích, ta ý đồ đi tìm ngươi rất nhiều lần, có người cùng ngươi đã nói sao? Trương Huyền trầm ngâm, lắc lắc đầu, không. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng chưa tham dự quá thế giới ngầm sự sao?
Trúc Nguyên Cửu lại hỏi. Không, Trương Huyền tiếp tục lắc đầu. Thế giới ngầm đã rối loạn, châu Âu bên kia, đã thành một nồi cháo, Hoa Hạ có các đại thế gia cùng với lưỡi dao sắc bén trói buộc, còn xem như hài hòa, một cái tân thế lực từ từ dâng lên, cái này thế lực, đã thẩm thấu tới rồi rất nhiều địa phương, tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật là, chúng ta Trúc gia giữa, đã có người thay lòng đổi dạ, liền chúng ta Trúc gia đều xuất hiện vấn đề, còn lại một ít cổ võ thế gia, cũng đều xuất hiện vấn đề. Trúc Nguyên Cửu thở dài, lúc trước ngươi, chỉ dùng mấy năm thời gian quật khởi, đứng ở thế giới đỉnh, đối chúng ta tới nói, ngươi là trẻ tuổi, nhưng đối với sau đồng lứa mà nói, hiện tại ngươi, đã là tiền bối, từ xưa trường giang sóng sau đẻ sóng trước, ngươi không có khả năng vẫn luôn vô địch, có người, muốn thay thế được Quang Minh Đảo. Chương 358, không tin không đại biểu không tồn tại. Trúc Nguyên Cửu nói, làm Trương Huyền trầm mặc thật lâu sau. Qua ước chừng mười mấy phút, Trương Huyền mới mở miệng, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới làm Quang Minh Đảo biến thành một người người sợ hãi thế lực, ta hy vọng Quang Minh Đảo là một cái có thể cho người ta mang đến Quang Minh địa phương, cái gì thế giới ngầm vương giả, cũng bất quá là người khác cấp phong mà thôi, nếu có người nguyện ý thay thế được ta, như vậy tùy hắn đi thôi, thế giới rất lớn, có quá nhiều đồ vật đáng giá người theo đuổi. Trúc Nguyên Cửu cười cười, người biết, cổ võ cùng bình thường võ thuật khác nhau sao? Trương Huyền quơ quơ chén rượu, biết một chút, cái gọi là cổ võ, không phải đã xuống dốc sao? Đều không phải là toàn bộ xuống dốc, có thời gian, đi Trúc gia tìm ta, có chút đồ vật cho ngươi xem. Trúc Nguyên Cửu duỗi tay gõ gõ cái bàn, theo sau đứng dậy, các ngươi hiện tại tất cả đều di động chi trả, ta lão già này, lão niên cơ không này công năng, này đốn rượu, coi như ngươi thỉnh a. Mang theo một trận tiếng cười to, Trúc Nguyên Cửu rời đi tử quán. Trương Huyền một người, ngồi ở tử quán chung, trong đầu tự hỏi Trúc Nguyên Cửu vừa mới theo như lời nói, lúc trước ở châu Âu vương sẽ một màn, cũng dần dần nổi lên Trương Huyền trong lòng. Sa tăng, người ta tranh chấp, bất quá là có chút người trong mắt một hồi trò chơi mà thôi, mặc kệ là ta vương sẽ, vẫn là ngươi Quang Minh Đảo, chỉ là có người muốn cho chúng ta tồn tại, chúng ta mới có thể tồn tại, bọn họ nếu không nghĩ nhìn đến chúng ta đem không có khả năng tồn với trên thế giới này. Người khả năng không tin lời nói của ta, người niên thiếu, người cường đại, người đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống toàn thế giới, nhưng người lại đã quên nhìn về phía xa hơn địa phương. Nhân thân thể cực hạn, đều không phải là người ta suy nghĩ đơn giản như vậy, người là Hoa Hạ người, đến từ chính nhất tiếp cận kia phiến thần thánh khu vực. Hôm nay, người tới đây, ta không nghĩ cùng người đấu, chỉ nghĩ cho người chứng minh một kiện làm người không thể không tin tưởng sự. Lúc trước từng màn nổi lên trong lòng, Trương Huyền quơ quơ chính mình thủ đoạn, thở phào một hơi, rốt cuộc có hay không kia phiến tịnh thổ, có thể cho người cái gì đều không đi tự hỏi, quá chính mình muốn sinh hoạt đâu. Trương Huyền một ngụm uống cạn ly chung rượu, quơ quơ đầu, đài thọ rời đi tử quán. Lúc trước vương sẽ một trận chiến sau, Trương Huyền thăm viếng rất nhiều địa phương, Hoa Hạ các đại danh thắng cổ tích, cùng với giàu có thần thoại sắc thái Côn Luân Sơn. Thời cổ, Hoa Hạ tướng sĩ, động một chút mấy trăm dặm hành quân gấp. Hiện nay sở khai quật khôi giáp, trọng khôi đạt tới 42 kg trọng lượng, cái này cũng chưa tính binh khí cùng với mũ giáp, nếu toàn bộ hơn nữa, mỗi danh sĩ binh, ở trang bị thượng phụ trọng, liền đạt tới 60 kg, như thế trọng lượng thêm thân, còn có thể hành quân gấp mấy trăm dặm, có thể thấy được tướng sĩ kiểu gì thân thể tố chất, này, đều không phải là số ít người. Hiện đại, lại có bao nhiêu người có thể làm được như thế? Trương Huyền lại nghĩ đến Trúc Nguyên Cửu vừa mới câu nói kia. Bọn họ cái kia thời đại, không có nghĩ tới ngựa xe như nước, không có nghĩ tới cao ốc building, khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại người, đã dần dần quên mất tự thân cường đại. Tựa như nói cho người thường, Trương Huyền có thể nhẹ nhàng đá đoạn ngón cái thô thép, chỉ sợ không bao nhiêu người tin, nhưng loại chuyện này ở Trương Huyền nơi này, có thể nhẹ nhàng làm được. Một ít việc, không phải sẽ không phát sinh, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Trước kia Trương Huyền, nghe được thế hệ trước đàm luận cổ võ. Sẽ ôm có một loại kính ngưỡng thái độ, nhưng sẽ không quá mức thật sự, như vậy tư tưởng, đường hắn từ vương sẽ ra tới sau, liền toàn thay đổi. Trương Huyền trở lại khách sạn, buồn đầu nằm ở trên giường, chờ hừng đông lúc sau, đi trước sân bay, phản hồi Ngân Châu. Lúc này, một trận từ Yến Kinh cất cánh máy bay hành khách, ở Ngân Châu sân bay rơi xuống đất, một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi từ trên phi cơ đi xuống tới. Ca. Người nói gia chủ vì sao phi làm chúng ta đem cái kia họ Lâm tìm trở về. Tuổi trẻ nữ nhân ăn mặc một cái váy dài,
trên mặt mang theo ngạo khí, đánh giá chung quanh, nhìn xem này tiểu thành thị sân bay, đơn sơ bất kham. Thanh niên lắc lắc đầu, không biết, dòng chính sự a, chúng ta này đó chi thứ vẫn là không cần hỏi nhiều hảo. A, nữ nhân khinh thường cười, chúng ta nếu tính chi thứ, kia họ Lâm tính cái gì, nói trắng ra, chính là cái họ khác người, lão gia tử lưu lại di chúc, muốn đem gia sản phân cái kia họ khác người một nửa, dựa vào cái gì? Chính là nói a, thanh niên thở dài, còn muốn chúng ta đối cái kia Lâm Thanh Hạm khách khí điểm, ai? Đối nàng khách khí, nữ nhân lộ ra vẻ mặt khoa trương biểu tình, này họ Lâm không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, không biết xấu hổ làm chúng ta đối nàng khách khí điểm. Nàng chờ đi thôi, đêm nay trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai đi cái kia cái gì Lâm thị tập đoàn, nhìn xem này họ Lâm chính là cái gì ngoạn ý. Hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Hạm như thường lui tới giống nhau rời giường, nhìn trống rỗng trong nhà, Lâm Thanh Hạm có chút thất thần. Dĩ vãng lúc này, Trương Huyền đều sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, cùng chính mình nói một câu buổi sáng tốt lành, nhưng hiện tại, chính mình đã có vài thiên chưa thấy được hắn. Lâm Thanh Hạm rậm rậm chân nhỏ, chết Trương Huyền, số Trương Huyền, nếu có hiểu lầm, ngươi liền không thể cùng ta giải thích một chút sao, ngươi thích không rên một tiếng liền rời đi đúng không, làm ngươi đi. Tốt nhất không cần lại trở về. Chu cái miệng nhỏ, Lâm Thanh Hạm đi vào phòng vệ sinh nội, rửa mặt xong sau, đi trước công ty. Thời gian chậm rãi qua đi. Giữa trưa, Lý Na gõ vang lên Lâm Thanh Hạm văn phòng đại môn, Lâm Tổng, nên đi ăn cơm. Người đi trước, Lâm Thanh Hạm nói một tiếng, xoa xoa giữa mày, đứng dậy đi trước nhà ăn. Đại tỷ, cho ta lấy bình coca. Nhà ăn chung, một người công nhân cầm một lon coca, Mỹ từ từ uống một ngụm, đánh cái cách. Thấy như vậy một màn Lâm Thanh Hạm, trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện lên Trương Huyền thân ảnh. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, nhìn di động thượng dãy số, do dự luôn mãi, cắn cắn ngân nha, gọi đi ra ngoài. Họ Trương, không phải ta tưởng ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi rốt cuộc ly không ly hôn mà thôi. Lâm Thanh Hạm gạt ra dãy số trong nháy mắt, trong đầu nghĩ từ từ câu đầu tiên lời nói nên nói cái gì. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ, di động truyền đến nhắc nhở âm, làm Lâm Thanh Hạm một sửng sốt, hảo ngươi cái Trương Huyền. Rõ ràng là ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta, ngươi thế nhưng còn chơi khởi tiểu tính tình tới đúng không? Lâm Thanh Hạm oán hận đem điện thoại hướng trên bàn một ném, mồm to ăn khởi cơm tới. Nhà ăn chung, mấy người ngồi ở cùng nhau, nhìn Lâm Thanh Hạm bộ dáng, giống phát hiện tân đại lục giống nhau, thấp giọng lại nhanh chóng giao lưu. Uy uy uy, các ngươi xem, Lâm Tổng giống như ở ghen ai? Giống như chính là, thiên A, không nghĩ tới Lâm Tổng cũng có như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Dựa, các người này đó nam nhân không hiểu phong tình a, cường thế nữa nữ nhân, cũng hy vọng có một người nam nhân chiếu cố chính mình, Lâm Tổng như thế nào liền không thể có tiểu nữ nhân một mặt. Nhưng đây là lần đầu tiên a có hay không? Lâm Thanh Hạm ngồi ở kia, một cái kính bái mâm cơm, chết Trương Huyền, số Trương Huyền, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Lâm Thanh Hạm dùng sức cắn trong miệng đồ ăn, phảng phất những cái đó chính là Trương Huyền giống nhau. Chương 359, thông báo nghi thức. Lâm Thanh Hạm, ta biết ngươi nghe được đến, Lâm Thanh Hạm, ta muốn nói cho toàn thế giới, ta yêu ngươi, Lâm Thanh Hạm. Một trận ồn ào thanh âm, thông qua một cái khuếch đại âm thanh khí, vang lên ở Lâm thị nhà ăn. Đang ở hưởng dụng cơm trưa Lâm thị công nhân, nháy mắt đã bị thanh âm này hấp dẫn. Thanh âm là từ cửa sổ truyền đến. Lâm Thanh Hạm mày liễu hơi nhíu, đi đến bên cửa sổ vừa thấy, liền thấy Lâm thị tập đoàn trước đại môn, lúc này chính phủ kín hoa hồng cánh. Hoa hồng phô thành một cái đào tâm, một thanh niên đang đứng ở kia cánh hoa trung ương, tay cầm một cái khuếch đại âm thanh khí, thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền đến. Lâm Tổng, xử lý như thế nào? Lý Na vào lúc này đi tới, ta làm bảo an đuổi đi người, đối phương căn bản không đi, nghe nói là. Ta đi thôi, Lâm Thanh Hạm bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, chiều nhà ăn ngoại đi đến, nàng nhận thức thanh niên này, biết bằng vào Lâm thị bảo an, muốn đuổi đi đối phương thật đúng là không có biện pháp. Lâm Thanh Hạm chân trước mới ra nhà ăn, những cái đó bổn còn ở dùng cơm Lâm thị công nhân, tất cả đều vẻ mặt bát quái tễ đến cửa sổ. Đồng thời, một ít còn ngồi ở trong văn phòng người, cũng đều đem đầu dò ra cửa sổ. Lâm Thanh Hạm đi thang máy, đi vào lầu 1. Lâm Tổng, Lâm thị đại lâu bảo an vội vàng đã đi tới, đối phương nói cần thiết muốn gặp ngài, hắn ở chúng ta an bảo phạm vi ngoại, chúng ta vô pháp xua đuổi hắn. Các ngươi vội chính mình đi thôi. Lâm Thanh Hạm an bài một tiếng,
đi đến công ty trước cửa. Lâm thị tập đoàn trước đại môn, lúc này vây quanh không ít người, đều đang nhìn náo nhiệt. Kia đứng ở hoa hồng cánh giữa, tay cầm microphone thanh niên vừa thấy Lâm Thanh Hạp, trên mặt lộ ra kinh hỉ, Thanh Hạp, người rốt cuộc chịu thấy ta. Kha Bân, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta kết quá hôn, phiền toái ngươi không cần lại đến quấy rầy ta, nếu không ta liền báo nguy. Lâm Thanh Hạm thực không khách khí nói. Kha Bân vẻ mặt lấy lòng hướng Lâm Thanh Hạm cười nói, Thanh Hạm, không cần như vậy vô tình sao, ta đối với ngươi cảm tình, ngươi là biết đến, ta đồng dạng cũng biết, Lâm Thị gần nhất gặp được nguy cơ, nếu ngươi nguyện ý gả cho ta, ta sẽ làm ta ba cho ngươi rót vốn. Lâm Thanh Hạm nhíu mày. Lời nói của ta ngươi không nghe minh bạch sao, ta đã kết hôn. Ngươi là kết hôn, nhưng ngươi ở mấy ngày trước, từ cục dân chính xin một phần ly hôn hiệp nghị, ngươi cái kia chồng trước Trương Huyền, ta điều tra quá, ta rất rõ ràng hắn là cái dạng gì người, nói không đúng tí nào, đều tính cất nhắc hắn, người như vậy, như thế nào có thể xứng đôi ngươi, cùng ta ở bên nhau đi, chúng ta hai nhà liên hợp, mới là lựa chọn tốt nhất. Kha Bân nói chuyện thời điểm cầm khuếch đại âm thanh khí. Hắn thanh âm làm chung quanh mọi người, bao gồm Lâm Thị công nhân đều nghe được rõ ràng. Ly hôn. Lâm Thị những cái đó công nhân đều trừng lớn đôi mắt. Phía trước, Trương Huyền tay không leo lên lầu 18, cứu Lâm Thanh Hạm sự, đến bây giờ còn làm người nói chuyện say xưa. Rất nhiều nữ nhân đều nói, nếu chính mình cũng có thể tìm một cái giống Trương Huyền lợi hại như vậy nam nhân, đời này đều đáng giá. Mà Trương Huyền phía trước, nói hạ mấy nhà bệnh viện đại hạng mục. Ở nhân tài thị trường thượng biểu hiện, cũng đều truyền đến mãn công ty đều là, này một cái tập tài hoa cùng dũng khí một thân nam nhân, Lâm tổng thế nhưng muốn ly hôn. Lâm Thanh Hạm không có ngoài ý muốn Kha Bân cha ra chính mình xin ly hôn thủ tục sự, lấy đối phương thân phận, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng làm được điểm này. Lâm Thanh Hạm ngữ khí không vui nói, ta ly không ly hôn, là ta chính mình sự, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại thỉnh ngươi rời đi đi, bằng không chớ có trách ta không nói tình cảm. Thanh Hạm, ta không rõ, vì cái gì ngươi có thể cùng một cái phế vật kết hôn, liền không thể tiếp thu ta. Hắn nào điểm xứng thượng ngươi? Kha Bân ngữ khí giữa mang theo thật sâu nghi hoặc. Ngươi, Lâm Thanh Hạm khinh thường cười một chút, trong đầu lại hiện lên Trương Huyền thân ảnh, ngươi cùng hắn so sánh với, còn kém xa đâu. Ta không phục, Kha Bân tay cầm khuếch đại âm thanh khí, lớn tiếng nói, ta không tin, ta Kha Bân còn so ra kém một cái phế nhân, Thanh Hạm, ngươi hẳn là thuộc về ta. Ta là ái ngươi, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý. Kha Bân nói xong, hướng phía sau phất phất tay. Một người lập tức chạy đi lên, đưa cho Kha Bân một đại phủng hoa hồng. Kha Bân một tay phủng hoa hồng, một tay cầm khuếch đại âm thanh khí, đi nhanh chiều Lâm Thanh Hạm đi tới. Thanh Hạm, ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Lâm Thanh Hạm cau mày, nhìn trước người người, nàng khẳng định, nếu Trương Huyền tại đây, tuyệt đối sẽ trước tiên. Đem Kha Bân ném đến địa phương khác đi, nhưng hắn, ở đâu đâu? Gả cho hắn. Gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, gả cho hắn ba chữ, từ vây xem trong đám người vang lên, đây đều là Kha Bân trước tiên an bài hảo, dùng để tô đậm không khí người. Theo này đó thác tiếng gào, không rõ nguyên do vây xem quần chúng, cũng đi theo hô lên. Gả cho hắn ba chữ, ở thời điểm này, làm Lâm Thị Lầu 17 làm công người đều có thể nghe được rành mạch. An tĩnh. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, này tiếng quát là người dùng giọng nói hô lên tới, thế nhưng sinh sôi đè ép gả cho hắn ba chữ một đầu. An tĩnh, tiếng quát lại vang. Những cái đó nguyên bản kêu gả cho hắn người, lúc này đều theo bản năng nhắm lại miệng, chiều phía sau nhìn lại, kia an tĩnh hai chữ, cũng là từ trong đám người truyền đến. Vây xem đám người tách ra một cái nói. Lâm Thanh Hạm ở nghe được an tĩnh kia hai chữ thời điểm, liền trong lòng nhảy dựng. Nàng quá rõ ràng đây là ai thanh âm. Theo đám người tránh ra cái kia nói nhìn lại, Trương Huyền phong trần mệt mỏi thân ảnh, xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm tầm mắt giữa. Trương Huyền đầy mặt ghét bỏ nhìn mắt kia đầy đất hoa hồng, ai a, như vậy không nói đạo đức, ném này đó rác rưởi cho người khác thu thập a. Trương Huyền nói, đi ra phía trước, một chân chiều kia bảy biện thành hình trái tim hoa hồng cánh đá vào. Tinh mỹ bảy biện tâm hình hoa hồng cánh, ở Trương Huyền này một dưới chân. Trung gian vẽ ra một cái chỗ trống trường nói, từ không trung xem ra, chính là Trương Huyền này một chân, đem một lòng chia làm hai nửa. Ngươi, Kha Bân nhìn Trương Huyền, hắn phía trước ở cục dân chính điều tra quá, biết đây là Lâm Thanh Hạm lão công. Ngươi cái gì ngươi, Trương Huyền trừng mắt nhìn Kha Bân liếc mắt một cái, theo sau xoay người đối đám người nói,
này đó hoa hồng quá chướng mắt, ai tới giúp ta thu thập, đi Lâm thị tài vụ lãnh 1 vạn đồng tiền. Trương Huyền lời này nói xong, vây xem đám người lâm vào một trận trầm mặc, thu thập này đầy đất hoa hồng liền lãnh 1 vạn đồng tiền, lừa ai đâu a? Một người 4-5 tuổi tiểu hài tử, khỏe mạnh kháu khỉnh dò ra đám người, trên người xuyên dơ hề hề, thúc thúc, người nói có phải hay không thật sự a? Thật có thể cho ta 1 vạn đồng tiền a? Hắn nói chính là thật sự, hắn không cho, ta cấp. Lâm Thanh Hạm đột nhiên ra tiếng. Lâm Thanh Hạm những lời này tạo thành ảnh hưởng, cùng vừa mới Trương Huyền nói xong lúc sau sở hình thành hiệu quả, là hoàn toàn bất đồng. Ra, quá tốt rồi, kia tiểu nam hài hoan hô một tiếng, lao ra đám người, liền hướng kia đầy đất hoa hồng chộp tới. Vây xem đám người nhìn, thật là có xúc động đi lên đem kia tiểu nam hài đẩy ra, rồi lại mặt không đi cái này mặt, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu. Chương 360, nàng không trở lại. Ra ra, mau tới a, mau thu đi này đó, chúng ta liền có tiền đi ăn cơm lạp. Tiểu nam hài nhặt đầy đất hoa hồng cánh, đối phía sau phất phất tay. Một người thân hình câu lũ lão nhân, đồng dạng người mặc rách nát, cả người dơ hề hề, trong tay còn cầm một cái da rắn bao tải, đi ra đám người. Tiểu nam hài đem kia đầy đất hoa hồng cánh, không ngừng chiều túi da rắn tử trang đi. Trong nháy mắt, đầy đất hoa hồng cánh hoàn toàn biến mất. Thúc thúc, ta có thể lãnh tiền sao? Tiểu nam hài mở to hai mắt, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Trương Huyền. Đi, Trương Huyền xoa xoa tiểu nam hài đầu, lãnh 10 vạn, ta nói. Ra, tiểu nam hài lại lần nữa hoan hô một tiếng, lôi kéo chính mình ra ra tay, chạy đến Lâm thị tập đoàn lãnh tiền đi. Kha Bân đứng ở một bên, nhìn chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thông báo, liền như vậy bị người phá hư. Sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tích ra thủy tới giống nhau. Người biết ta là ai sao? Người có biết hay không, người đã chọc giận ta. Kha Bân trừng mắt Trương Huyền. Gì, người còn chưa đi đâu? Trương Huyền tò mò nhìn Kha Bân, chạm này làm gì, chờ ta lưu ngươi ăn cơm chưa sao? Trương Huyền nói, làm Kha Bân sắc mặt càng thêm khó coi, tại như vậy nhiều người trước mặt, thế nhưng làm chính mình như vậy xuống đài không được. Kha Bân duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, tiểu tử. Hảo, ngươi thực hảo, ta làm ngươi cuồng. Có ngươi khóc thời điểm, chúng ta đi. Kha Bân vung tay lên, xoay người rời đi. Từ từ lại đi, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, gọi lại Kha Bân. Kha Bân dừng lại bước chân, xoay người, nhìn Trương Huyền, như thế nào, suy nghĩ cẩn thận. Không phải, ta chính là tưởng cho ngươi tú cái ân ái. Trương Huyền nhe răng cười, theo sau một phen ôm Lâm Thanh Hạp. Lâm Thanh Hạm còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, kia trương miệng anh đào nhỏ, đã bị một trương miệng rộng lấp kín. Trương Huyền này cường thế một hôn, làm Lâm thị đại lâu thượng, vang lên một trận tiếng thét chói tai. Kha Bân sắc mặt, đã âm biến thành màu đen. Tiểu tử, người hắn sao chờ chết đi. Kha Bân hét lớn một tiếng, xoay người, cũng không quay đầu lại đi đến. Trương Huyền cũng không có để ý tới Kha Bân, hiện tại tâm tư của hắn. Tất cả tại trước mặt nữ nhân này trên người, Trương Huyền này một hôn, cũng không phải như vậy chuồn chuồn lướt nước, mà là tràn ngập thâm tình. Lâm Thanh Hạm theo bản năng muốn đẩy ra, lại phát hiện trước người nam nhân kia thân hình, giống như cứng như sắt thép cứng rắn, chính mình căn bản vô pháp lay động mảy may, chung quanh tiếng thét chói tai, làm nữ nhân sắc mặt đỏ bừng. Ở Trương Huyền chậm rãi thế công hạ, Lâm Thanh Hạm đôi tay, chậm rãi ôm hướng Trương Huyền hổ eo. Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Đương Trương Huyền cảm thấy nữ nhân hô hấp đều có chút dồn dập thời điểm, hắn mới lưu luyến dịch khai miệng, lại xem, nữ nhân kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này giống chín quả táo giống nhau, làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Nhìn dáng vẻ, ta trở về còn tính kịp thời. Trương Huyền hướng nữ nhân cười, chớp chớp đôi mắt. Người chết bên ngoài mới hảo đâu. Nữ nhân đôi bàn tay trắng như phấn trùy ở Trương Huyền ngực. Ha ha, Trương Huyền cười to hai tiếng, ta muốn chết bên ngoài. Ai tới giúp ngươi cưỡng chế di rời này đó chán ghét rồi bỏ. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp hồng lợi hại, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lại hôn một cái, lại hôn một cái. Vây xem trong đám người, vang lên một tiếng ồn ào thanh âm. Lâm Thanh Hạ vừa nghe thanh âm này, một phen đẩy ra Trương Huyền, trốn cũng dường như chạy tiến công ty đại môn. Trong đám người, vang lên một trận cười to. Trương Huyền như là cái bước trên thảm đỏ điện ảnh minh tinh giống nhau. Hướng đám người phất phất tay, theo sau truy tiến công ty. Vừa mới một màn, Lâm thị công nhân cũng tất cả đều xem ở trong mắt, đương Lâm Thanh Hạm chạy vào sau, mọi người đều cố ý vô tình rời đi tầm mắt, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau.
Lão bà, người từ từ ta a. À. Trương Huyền một bên truy một bên kêu, hắn không kêu còn không có sự, này một kêu, Lâm Thanh Hạm đi tốc độ càng nhanh. Cũng may thang máy không có ngừng ở lầu 1, Trương Huyền ở cửa thang máy trước, đuổi theo Lâm Thanh Hạm. Lão bà, ta không ở mấy ngày nay ngươi tưởng ta sao? Trương Huyền mắng nha, một bộ cợt nhả bộ dáng. Lâm Thanh Hạm như cũ mặt đẹp đỏ bừng trắng Trương Huyền liếc mắt một cái, không tưởng. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai, Lâm Thanh Hạm trước tiên đi vào thang máy, Trương Huyền cũng liếm mặt theo đi vào. Nguyên bản tính toán ngồi này ban thang máy lên lầu, tất cả đều thức thời chờ ở bên ngoài. Đi à, như thế nào không đi? Lâm Thanh Hạm nhìn đứng ở cửa thang máy khẩu công nhân, kỳ quái hỏi. Tên kia công nhân tìm cái lấy cớ, cái kia Lâm Tổng, các người trước thượng đi. Ta này lầu một chợ khách hàng đâu. Thang máy một đường thông suốt, tới rồi tầng cao nhất. Lâm Thanh Hạm bước đi hướng văn phòng, Trương Huyền đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau. Tổng tài văn phòng bên ngoài, là bí thư văn phòng. Đương Trương Huyền đi ngang qua Lý Na văn phòng thời điểm, cố ý lớn tiếng nói, bí thư Lý, giúp ta đem này phân ly hôn hiệp nghị ném tới máy nghiền giấy đi, rảo nó 3 cái giờ. Nguyên bản đi nhanh mà đi Lâm Thanh Hạm ở nghe được ly hôn hiệp nghị 4 chữ thời điểm, theo bản năng chậm lại bước chân, theo sau lại đi mau đi vào văn phòng. Lâm Thanh Hạm như vậy động tác nhỏ, tự nhiên không có tránh được Trương Huyền tầm mắt, hắn cười hắc hắc, theo vào văn phòng, hơn nữa đem cửa văn phòng khóa trái thượng. Khóa trái môn làm gì? Trở lại cái này không có người khác không gian, Lâm Thanh Hạm thần sắc có vẻ bình thường rất nhiều, mặt đẹp thượng đỏ ửng cũng đều lui tan. Không nghĩ hai ta hai người thế giới bị quấy rầy bái. Ai cùng ngươi có hai người thế giới? Lâm Thanh Hạm giận một tiếng, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta muốn công tác. Trước đem hiểu lầm giải trừ lại công tác sao? Trương Huyền tiến đến bàn làm việc trước, lão bà, hai ta chi gian, có phải hay không có thứ gì chưa nói minh bạch à? Không có, Lâm Thanh Hạm thần sắc biến đổi, lắc đầu. Lâm Thanh Hạm không thể không thừa nhận, hôm nay Trương Huyền đột nhiên xuất hiện. Làm nàng thực vui vẻ, nhưng ngày đó phát sinh sự, vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy tức giận. Thật sự không có, Trương Huyền vẻ mặt không tin. Không có, ngươi đi đi, Lâm Thanh Hạm quyết đoán lắc đầu. Ai, hảo đi, Trương Huyền thở dài, ta đây đi mua đồ ăn, làm chút ngươi thích ăn. Trương Huyền nói xong, liền hướng văn phòng cửa đi đến. Ở Trương Huyền tay sắp đụng tới then cửa tay thời điểm, Lâm Thanh Hạm thanh âm vang lên, từ từ. Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện này, người khả năng biết. Trương Huyền xoay người, lão bà, người nói. Nghiệp phụ bộ cái kia mưa thu, không phải vẫn luôn cùng ngươi quan hệ khá tốt sao, nàng trong khoảng thời gian này đột nhiên biến mất, ai đều liên hệ không thượng, công ty tìm người đi nhà nàng, trong nhà cũng không ai, người biết nàng đi đâu sao. Lâm Thanh Hạm cố ý lộ ra một bộ tùy thiện hỏi hỏi bộ dáng. Trương Huyền thở dài, quả nhiên là bởi vì việc này tức giận a. Hắn vẫy vẫy tay, đối Lâm Thanh Hạm nói, mưa thu kia nha đầu đi rồi, sẽ không đã trở lại. Đi rồi, đi đâu? Trương Huyền vẻ mặt tiếc nuối, đi mang nàng ba xem bệnh, ta ngày đó không phải nói đi bệnh viện sao, chính là xem Thu Thúc Thúc, lần trước mưa thu ra sự, người cũng biết, Thu Thúc Thúc hắn uống nông dược. Chương 361, hiểu lầm giải trừ. Trương Huyền nói, làm Lâm thỉnh hạm, Lâm vào một trận trầm mặc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, mưa thu rời đi. Là nguyên nhân này, nàng phía trước thậm chí còn đang suy nghĩ, có phải hay không Trương Huyền nguyên nhân, làm mưa thu không tiếp tục ở công ty đãi. Hiện tại nghe được Trương Huyền giải thích, làm Lâm Thỉnh Hạm có một loại chính mình chính là người xấu cảm giác. Trương Huyền, ta, Lâm Thỉnh Hạm há miệng thở dốc, mặt đẹp thượng không tự giác lộ ra xin lỗi. Lão bà, ta biết ngươi vì cái gì sinh khí, ngươi là ngày đó nhìn đến ta cùng mưa thu về nhà đúng hay không? Trương Huyền đi đến Lâm Thanh Hạm bàn làm việc trước, ngày đó, ta vốn dĩ tưởng liên hệ một chút Pháp Quốc bằng hữu, làm mưa thu mang theo Thu Thúc Thúc đi kia trị liệu, liền bồi mưa thu về nhà thu thập hành lý, ai biết bị ngươi thấy được a, ngươi cũng không cho ta giải thích cơ hội. Lâm Thanh Hạm chu miệng, vẻ mặt ủy khuất nói, ta đây ngày đó hỏi ngươi, ngươi cũng không cho ta nói thật, chỉ nói ngươi đi bệnh viện, ngươi cho ta nói ta có thể không hiểu ngươi sao. Không phải sợ ngươi không hiểu, là ngươi người này a. Ngoài lạnh trong nóng, nếu cho ngươi nói, kia không phải làm ngươi cũng bạch bạch nhọc lòng sao, Thu Thúc Thúc tình huống ta nhìn, muốn thức tỉnh, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trương Huyền trên mặt mang theo lo lắng, ngươi nói một chút, người này a, quá yếu ớt, lần trước phát sinh sự, là đánh sập Thu Thúc Thúc đối sinh hoạt hy vọng a.
Lâm Thanh Hạm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết mưa thu kia nha đầu hiện tại thế nào, nàng hiện tại còn ở thực tập giai đoạn, liền tốt nghiệp đại học chứng cũng chưa bắt được, hiện tại lại đi nơi khác, một người gánh vác nàng phụ thân chữa bệnh phí, nhất định thực khổ đi. Đúng vậy, Trương Huyền cảm khái một tiếng, nàng là cái lòng tự trọng rất mạnh người, không nghĩ phiền toái chúng ta, hy vọng sinh hoạt có thể đối xử tử tế nàng. Nghĩ mưa thu khốn cảnh, hai người thổn thức không thôi. Trương Huyền đã từng một người lưu lạc quá, phi thường rõ ràng, một mình một người bên ngoài, có bao nhiêu gian nan, càng không cần để một cái nữ hài, còn mang theo bệnh nặng phụ thân rồi, cũng may mưa thu trên người có chút tiền tiết kiệm, điểm này làm Trương Huyền yên tâm không ít. Lão bà, hai ta này hiểu lầm giải trừ, cũng đừng ly hôn đi, ngươi nói ta ở Ngân Châu không thân không thích, ngươi muốn đem ta đuổi ra phòng ở, ta trụ nào a? Trương Huyền cố ý lộ ra vẻ mặt khổ tướng. Lâm Thanh Hạm nghe lời này, hừ lạnh một tiếng, thiếu tại đây trang đáng thương, ngươi Trương Huyền là người nào, cái gì thân phận, ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi cũng đừng đem ta đương cái ngốc tử lừa, ngươi cái kia huynh đệ, kêu đại ca ngươi cái kia Phí Lôi Tư, hắn một câu, là có thể làm những cái đó đều hải thân ra trăm tỷ đại lão bản che già măng mọc, lấy thân phận của ngươi, cùng ta ly hôn sau, có quá nhiều nữ nhân có thể lựa chọn đi. Lão bà, Trương Huyền trà sát tay, ngươi nghe ta giải thích ha, phía trước không cho ngươi nói, là có nguyên nhân. Hiện tại, Trương Huyền đã giải quyết Tô gia cái kia tiềm tàng uy hiếp, đối với che giấu tung tích gì đó, cũng không quá lớn tất yếu. Lâm Thanh Hạm trực tiếp phất tay, đánh gãy Trương Huyền nói, ngươi không cần giải thích cho ta nghe, ngươi Trương Huyền là cái gì thân phận, cùng ta Lâm Thanh Hạm một chút quan hệ đều không có, cũng đừng nói ta Lâm Thanh Hạm leo lên ngươi này cây đại thụ. Trương Huyền cười khổ một chút, này thật đúng là cái hiếu thắng nữ nhân a. Hành, lão bà, nếu ngươi không muốn nghe, ta liền không nói, dù sao hai ta ở bên nhau a, là cường cường liên hợp, ngươi có ngươi năng lực, ta đâu, đã phát điểm tiểu tài, yêu cầu đầu tư địa phương, ngươi cứ việc mở miệng, kiếm tiền hai ta chia đôi chướng, tuyệt đối không cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Trương Huyền bàn tay vung lên, hào khí nói. Lâm Thanh Hạm lông mày một hoành, ngươi có ý tứ gì? Cùng ta phân như vậy rõ ràng. Không có không có không có. Trương Huyền liên tục phất tay, này không cùng ngươi nói giỡn đâu sao? Ngươi là lão bà của ta còn không phải là ngươi sao? Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Lâm Thanh Hạm vừa lòng gật gật đầu. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này tâm a, đáy biển châm, khó có thể nắm lấy. Trương Huyền ở Lâm Thỉnh Hạm trong văn phòng nói chuyện phiếm một hồi, liền đi trước rời đi, đi thị trường mua đồ ăn, chuẩn bị cấp Lâm Thỉnh Hạm làm đốn bữa tiệc lớn. Đối với Trương Huyền trù nghệ, Lâm Thanh Hạm tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng đã sớm tưởng không được. Nàng vốn chính là cái tiểu thèm miêu, nếu không phải công ty còn có rất nhiều sự, nàng hận không thể hiện tại cùng Trương Huyền cùng đi mua đồ ăn, đem chính mình muốn ăn tất cả đều cấp mua. Trương Huyền giải trừ cùng Lâm Thanh Hạm chi gian hiểu lầm, tâm tình sung sướng hừ tiểu khúc, rời đi Lâm Thị cao ốc. Trương Huyền chân trước vừa ly khai Lâm Thị, một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi, bước vào Lâm Thị tập đoàn đại môn. Trong đó tên kia nữ tính vẻ mặt ghét bỏ đánh giá Lâm Thị tập đoàn đại sảnh. Này cái gì phá địa phương, ta thật muốn không thông, cái kia họ Lâm nữ nhân, khiến cho nàng tại đây tự sinh tự diệt được, gia chủ làm gì muốn đem nàng tìm trở về. Tiên kiến người rồi nói sau, quản gia chủ ý tứ cấp đưa tới. Nam tính thanh niên mở miệng. Nữ nhân bĩu môi, trong mắt là che giấu không được đố kỵ, đồng dạng đều là Tô gia tiểu bối, chính mình thân là chi thứ, có thể đi vào Tô gia tập đoàn, lên làm một người cao quản, là có thể vui vẻ bay lên. Mà cái này họ Lâm nữ nhân đâu, lúc trước bất quá là lão gia tử trục xuất cái tư sinh nữ, là kia tư sinh nữ lưu lại con hoang, nói trắng ra là, nếu không phải Tô lão gia tử kia một giấy di thư, Tô gia đều sẽ không nhận như vậy một người, càng đừng nói tiếp nhận Tô gia xí nghiệp. Hai vị, xin hỏi tìm ai? Lâm Thị trước đài mỹ nữ đi tới, khách khí dò hỏi. Các người đây là có cái kêu Lâm Thanh Hạm đúng không? Tuổi trẻ nữ nhân ngạo khí nói. Nữ sĩ. Xin hỏi ngươi tìm Lâm Tổng có chuyện gì sao? Nếu muốn gặp Lâm Tổng nói, là muốn trước tiên hẹn trước. Công ty trước đài dò hỏi. Hẹn trước, liền thấy nàng còn muốn hẹn trước. Tuổi trẻ nữ nhân bĩu môi, nói cho nàng, liền nói Tô gia người tới. Tô gia này hai chữ, thông qua công ty trước đài, truyền tới Lý Na trong tai, lại thông qua Lý Na, truyền đạt cho Lâm Thanh Hạm. Đang ở vội vàng đỉnh đầu công tác Lâm Thanh Hạm, nghe tới Tô gia hai chữ sau. Thân thể không khỏi run lên. Tô gia, Lâm Thanh Hạm trong miệng không ngừng lẩm bẩm này hai chữ.
Lâm Tổng, thế nào, hai người kia muốn gặp sao? Lý Na hỏi một tiếng. Thấy, làm cho bọn họ thượng. Không, ta đi xuống. Lâm Thanh Hạm vội vàng đứng dậy, sửa sang lại một chút trên trán tóc mái, bước nhanh chiều thang máy đi đến. Lý Na nhìn đến Lâm Thanh Hạm thái độ, cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không rõ, vì cái gì Tô ra hai chữ, sẽ làm Lâm Tổng có lớn như vậy phản ứng. Lâm Thanh Hạm đi thang máy xuống lầu, tâm tình của nàng, phá lệ phức tạp, khi còn nhỏ mẫu thân đối nàng lời nói, nàng đến bây giờ, đều nhớ rất rõ ràng. Rất sớm phía trước, Lâm Thanh Hạm liền biết, mẫu thân của nàng thuộc về Yến Kinh một đại gia tộc, đơn giản là cái kia trong gia tộc một chút sự tình, làm nàng mẫu thân bị gia tộc trục xuất môn, đến mẫu thân chết ngày đó, nàng đều không cam lòng, nàng lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể đem chính mình tên viết đến gia phả, cái kia gia tộc, đó là Tô gia. Chương 362, Tô gia người tới. Ở Lâm Thỉnh Hạm tiếp nhận Lâm Thị sau, nàng trả giá rất nhiều nỗ lực, liều mạng công tác, thậm chí ở người khác trong mắt, nàng đã là một cái công tác cuồng nhân hình tượng, hết thảy, đều đơn giản là, Lâm Thỉnh Hạm muốn cho chính mình, trở thành có thể cùng cái kia gia tộc sánh vai tồn tại, muốn cho chính mình, viên mẫu thân đến chết cũng chưa hoàn thành di nguyện, nàng tưởng, mang mẫu thân về nhà. Đối với Tô gia là cái dạng gì tồn tại, Lâm Thỉnh Hạm vẫn luôn đều chỉ có một rất mơ hồ quan niệm. Hôm nay, Tô gia người chủ động tìm tới môn tới, cái này làm cho Lâm Thỉnh Hạm trăm triệu không nghĩ tới. Theo đinh một thanh âm vang lên, thang máy rơi xuống lầu một, đại môn mở ra. Lâm Thỉnh Hạm còn không có ra thang máy, liền chú ý tới trong đại sảnh đứng kia một nam một nữ, đồng dạng, kia một nam một nữ cũng thấy được Lâm Thỉnh Hạm. Ở nhìn đến Lâm Thanh Hạm ánh mắt đầu tiên, kia thanh niên có một loại kinh diễm cảm giác, chẳng sợ ở Yến Kinh cái kia mỹ nữ tung hoành địa phương, cũng khó có thể tìm được cùng trước mặt nữ nhân này sánh vai tồn tại, chỉ sợ Nam Cung gia đại tiểu thư, Nam Cung Vũ, cùng nàng đứng chung một chỗ, mới sẽ không thất sắc đi. Tuổi trẻ nữ nhân trong mắt cũng có chút đố kỵ, nữ nhân cùng nữ nhân chạm mặt, sẽ ở trước tiên liền làm ra một cái tương đối tới. Tại đây hai người đánh giá Lâm Thanh Hạm đồng thời, Lâm Thanh Hạm cũng ở đánh giá bọn họ, hai người kia, cấp Lâm Thỉnh Hạm đệ nhất cảm giác, chính là ngạo khí, không phải cái loại này cố tình biểu hiện ra ngoài, mà là trong xương cốt liền mang theo một loại ngạo. Lâm Thanh Hạm chậm rãi đi đến hai người trước mặt, ngồi cái thỉnh thủ thế, hai vị trước bên này nghỉ ngơi đi. Không cần, kia tuổi trẻ nữ nhân cười một chút, trước cho ngươi giới thiệu một chút, ta kêu Tô Thải, đây là ta ca Tô Một Nhiên, nếu ta nhớ rõ không sai nói, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, Tô tỷ hảo. Lâm Thanh Hạm kêu xong, lại nhìn về phía Tô Một Nhiên, Tô ca hảo. Tô Thải vừa lòng gật gật đầu, đánh giá liếc mắt một cái công ty đại sảnh, hỏi, ngươi biết, Tô gia là địa phương nào sao? Lâm Thanh Hạm hơi lắc lắc đầu. Hào môn, Tô Thải vươn hai ngón tay, Tô gia có được mấy trăm năm nội tình, đều không phải là một ít nhà giàu mới nổi có thể so, ngươi cảm thấy, ngươi một cái họ khác người, có tư cách trở lại Tô gia sao? Lâm Thanh Hạm sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới, Tô gia người đã đến câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là cái này. Buổi chiều 5 giờ, Trương Huyền chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, chờ Lâm Thanh Hạm tan tầm về nhà, hơn nữa khai một lọ rượu vang đỏ, điểm hai cây nến đuốc, muốn tới một hồi lãng mạn ánh nến tiệc tối. Trương Huyền mang theo tạp dề, đứng ở trong phòng bếp, đem một ít mỹ thực làm tinh mỹ bãi bàn. Cửa phòng phát ra tiếng vang. Lão công, ngươi ở nhà sao? Lâm Thanh Hạm thanh âm, từ cửa truyền tới. Trở về sớm như vậy, Trương Huyền hơi có chút ngoài ý muốn. Một bên nhanh hơn trên tay bãi bàn động tác, một bên hỏi. Tới hai cái bằng hữu, liền trở về sớm một chút. Lâm Thanh Hạm giải thích một tiếng. Bằng hữu, Trương Huyền trong lòng hơi có chút thất vọng, vốn đang nghĩ đêm nay cùng Lâm Thanh Hạm tới một cái lãng mạn hai người thế giới đâu, xem ra là ngâm nước nóng. Trương Huyền ở phòng bếp nói, kia làm người bằng hữu trước ngồi, cơm từ từ thì tốt rồi. Trương Huyền vừa dứt lời, liền nghe trong phòng khách, truyền đến một đạo ghét bỏ thanh âm. Ta nói Lâm Thanh Hạm, ngươi liền cho chúng ta ăn mấy thứ này. Tô Thải thần sắc không vui nhìn trên bàn Trương Huyền chuẩn bị tốt mỹ thực, cũng không phải gì đó bữa tiệc lớn, mà là một ít cơm nhà. Tô Một Nhiên cũng có vẻ thực khó chịu, hắn vốn dĩ nghĩ, chính mình hai người lấy Tô ra thân phận lại đây, này họ Lâm như thế nào cũng đến là tất cung tất kính, dùng tốt nhất chiêu đãi, kết quả đâu, liền tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng. Này, Lâm Thanh Hạm cũng không biết nên như thế nào giải thích, Trương Huyền chủ nghệ. Sau Ngân Châu đứng đầu đầu bếp đều phải tốt hơn không biết nhiều ít lần,
tuyệt không phải ai đều có thể ăn thượng. Đang ở phòng bếp đối một mâm điểm tâm bãi bàn, Trương Huyền nhíu nhíu mày, đi ra phòng bếp, nhìn đến Tô Thải cùng Tô Một Nhiên hai người, đối với này hai cái Tô gia chi thứ, Trương Huyền cũng không nhận thức. Mà đối với Trương Huyền, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên, cũng không biết. Làm chi thứ, Tô gia phát sinh một ít việc, bọn họ là căn bản tiếp xúc không đến, tỉ như Tô Võ phái người ám sát Lâm Thanh Hạm, tỉ như ngày hôm qua Tô gia tao ngộ nguy cơ, Tô Du cũng sẽ không đem liên quan tới địa ngục hành giả sự, nói cho này hai gã chi thứ. Trương Huyền nhìn Tô gia này hai người, có chút không vui, làm khách nhân, vừa đến chủ nhân trong nhà liền ghét bỏ này kia, là phi thường không lễ phép hành vi. Lão bà, hai vị này là ai a? Trương Huyền chịu đựng trong lòng lửa giận, này cũng chính là Lâm Thanh Hạm bằng hữu, nếu đổi làm người khác, Trương Huyền đã sớm cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy đỏ. Ngươi không xứng biết, Tô Thải ngạo nghễ nhìn mắt Trương Huyền, theo sau đối Lâm Thanh Hạm nói, ngươi cảm thấy, chúng ta đại biểu Tô gia lại đây, ngươi cứ như vậy thái độ, thích hợp sao? Tô gia. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, Tô gia người, còn dám như vậy kiêu ngạo. Lâm Thanh Hạm đầy mặt xin lỗi nhìn về phía Trương Huyền, lão công, bằng không chúng ta đêm nay liền đi ra ngoài ăn đi, ngươi làm này đó, ta. Đi ra ngoài, vì cái gì muốn đi ra ngoài ăn? Trương Huyền đánh gãy Lâm Thanh Hạm nói. Bằng không đâu, ngươi làm chúng ta ăn này đó rác rưởi. Tô Thải khóe miệng lộ ra châm chọc, Lâm Thanh Hạm, ngươi là cảm thấy chúng ta Tô gia người dễ khi dễ, vẫn là sao lại thế này? Các ngươi Tô gia tính thứ gì? Trương Huyền mắt lộ ra hàn mang, ở Tô Thải cùng Tô Một Nhiên trên người nhìn quét. Tô Thải cùng Tô Một Nhiên sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Ta nói, Trương Huyền gỡ xuống trước người tạp dề, tạo thành đoàn quang ngã ở một bên, chiều Tô Thải hai người đi đến, các ngươi Tô gia, tính thứ gì? Ngươi dám nói như vậy chúng ta Tô gia? Tô Thải hét lên một tiếng, đây là nàng tới Ngân Châu, lớn nhất tự tin, hiện giờ lại bị người khinh thường nhìn lại. Trương Huyền đi đến hai người trước mặt, trực tiếp duỗi tay bắt lấy Tô Thải đầu tóc, Tô Thải đau la lên một tiếng, muốn dọn khai Trương Huyền tay, lại căn bản làm không được. Tô Một Nhiên thần sắc biến đổi, tiểu tử, ngươi thật lớn gan, cho ta buông tay. Tô Một Nhiên nói, một quyền chiều Trương Huyền trên mặt huy tới. A. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, trở tay nắm Tô Một Nhiên đánh tới nắm tay, dùng sức một ninh. Tô Một Nhiên chỉ cảm thấy một cổ làm chính mình vô pháp chống lại cự lực từ cánh tay thượng truyền đến, mang theo một cổ đau nhức, làm hắn không tự giác kêu to ra tiếng. Trương Huyền bàn tay thành chảo, thuận thế một chảo, đồng dạng bắt lấy Tô Một Nhiên đầu tóc. Cứ như vậy, Trương Huyền một tay bắt lấy một người, đem hai người sinh sôi kéo dài tới cửa phòng, trực tiếp ném đi ra ngoài. Bị Trương Huyền quăng ra ngoài hai người, cảm giác chính mình ra đầu đều mau bị chảo rớt. Trương Huyền đứng ở trước cửa phòng, mắt lạnh nhìn Tô Thải cùng Tô Một Nhiên, đây là lão tử gia, không phải các ngươi dương oai địa phương, cút đi. Trương Huyền nói xong, thật mạnh đem cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên hai người từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt toàn mang theo một loại thù hận ánh mắt nhìn chói chặt cửa phòng. Một cái xa xôi nơi dã phu, cũng dám khiêu khích chúng ta Tô gia. Ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu hối hận. Tô Thải cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm tay. Chương 363, lễ vật. Biệt thự nội, Lâm Thanh Hạm trơ mắt nhìn Trương Huyền đem Tô gia tới người ném ra ngoài cửa. Tại như vậy trong nháy mắt, Lâm Thanh Hạm trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Theo Trương Huyền kia một cái đóng cửa động tác, nàng giống như cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng giống nhau, nhưng đồng thời, lại có loại lo lắng. Trương Huyền nhìn ra Lâm Thanh Hạm trên mặt lo lắng thần sắc. Mở miệng nói, lão bà, bọn họ nói cái này Tô gia, là Yến Kinh cái kia. Ân, Lâm Thanh Hạm điểm điểm đầu, mắt đẹp trung lộ ra một mạt nghi hoặc, người biết. Biết một chút, lão bà, người cùng bọn họ có gì liên hệ a? Trương Huyền cố ý hỏi một tiếng. Trương Huyền rất rõ ràng, trước mặt nữ nhân này, là một cái lòng tự trọng phi thường cường người. Nếu Lâm Thanh Hạm nguyện ý đem sự tình nói cho chính mình, Trương Huyền sẽ quang minh chính đại giúp nàng. Nếu nữ nhân không muốn nói, Trương Huyền cũng sẽ tôn trọng nàng ý tưởng. Lâm Thanh Hạm thở dài, ta mẹ là Tô gia người. Vừa ăn cơm vừa nói đi, người cũng đói bụng. Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm dẫn tới trên bàn cơm, cấp Lâm Thỉnh Hạm đổ ly rượu vang đỏ. Rượu vừa mới đảo tiến ly chung, đã bị Lâm Thanh Hạm một ngụm uống tịnh. Hôm nay Tô gia người đã đến, đối Lâm Thanh Hạm tới nói, cũng đồng dạng là một kiện làm nàng mâu thuẫn sự. Một chén rượu xuống bụng, Lâm Thanh Hạm mở ra máy hát. Trương Huyền an tĩnh làm cho một cái người nghe,
Lâm Thanh Hạm theo như lời, cùng Trương Huyền điều tra ra tới, giống nhau như đúc. Lâm Thanh Hạm mẫu thân, Tô Tư Nguyệt, là Tô lão gia tử tư sinh nữ, thời trẻ bởi vì gia tộc nguyên nhân, Tô lão gia tử cũng không có hướng ra phía ngoài thừa nhận cái này tư sinh nữ, Tô Tư Nguyệt mẫu thân, chỉ là Tô gia một cái hạ nhân mà thôi. Tô Tư Nguyệt từ sinh ra ngày đó bắt đầu, cũng bị người mang lên con hoang danh hào, rồi sau đó đi cùng này mẫu thân cùng nhau, bị đuổi ra Tô gia. Lâm Thanh Hạm nói, nàng mẫu thân trước khi chết lớn nhất tâm nguyện, chính là tưởng trở lại Tô gia, đây cũng là Tô Tư Nguyệt mẫu thân năm đó tâm nguyện, toàn bộ ký thác tới rồi Lâm Thanh Hạm trên người, hiện tại Lâm Thanh Hạm cũng không biết, Tô lão gia tử đã đi rồi, cũng không biết, Tô lão gia tử lưu lại di chúc, muốn cho Lâm Thỉnh Hạm trở về tiếp nhận chức vụ Tô gia đại thống. Vài chén rượu xuống bụng, Lâm Thanh Hạm mới đem những việc này đều nói ra, mấy thứ này, từ mẫu thân đi rồi, liền vẫn luôn đều chôn ở Lâm Thanh Hạm trong lòng, chẳng sợ liền chính mình lão ba, Lâm Thanh Hạm đều không có nói cho. Lão công, người có hay không cảm thấy, ta là cái phiền toái tinh a, lão cho ngươi thêm phiền. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp hồng hồng. Nói cái gì đâu ngươi? Trương Huyền dùng sức quát hạ Lâm Thanh Hạm kia cao thẳng mũi, ngươi là lão bà của ta như thế nào sẽ cảm thấy ngươi phiền toái? Chỉ là lão bà, người tưởng hồi Tô gia sao? Ta không biết, Lâm Thanh Hạm lay động đầu, đối với Tô gia, ta trước nay đều không có một cái khái niệm, người biết không lão công, hôm nay kia hai người tới, nói cho ta, Tô gia là hào môn A. Lâm Thanh Hạm lặp lại hôm nay Tô Thải theo như lời kia hai chữ, này hai chữ, đối nàng tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Trương Huyền bật cười, liền Tô gia kia cũng coi như hào môn. Lão bà, người đừng quên. Ngươi cũng là hào môn A. Trương Huyền gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Lâm Thanh Hạm trong chén. Ta, Lâm Thanh Hạm tự giễu cười cười, chúng ta Lâm Thị, cùng Tô gia cái loại này hào môn so sánh với, nhiều lắm xem như một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Trương Huyền nhìn nữ nhân bộ dáng, trong lòng đau xót. Người khác đều cho rằng, Lâm Thị Lâm Tổng, thiên chi kiêu nữ, không nghĩ tới, Lâm Thanh Hạm trong lòng chua xót, ở Tô Thị trước mặt. Lâm Thanh Hạm sợ cảm thấy, chỉ có tự ti a. Trương Huyền sờ sờ túi, lấy ra một cái không đến lớn bằng bàn tay hộp quà tới, phóng tới trên bàn, lão bà, hai ta cũng kết hôn thời gian dài như vậy, ta trước nay không đưa quá ngươi cái gì lễ vật, nột, cái này cho ngươi. Trương Huyền đem hộp quà chiều Lâm Thanh Hạm trước mặt đẩy. Nguyên bản còn khuôn mặt có chút chua xót Lâm Thanh Hạm, trên mặt tức khắc nhiều vài phần kinh hỉ, đưa ta. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm giờ khắc này, chỉ cảm thấy một cổ ngọt ngào nảy lên trong lòng, không có cái nào nữ nhân, không thích như vậy kinh hỉ, đặc biệt còn đối mặt chính mình tâm hệ nam nhân. Vui mừng mở ra hộp quà giữa sở phóng, là một quả màu ngân bạch nhẫn, nhẫn tầng ngoài, phía một tầng ô quang, chiếc nhẫn này không có quá phù hoa tạo hình, liếc mắt một cái nhìn qua, thật giống như một cái bình thường vòng tròn giống nhau. Nhẫn mặt ngoài, khắc có bốn chữ, bồi ngươi đến lão. Này bốn chữ. Liền giống như này nhẫn bản thân giống nhau, giản dị tự nhiên. Ta còn là lần đầu tiên thấy khó coi như vậy nhẫn đâu. Lâm Thanh Hạm ngoài miệng nói ghét bỏ, trên tay động tác lại một chút đều không chậm, đem chiếc nhẫn này mang ở chính mình tay phải ngón áp út thượng, ngó trái ngó phải, vui sướng không được. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm động tác, một sửng sốt, hắn chuẩn bị chiếc nhẫn này thời điểm, cũng không có coi như nhẫn cưới, mà Lâm Thanh Hạm chính mình, chủ động đem này mang ở trên ngón áp út. Lão công, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Hạm một đôi mắt to mị thành trăng non trạng, đầy mặt vui vẻ nói. Một đốn cơm chiều, hai người ăn phá lệ vui vẻ, vừa mới Tô gia người làm đến không thoải mái, Lâm Thanh Hạm liền cùng đã quên giống nhau, lại không để qua. Cơm chiều qua đi, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị thu thập chén đũa, điện thoại liền vang lên. Trương Huyền vừa thấy, điện báo người là Mã hội trưởng, cũng ở đồng thời, Trương Huyền đột nhiên vang lên tới một sự kiện. Chính mình giống như đi yến kinh trước đáp ứng Mã hội trưởng làm huấn luyện, lúc ấy một vội, liền đem việc này cấp đã quên. Tiếp khởi điện thoại, Trương Huyền cảm thấy ngượng ngùng, Mã hội trưởng. Tiểu thần IA, người rốt cuộc khởi động máy. Mã hội trưởng ở trong điện thoại thanh âm, mang theo một loại khôn kể kích động. A ha, Mã hội trưởng, ngượng ngùng A, trước hai ngày có việc gấp, một chút đem huấn luyện sự cấp vội đã quên. Trương Huyền gãi gãi đầu. Không có việc gì. Không có việc gì, tiểu thần y, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian, này mọi người đều ở Ngân Châu không đi, chờ ngươi huấn luyện đâu. Mã hội trưởng liên tục nói. Vậy sáng mai đi. Hành, ta đây liền cho đại gia thông chi đi xuống.
Mã hội trưởng hân hoan một tiếng. Trương Huyền quải quay ngựa hội trưởng điện thoại, không quá vài phút, điện thoại lại vang lên tới, là Từ Uyển kia nha đầu đánh tới. Tỷ phu, nghe nói người ngày mai muốn làm huấn luyện a. Có thể hay không làm chúng ta cũng đi theo tham gia a. Tới bái, người cô nàng này còn khách khí thực, Trương Huyền có chút vô ngữ. Không phải ta thấy ngoại, là ngươi hiện tại quá nổi danh, muốn nghe ngươi huấn luyện, kia đến trải qua tầng tầng nghiêm tuyển mới có thể đâu, ngươi không biết, bên ngoài hiện tại đều khai ra giá trên trời, ngươi một tiết khóa, giá trị 5 vạn. Hiện tại chúng ta trường học y học hệ học sinh, nơi nơi thác quan hệ muốn nghe ngươi lần này huấn luyện đâu. Ngươi ngày mai trực tiếp đến trung y quán đi, chúng ta ở trung y quán cửa thấy. Trương Huyền cấp Tự Huyền giao đãi một tiếng, cắt đứt điện thoại, theo sau nhíu mày, một tiết khóa 5 vạn. Trương Huyền cho rằng, chính mình ngày mai cần thiết cùng Mã hội trưởng tâm sự việc này. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Chương 364, có tư cách sao? Giải quyết Tô gia sự tình, Trương Huyền cả người cũng nhẹ nhàng không ít, không cần thời thời khắc khắc lo lắng Lâm Thanh Hạ nguy hiểm, chính mình cũng không cần lại nơi trốn cất giấu thân phận. Sáng sớm, Trương Huyền cấp Lâm Thỉnh Hạm nói thanh muốn làm huấn luyện sự, trực tiếp đi trung y quán. Giờ phút này, trung y quán trước cửa, đỗ siêu xe vô số, đám người rậm rạp, ầm ĩ một mảnh. Tự Huyền cùng Tôn Lam hai nàng đứng ở trung y quán trước, chờ Trương Huyền. Tiểu Huyền, tỷ phu hắn thanh danh có điểm quá lớn điểm đi, ngươi nhìn xem, nhiều như vậy danh y a, có chút ngày thường thường xuyên ở trên TV nhìn thấy, hiện tại đều chạy tới học tập. Tôn Lam nhìn đoàn người chung quanh, cảm giác được có chút chấn động. Hoặc là như thế nào có thể xào đến một cái khóa vị 5 vạn khối đâu. Tự Huyền cũng có chút không chân thật cảm, còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe nói tỷ phu thời điểm, người trong nhà đều khinh thường một cố, nói cái gì không tiền đồ, ăn cơm mềm linh tinh nói, nhưng này muốn đều tính không tiền đồ, kia ai có thể có tiền đồ. Tự Huyền cùng Tôn Lam hai người đứng ở cùng Trương Huyền ước định tốt địa phương chờ đợi, này nếu không có Trương Huyền mang nàng hai đi vào, nàng hai ngay cả cửa bàng thính tư cách đều không có. U, này không phải Tự Huyền cùng Tôn Lam sao? Như thế nào, các ngươi hai cái quỷ nghèo, cũng có thể mua được danh ngạch. Một người trang điểm thời thượng nữ sinh đã đi tới, ánh mắt ngả ngớn nhìn Tự Huyền hai người. Thượng Sảo San, người đủ chưa, chúng ta tới này cùng ngươi có quan hệ gì, có tiền ngươi đi địa phương khác khoe khoang đi, đừng ở chỗ này khoe khoang. Tôn Lam chán ghét nhìn mắt người tới. Cái này Thượng Sảo San. Là hai người đồng học, chỉ có một yêu thích, đó chính là khoe giàu, hơn nữa, nàng phi thường ái ở Tự Huyền trước mặt huyễn, cái này làm cho Tôn Lam nhìn không được, Tự Huyền ở trong trường học, phá lệ điệu thấp, nếu không phải sự tình lần trước, ngay cả Tôn Lam cũng không biết, Tự Huyền là Lâm gia người. Như thế nào, nghèo còn không cho ta nói, Thượng Sảo San mắt lé nhìn Tự Huyền, nhìn nhìn ngươi này thân xuyên, nhìn xem chung quanh, ai giống ngươi như vậy keo kiệt, ngươi thật là cho chúng ta trường học rất phân. Ta tới nghe khóa, lại không phải tuyển mỹ, xuyên gì cùng ngươi có quan hệ sao? Tự Huyền cái này hảo tính tình, cũng bị Thượng Sảo San làm đến có chút không kiên nhẫn. Nghe giảng bài, liền ngươi, Thượng Sảo San cười nhạo một tiếng, 5 vạn khối, ngươi có thể lấy ra tới sao ngươi? Ai nói ta yêu cầu mua danh ngạch, Tự Huyền hỏi lại một tiếng. Tôn Lam cũng ở một bên mở miệng, chính là, chúng ta căn bản không cần mua danh ngạch, tỷ phu tùy tiện mang chúng ta đi vào. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi tỷ phu là ai a? Thượng Sảo San hiển nhiên không tin Tôn Lam nói, nàng lần này tới nghe khóa danh ngạch, chính là thác quan hệ làm đến cái này danh ngạch, Thượng Sảo San cũng không phải vì học cái gì kỹ thuật, mà là mạ vàng. Không biết từ nào truyền ra tới tin tức, nói trong trường học, chỉ cần ai hôm nay nghe xong khóa, về sau tốt nghiệp phân phối gì đó, tuyệt đối không cần nhọc lòng, nếu vận khí tốt, có thể trực tiếp tiến Lâm Thị Bệnh viện. Lâm Thị ở Ngân Châu thanh danh, phàm là cái Ngân Châu người, vậy như sấm bên tai, xí nghiệp đãi ngộ, càng là đại đa số người như một lựa chọn. Tiểu Huyền, Di, Tôn Lam cũng tới. Trương Huyền từ một bên đã đi tới, hắn vừa mới đến. Tỷ phu, Tự Huyền. Tỷ phu hảo, Tôn Lam cũng ngọt ngào kêu một tiếng, đồng thời theo bản năng đánh giá một chút Trương Huyền, hôm nay Trương Huyền ăn mặc một thân hưu nhàn trang. Tôn Lam không khỏi tưởng. Lâm gia tuy rằng làm Ngân Châu đệ nhất đại gia, nhưng Lâm gia người, thật đúng là một cái so một cái điệu thấp, Tự Huyền thân là Lâm Thanh Hạm muội muội, ở trong trường học, trước nay chưa nói qua chính mình gia thất, tỷ phu càng là, làm Lâm thị tập đoàn Lâm tổng lão công, xuyên phổ phổ thông thông, đâu giống những người đó, hơi chút có điểm tiền, hận không thể toàn thế giới đều biết giống nhau.
Thượng Sảo San đồng dạng ở đánh giá Trương Huyền, đương nhìn đến Trương Huyền kia một thân cũng không phải gì đó hàng hiệu hưu nhàn phục khi, trong mắt coi khinh càng đậm, Tử Huyền, đây là ngươi tỷ phu, hắn dựa vào cái gì đem ngươi mang đi vào. Bằng nói mạnh miệng, phía trước Trương Huyền ở Bạc Đại tọa đàm thời điểm, đều không phải là mỗi người đều đi. Tử Huyền liếc mắt Thượng Sảo San, lười đến cùng nàng giải thích. Này các ngươi bằng hữu, Trương Huyền tò mò hướng Tử Huyền hỏi. Tử Huyền còn chưa nói lời nói, Thượng Sảo San liền trước ngạo nghễ nói, bằng hữu. Ta giao bằng hữu, cũng không phải là người nào đều giao. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, vừa thấy Thượng Sảo San bộ dáng này, Trương Huyền cũng có thể nghĩ vậy là cái gì người, không có cùng Thượng Sảo San nhiều lời, Tiểu Huyền, Tôn Lam, chúng ta đi vào trước đi. Hảo, Tử Huyền cùng Tôn Lam đồng thời gật gật đầu, đi theo Trương Huyền trong triều y quán trước cửa đi đến. Dõng dạc đồ vật, Thượng Sảo San đôi tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn phía trước. Một đạo nghi hoặc thanh, từ Thượng Sảo San phía sau vang lên. Di, Sảo San, người còn không có đi vào sao? Thần y lập tức muốn tới. Một nam nhân trung niên, từ Thượng Sảo San phía sau đi tới. Thượng Sảo San vừa thấy tên này trung niên nam nhân, trên mặt ngạo nghễ, tức khắc biến thành ủy khuất, cha nuôi, người như thế nào mới đến a? Nhân gia đều mau bị khi dễ đã chết. Khi dễ, trung niên nam nhân kinh ngạc một chút, theo sau lộ ra vẻ mặt quan tâm, ai dám khi dễ ngươi, cấp cha nuôi nói, cha nuôi thu thập bọn họ. Chính là bọn họ, Thượng Sảo San chân một dậm, duỗi tay chỉ vào phía trước. Hôm nay tới trung y quán người quá nhiều, Trương Huyền ba người còn bài thật dài đội ngũ. Trung niên nam nhân nhìn mắt Trương Huyền ba người, phát hiện là ba cái xa lạ gương mặt, đều không phải là nhà ai danh y gì đó, cũng cứ yên tâm không ít. Hào khí hướng Thượng Sảo San nói, ngoan bảo bối, bọn họ như thế nào ngươi? Cha nuôi cho ngươi làm chủ. Cha nuôi, Thượng Sảo San ngữ khí một đà, ngươi không phải nói, lần này nghe giảng bài, một người danh ngạch ít nhất 5 vạn khối sao. Thượng Sảo San này đà đà ngữ khí, cấp trung niên nam nhân xương cốt đều mau kêu tô, đúng vậy, thật là 5 vạn nhất cái danh ngạch. Kia bọn họ ba cái dựa vào cái gì có thể tiến, trong đó có hai cái là ta đồng học. Các nàng nhưng không giống như là có thể móc ra 5 vạn khối người tới, cha nuôi, lần này ai có thể vào cửa, không phải ngươi tới quản sao, ngươi cũng không biết, các nàng vừa mới có bao nhiêu kiêu ngạo, liền nói các nàng tỷ phu có thể đem các nàng mang đi vào, căn bản không đem ta để vào mắt. Thượng Sảo San một cái kính làm nũng, trong lòng toàn là bất mãn. Lần này nghe giảng bài, Thượng Sảo San tuy rằng lão đem 5 vạn nhất cái danh ngạch treo ở bên miệng, nhưng trên thực tế, nàng lần này là một phân tiền không tốn. Nhưng cũng trả giá nhất định đại giới, nếu thật nhìn Tử Huyền cùng Tôn Lam dễ dàng như vậy là có thể nghe giảng bài, nàng trong lòng là tuyệt đối không tiếp thu được. Trung niên nam nhân vừa nghe Thượng Sảo San nói, liền minh bạch sao lại thế này, hắn vỗ vỗ Thượng Sảo San bả vai, theo sau đi đến kia thật dài đội ngũ trước, chỉ vào Tử Huyền ba người quát, kia ba cái. Đối, chính là các ngươi, đang làm gì? Ai cho các ngươi xếp hàng? Các ngươi có tư cách vào đi sao? Trung niên nam nhân tiếng quát rất lớn. Một chút khiến cho người chung quanh, toàn đem ánh mắt buông tha tới, tập trung đến Trương Huyền bọn họ ba cái trên người. Thượng Sảo San đứng ở một bên, vừa lòng nhìn một màn này. Chương 365, mua danh ngạch. Đang ở trung y quán trước cửa xếp hàng người rất nhiều, hiện tại tất cả đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn Trương Huyền ba người. Trương Huyền nhíu nhíu mày, nhìn về phía trung niên nam nhân, ngươi là đang làm gì? Chúng ta có hay không tư cách vào đi? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ta tính đang làm gì? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, nơi này, ai có thể tiến, ai không thể tiến, ta nói tính, ngươi nói ta tính đang làm gì? Các ngươi ba cái là cái gì thân phận? Ai cho các ngươi tại đây xếp hàng? Trung niên nam nhân thanh âm rất lớn, ở đây nhiều người như vậy, hắn là cố ý làm Trương Huyền ba người xuống đài không được. Có thể nhìn thấy, vây xem người, đã duỗi tay đối ba người chỉ trỏ trỏ. Nói cái gì, có chút người còn lộ ra châm biếm. Tử Huyền lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, tỷ phu, chính là người này, ở trường học bán danh ngạch. Liền hắn, Trương Huyền đánh giá trước mắt cái này trung niên nam nhân, hắn vốn dĩ hôm nay còn muốn hỏi hỏi mã hội trưởng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, ai ngờ chính chủ liền đi đến trước mắt. Ngươi là y học sẽ? Trương Huyền hỏi một tiếng. Trung niên nam nhân đầy mặt ngạo nghễ, ngửa đầu nói, đương nhiên. Trương Huyền lại hỏi, lần này ai có thể nghe giảng bài, ai không thể nghe, ngươi nói tính. Trung niên nam nhân cười cười gật đầu, không nói gì. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc,
ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? A, à, trung niên nam nhân cười nhạo một tiếng, tùy tay lấy ra một trương giấy chứng nhận, phóng tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn đến, đối phương giấy chứng nhận thượng, viết Ninh tỉnh y học sẽ phó hội trưởng danh hiệu, nhưng đối với cái này trung niên nam nhân, Trương Huyền trước nay cũng chưa gặp qua. Đồng dạng, Trương Huyền chưa thấy qua đối phương cũng chưa thấy qua Trương Huyền. Thế nào, yêu cầu ta cho ngươi trình bày phó hội trưởng là có ý tứ gì sao? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Trương Huyền cười hắc hắc, chủ động ôm đối phương bả vai, nhỏ giọng nói, ai nha, phó hội trưởng A, đừng nóng giận, đừng nóng giận, vừa mới là ta có mắt không thấy Thái Sơn, nghe ta cô em vợ nói, người này có danh ngạch bán. Trung niên nam nhân xem Trương Huyền này vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, trên mặt ngạo nghễ càng trọng, như thế nào? Ngươi xem, Trương Huyền trà sát tay, ta lúc này đây mua 3 cái, ngươi có thể hay không cho ta tiện nghi điểm? Nghe được Trương Huyền nói muốn mua 3 cái danh ngạch. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra ý động thần sắc, đây là mười mấy vạn khoản thu nhập thêm tiến chứng A. Bất quá thực mau, trung niên nam nhân liền đem ý động thần sắc thu liễm lên, bày ra một bộ cao tư thái tới, tiện nghi. Người cảm thấy ta cái này danh ngạch bán không ra đi sao? Nhìn xem chung quanh, bao nhiêu người tưởng đi vào nghe giảng bài cũng chưa phương pháp. Người muốn nghe liền nghe, không nghe liền tính, ta không thiếu người này một hai người. Trương Huyền lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng này 5 vạn nhất người, cũng có chút quá quý, hơn nữa người xác định có thể nghe thượng sao, nếu nghe không thượng làm sao bây giờ? 5 vạn còn quý, ngươi nếu có thể từ thần y kia học được một hai tay, đủ ngươi ăn cả đời, không cần lo lắng nghe không thượng, thật nghe không thượng, ta gấp 10 lần bồi cho ngươi. Trung niên nam nhân vung tay lên, tự tin nói. Trương Huyền cắn chặt răng, hành đi, ta đây liền mua 3 cái danh ngạch, trực tiếp cho ngươi chuyển 15 vạn được không? Hành. Trung niên nam nhân trong lòng vui sướng, trên mặt lại biểu hiện khinh phiêu phiêu lấy ra thu khoản mã QR, làm Trương Huyền tới quét mã. Thực mau, 15 vạn bị Trương Huyền chuyển tới đối phương di động thượng. Thế nào đại ca, ta này có thể đi vào đi? Trương Huyền vẻ mặt kích động hỏi. Hành, vào đi thôi. Trung niên nam nhân phất phất tay, đồng thời cho Trương Huyền tam trương plastic thẻ bài, vào bàn thời điểm, đem cái này lấy ra tới cho người ta xem một chút là được. Hảo. Trương Huyền liên tục gật đầu, đem plastic thẻ bài nhận lấy. Trung niên nam nhân vẻ mặt ngạo nghễ đi xa, chờ đối phương rời đi sau, Trương Huyền sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, nhìn trong tay này thẻ bài, nói như vậy nói, lần này bán danh ngạch sự, đều không ngừng một người tới thao tác, mã hội trưởng thật sự cái gì cũng không biết. Trương Huyền một lần nữa trở lại thật dài trong đội ngũ. Tự Huyền tò mò dò hỏi Trương Huyền đã xảy ra cái gì, Trương Huyền không thèm để ý vẫy vẫy tay, không gì sự. Bên kia, Thượng Sảo San nhìn Tự Huyền ba người như cũ đứng ở trong đội ngũ, chờ đợi xếp hàng tiến tràng, trong lòng không vui, đối trung niên nam nhân nói, cha nuôi, bọn họ như thế nào còn ở kia đứng a? Ta ngoan bảo bối u, trung niên nam nhân vẻ mặt vui vẻ vuốt Thượng Sảo San mặt, hôm nay ngươi nhưng cấp cha nuôi mang đến không ít chỗ tốt, ngươi không phải coi trọng một cái 5 vạn bao sao, từ từ cha nuôi liền đi cho ngươi mua, những người này, chính là cấp chúng ta đưa tiền tới a, nhìn xem, đây là cái gì? Trung niên nam nhân đem 15 vạn thu khoản bằng chứng cấp Thượng Sảo San vừa thấy. Thượng Sảo San nhìn kia một trường xuyến linh, há to miệng, cha nuôi, đây đều là bọn họ cấp. Ân, trung niên nam nhân gật gật đầu, kia tiểu tử phùng má giả làm người mập, đem toàn bộ tích tụ đều móc ra tới. Trung niên nam nhân tưởng tượng vừa mới Trương Huyền kia phó thịt đau bộ dáng liền cảm thấy khôi hài. Ha ha, Thượng Sảo San có vẻ thực vui vẻ, làm cái kia Tự Huyền còn cùng ta trang. Nói cái gì nàng tỷ phu có thể đem nàng mang đi vào, kết quả là còn không phải đến bỏ tiền, chờ đến trường học, ta phải đem việc này hảo hảo tuyên dương một phen, nhìn xem kia họ từ mặt hướng nào phóng. Trương Huyền cùng Tự Huyền cùng với Tôn Lam ba người, đi vào trung y quán. Ở trung y quán bên ngoài, Tự Huyền cùng Tôn Lam liền nghĩ tới người sẽ rất nhiều, tiến vào sau mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình, vẫn là có chút không đủ phóng đến khai, toàn bộ trung y quán, rậm rạp tất cả đều là người. Đi đường đều không có phương tiện. Tỷ phu, người này lực ảnh hưởng cũng quá lớn điểm đi. Tự Huyền vẻ mặt bội phục nhìn Trương Huyền, các nàng học y, lớn nhất mục tiêu, chính là đương một người thần y, hiện tại, thần y liền đứng ở chính mình bên người. Trương Huyền sờ sờ mũi, hắn cũng chưa nghĩ đến, chính mình chỉ là lộ mấy tay châm cứu pháp, liền có nhiều người như vậy lại đây. Hắn 5 vạn nhất cái mua danh ngạch, chỉ có thể đứng ở chỗ này,
ngay cả chỗ ngồi đều không có. Trương Huyền mang theo Tử Huyền ba người, tìm cái tương đối ít người địa phương, đứng ở nơi đó, chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, trung y trong quán người càng ngày càng nhiều. Trương Huyền cùng Mã hội trưởng ước định thời gian là buổi sáng 10 giờ, hiện tại mắt thấy đã đến 10 giờ rưỡi. Ở trung y quán chính giữa nhất vị trí, Diêm Lập nhìn đồng hồ, hướng Mã hội trưởng nói, Mã hội trưởng, tiểu thần y còn chưa tới sao? Mã hội trưởng lắc lắc đầu, còn không có, chờ một chút đi. Diêm Lập quay đầu lại nhìn thoáng qua, cau mày, Mã hội trưởng, người này không khỏi có chút quá nhiều đi. Mã hội trưởng thở dài, tiểu thần y thanh danh quá đủ, lão tiếu cho ta nói, rất nhiều người đều xa xôi vạn dặm lại đây học tập, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, đơn giản khiến cho đại gia bàng thính, hiện tại trung y càng thêm xuống dốc, đại gia tính tình tích cực, ta cũng không thể dội nước lã không phải. Diêm Lập gật đầu, Mã hội trưởng này nói cũng coi như có lý, đây cũng là trung y hứng khởi một cái xu thế, đối với hắn loại này thế hệ trước trung y tới nói, cũng là rất vui lòng nhìn đến một màn. Chương 366, 5 vạn nhất người. Đã đến giờ giữa trưa 11 giờ, trung y trong quán, dần dần xuất hiện một ít ồn ào thanh âm. Mã hội trưởng, không bằng cấp tiểu thần y gọi điện thoại đi. Diêm Lập nghe chung quanh vang lên các loại thanh âm, nội tâm có chút nôn nóng. Lần này, rất nhiều y sư, đều là từ cả nước các nơi đặc mời tới, ngày đó Trương Huyền biến mất, khiến cho rất nhiều người có chút bất mãn. Lúc này đây, Diêm Lập là muốn mượn Trương Huyền thế, làm trung y hoàn toàn quật khởi. Mã hội trưởng nhìn rất nhiều người trên mặt, đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, gật gật đầu, cấp Trương Huyền gọi điện thoại. Điện thoại đánh qua đi không vài tiếng, Trương Huyền liền tiếp đi lên. Mã hội trưởng nghe được, trong điện thoại có vẻ thực ồn ào. Cái kia tiểu thần y a, người đến nào a? Mã hội trưởng ở trong điện thoại hỏi. Nga, Mã hội trưởng, ta đã ở trung y quán a, này đều tới rồi mau một giờ. Trương Huyền nghi hoặc thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Trương Huyền nói, cấp Mã hội trưởng nói ngốc, đều đến một giờ. Tiểu thần y a, người đã đến rồi như thế nào cũng không cho ta thông chi một tiếng, đại gia còn chờ ngươi giảng bài đâu. Mã hội trưởng ở điện thoại này đầu bồi một bộ gương mặt tươi cười. Giảng bài, ta giảng bài, ta đào 15 vạn tiến chẳng nghe giảng bài, ngươi làm ta giảng bài. Trương Huyền phi thường khó hiểu hỏi. Mã hội trưởng trong lòng giật mình, 15 vạn tiến chàng. Có ý tứ gì? Lại xem một cái, điện thoại đã bị Trương Huyền cúp. Diêm Lập thấy Mã hội trưởng nói chuyện điện thoại xong, hỏi, thế nào, tiểu thần y tới rồi sao? Mã hội trưởng khuôn mặt chua xót, Diêm đại sư, giống như, ra vấn đề a. Cái gì vấn đề? Diêm Lập nhíu mày hỏi, sẽ không hôm nay tiểu thần y lại không tới đi. Mã hội trưởng lắc lắc đầu, không biết nên như thế nào cấp Diêm Lập giải thích, hắn đứng dậy. Ở trung y quán, đã dựng hảo một cái bục giảng, cùng Trương Huyền từ từ huấn luyện. Mã hội trưởng đi đến trên bục giảng, cầm lấy microphone, uy, đại gia an tĩnh một chút. Mã hội trưởng vừa ra thanh, nguyên bản ồn ào trung y quán, lập tức trở nên an tĩnh lại, mọi người đều chiều Mã hội trưởng xem ra. Đồng thời, Mã hội trưởng đứng ở trên bục giảng, ánh mắt nhìn quét dưới đài, ở trong đám người, thấy được Trương Huyền thân ảnh. Mã hội trưởng từ trên bục giảng xuống dưới, chiều Trương Huyền nơi địa phương đi đến. Hội quán nội người, ánh mắt toàn theo Mã hội trưởng thân ảnh sở di động. Mã hội trưởng đi đến Trương Huyền trước mặt, thật cẩn thận hỏi, tiểu thần y, là ra chuyện gì sao? Không a, Trương Huyền lắc lắc đầu, có thể có chuyện gì, ta bực này nghe giảng bài đâu a. Tiểu thần y, đừng nói khí lời nói. Mã hội trưởng vẻ mặt lấy lòng tươi cười, người nói 15 vạn tiến chàng, đây là có ý tứ gì a? Có ý tứ gì? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, không phải các ngươi y học sẽ rõ mã yết giá sao? Vào bàn phí, 5 vạn nhất người. Cái gì? Mã hội trưởng đại kinh thất sắc, yết giá rõ ràng thu phí. Ai dám làm như vậy? Nga, Trương Huyền khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm, nhìn về phía Mã hội trưởng, việc này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Mã hội trưởng ngươi sẽ không biết đi. Mã hội trưởng sắc mặt tức khắc hoảng loạn, liên tục xua tay, tiểu thần y, ta họ Mã lấy danh dự thề, đối việc này tuyệt đối không biết. Ta y học sẽ, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tới. Trương Huyền vỗ vỗ Tử Huyền bả vai, tiểu Huyền, cấp Mã hội trưởng nói hạ sao lại thế này. Tử Huyền gật gật đầu, mở miệng nói, Mã hội trưởng, là các ngươi y học sẽ thiếu phó hội trưởng, phụ trách lấy tiền, chuyện này.
ở chúng ta trường học đã chuyển khai, ta tỷ phu khóa, 5 vạn nhất cái khóa vị. Buồn cười, Mã hội trưởng một tiếng phẫn nộ hét lớn, này tiếng quát, đem trong đại sảnh người giật nảy mình, đại gia không rõ, Mã hội trưởng vì cái gì như vậy sinh khí. Mã hội trưởng ánh mắt ở toàn bộ trung y trong quán nhìn quét, cuối cùng ở trung y quán cửa, gặp được Tiếu phó hội trưởng thân ảnh. Giờ phút này, Tiếu phó hội trưởng đang cùng Thượng Sảo San nhỏ giọng trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra hạ lưu tươi cười, Thượng Sảo San còn vẻ mặt hờn dỗi bộ dáng, hoàn toàn không có ý thức được bên kia đã phát hỏa Mã hội trưởng. Trương Huyền đi nhanh chiều Tiếu phó hội trưởng đi qua, cái kia phó hội trưởng a, ta muốn hỏi hạ, này khóa còn giảng không nói a. Cái gì cấp? Tiếu phó hội trưởng liếc mắt Trương Huyền, người ngại chậm chính mình liền đi trước a. Nhưng ta này tiền đều giao, ta này lại đi có điểm mệt a, không được ngươi đem tiền lui ta đi. Lui tiền? Tiếu phó hội trưởng cười cười, là chính ngươi phải đi, ta dựa vào cái gì lui ngươi tiền? Ngươi nói a, nếu nghe không đi học, liền lui ta tiền. Trương Huyền nhún vai, chê cười, là chính ngươi không nghe, đều không phải là tiểu thần y không nói, nếu là tiểu thần y không nói, ta gấp 10 lần lui ngươi. Tiếu phó hội trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, hoặc là liền chờ đi, hoặc là chính mình muốn đi thì đi, đừng phiền ta. Thượng Sảo San đôi tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, có chút người a, không kia bản lĩnh, cũng đừng tới phùng má giả làm người mập, như thế nào, hiện tại hối hận. Hành đi, Trương Huyền lấy thác tay, chiều một bên đi đến. Nhìn Trương Huyền rời đi, Thượng Sảo San bĩu môi, nghĩ thầm đây là cái thứ gì. Tiếu Hoa, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Mã hội trưởng từ một bên hắc mặt đã đi tới. Lão Mã, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt nghiêm túc, Tiếu phó hội trưởng khó hiểu hỏi. Ta làm sao vậy, Tiếu Hoa, chính ngươi làm chuyện gì, chính mình không rõ ràng lắm sao? Mã hội trưởng sắc mặt phá lệ khó coi. Tiếu phó hội trưởng trong lòng nhảy dựng, mở miệng nói, chuyện gì a? Lão Mã, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng làm đến thần thần bí bí. Hảo, ngươi làm ta nói đúng không, ta đây hỏi ngươi. Mã hội trưởng vừa muốn mở miệng, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Uy, uy, Trương Huyền thanh âm, từ âm hưởng chung truyền đến. Tiếu phó hội trưởng vừa thấy Trương Huyền đứng ở trên đài, sắc mặt biến đổi, hướng bên cạnh người quát, đó là đang làm gì, ai làm hắn lên đài, mau cho hắn chào hạ tới. Tiếu phó hội trưởng sợ Trương Huyền lên đài nói ra cái gì không nên nói tới. Hắn không lên đài, ai lên đài? Mã hội trưởng một phen ngăn lại Tiếu phó hội trưởng bên người người. Lão Mã, lần này chính là tiểu thần y giảng bài a, như thế nào làm một cái không quan hệ người lên đài, mau mau mau, làm hắn xuống dưới. Tiếu phó hội trưởng đầy mặt nôn nóng. Mã hội trưởng nhìn Tiếu phó hội trưởng, từng câu từng chữ, chém đinh chặt sắt nói, hắn chính là ngươi nói tiểu thần y. Cái gì, hắn là tiểu thần y? Tiếu phó hội trưởng trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, người này, thế nhưng chính là tiểu thần y. Như thế nào, thực ngoài ý muốn? Mã hội trưởng cười nhạo một tiếng. Tiếu phó hội trưởng, sắc mặt sững sờ, ngốc ngốc nhìn trên đài, hắn trong lòng, lúc này đã loạn không thể lại rối loạn. Lần này lấy tiền sự, là hắn Tiếu Hoa liên hợp một ít người, trộm làm ra tới, chỉ nhằm vào một ít trường học học sinh, thậm chí còn biên ra chỉ cần có thể nghe giảng bài, về sau tốt nghiệp là có thể tiến Lâm thị sự. Tiếu Hoa lấy tiền, cũng là thực cẩn thận, cần thiết hiểu tận gốc rễ mới dám thu. Nhưng hiện tại, Tiếu tóc bạc hiện, chính mình gặp rắc rối, sông đại hỏa. Chương 367, kế hoạch có biến. Đang ngồi, có rất nhiều ở lần trước bạc đại, đều tham gia quá Trương Huyền tọa đàm, nhận thức Trương Huyền. Diêm đại sư, vị này chính là kia tiểu thần y sao? Một người ngồi ở Diêm Dựng Thân bên người tò mò hỏi. Đúng là, Diêm Lập mỉm cười gật đầu. Hắn hôm nay sợ Trương Huyền không tới, lần này mời đến, đều là hoa hạ trung y giới Thái Sơn Bắc Đẩu, tuy rằng ở y thuật thượng, mọi người đều không bằng Trương Huyền, nhưng ở danh vọng phương diện, đều là dậm một dậm chân, hoa hạ trung y giới đều sẽ chấn tam chấn nhân vật. Hiện tại Trương Huyền đã đến, làm Diêm Lập yên tâm không ít. Hắn nhìn trên đài, chờ đợi Trương Huyền bước tiếp theo lên tiếng. Trương Huyền đứng ở trên đài, tay cầm microphone, ánh mắt nhìn quét một vòng, mở miệng nói. Đang ngồi các vị, đều là hoa hạ trung y giới tiền bối, bản nhân bất tài, may mắn học được một ít châm pháp, dựa theo kế hoạch, hôm nay ứng từ tại hạ bêu xấu, nhưng kế hoạch có biến. Đương Trương Huyền nói ra kế hoạch có biến thời điểm, dưới đài vang lên một trận ồn ào. Diêm đại sư nhíu nhíu mày,
quay đầu nhìn về phía đứng ở hội quán cửa Mã hội trưởng, chẳng lẽ, chuyện này cùng Mã hội trưởng vừa mới nói đồ vật có quan hệ. Trương Huyền nghe dưới đài truyền đến ồn ào, tiếp tục mở miệng, thiên hạ trung y, vốn là một nhà, bất quá hôm nay, lại gặp được làm ta tức giận một sự kiện. Trương Huyền nói đến lúc này, dưới đài ồn ào thanh dần dần nhỏ xuống dưới, mọi người đều đang chờ Trương Huyền bên dưới, cũng đều có thể nghe ra tới, Trương Huyền nói kế hoạch có biến, là cùng phía dưới kia sự kiện có quan hệ. Một giờ trước, ta đi vào trung y quán cửa, lại bị báo cho, không có cho phép, không được tiến vào, nếu ta tưởng tiến vào nói, cần thiết muốn đào đầu người 5 vạn khối nghe giảng bài phí, ta thật sự thực khó hiểu, này khóa từ ta tới giảng, ta bản thân đều không có nghe nói muốn thu phí, đầu người 5 vạn khối. Kỳ thật lúc ấy ta nội tâm còn có điểm mừng thầm, không nghĩ tới ta danh hào có như vậy đáng giá. Trương Huyền cố ý lộ ra một cái tươi cười. Dưới đài người, người nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều có một chút không tin. Khả năng các vị chịu mời mà đến, cũng không biết thu phí vừa nói, nhưng hiện tại ta tưởng thống kê một chút, toàn bộ trung y trong quán người, có bao nhiêu, là bỏ tiền tới. Trương Huyền ánh mắt ở trung y trong quán nhìn quét một vòng, hắn rõ ràng quan sát đến. Một ít không có chỗ ngồi, đứng bên ngoài vây người trẻ tuổi trên mặt xuất hiện một mạt giãy giụa, rồi lại giống như ở sợ hãi cái gì. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, tiếp tục mở miệng, có không dám nói, cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, người nhiều hoặc ít người, cũng không sẽ ảnh hưởng ta quyết định, ta không biết bán các người danh ngạch người, là như thế nào cho các người hứa hẹn, hắn cho ta nói chính là, nghe không đi học, gấp 10 lần trả ta. Trương Huyền dừng một chút thanh âm. Nhìn thoáng qua đứng ở quán cửa thiếu phó hội trưởng. Lúc này, thiếu phó hội trưởng một khuôn mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc, hắn biểu tình dại ra nhìn trên đài. Trương Huyền búng tay một cái, ta đào 3 người tiền, tổng cộng 15 vạn tiến vào nghe giảng bài, hiện tại, ta tưởng thỉnh thiếu phó hội trưởng, đem giảng bài người thỉnh đi lên, nếu ngươi thỉnh không lên nói, phiền toái đem nên bồi tiền bồi ta đi. Trương Huyền nói xong, đi xuống bục giảng. Giờ khắc này, hội quán nội mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến thiếu phó hội trưởng trên người, ở này đó người ánh mắt giữa, có phẫn nộ, có khó hiểu, còn có vui sướng khi người gặp họa. Buồn cười, Diêm Lập dùng sức vỗ trước người cái bàn, lớn tiếng rít gào, Mã hội trưởng, hôm nay việc này, nếu ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, ta tưởng, các ngươi này Ninh Tỉnh y học sẽ, cũng không có tồn tại tất yếu. Diêm dựng thân bên một người lão giả, cũng vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, hiện phi thường thất vọng. Không biết là không nghe đi học, vẫn là đối Ninh Tỉnh y học sẽ bất mãn. Tiếu Hoa, ngươi lần này, thật đúng là làm chúng ta Ninh Tỉnh y học sẽ hảo hảo ra thứ danh A. Mã hội trưởng chỉ vào Tiếu phó hội trưởng, ngón tay không ngừng phát run, hiển nhiên trong lòng tức giận đã bỏ lên tới cực điểm. Trương Huyền đi xuống bục giảng sau, trực tiếp đi vào trước cửa, cái kia Tiếu phó hội trưởng, ngươi nói gấp 10 lần bồi thường, khi nào cho ta? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này tiểu thần y, thiếu phó hội trưởng vẻ mặt lấy lòng. Ta vừa mới nhìn đến, thiếu phó hội trưởng chìa khóa xe, là chạy băng băng S cấp đúng không? Thiếu phó hội trưởng khai 100 vạn xe hơi đi ra ngoài, 150 vạn bồi thường khoản, hẳn là vẫn là có thể lấy ra tới. Trương Huyền cười nói, thiếu phó hội trưởng không biết nên nói cái gì. 150 vạn bồi thường, thật muốn làm hắn lấy, cũng có thể lấy ra tới, nhưng hiện tại mấu chốt vấn đề, cũng không phải này 150 vạn sự. Mà là khác. Lần này sự tình bại lộ, nếu là một cái không hề thân phận người nói ra, thiếu phó hội trưởng căn bản sẽ không để ý tới, hắn có tự tin đem loại chuyện này bãi bình, nhưng cố tình, đưa ra chuyện này, vẫn là tiểu thần y, hơn nữa làm trò nhiều như vậy y học giới tiền bối mặt nói ra. Thiếu phó hội trưởng, đều đã nghĩ tới chính mình hậu quả, bồi thường là tiểu, này nửa đời sau, còn có thể hay không tự do vượt qua, đều là vấn đề. Đứng ở thiếu phó hội trưởng bên người Thượng Sảo San, sớm đã không thấy phía trước ngạo khí. Tiểu Huyền, Tôn Lam, đi thôi. Trương Huyền hướng Tiểu Huyền hai nàng vẫy vẫy tay, hai nàng lập tức chạy chậm lại đây. Ở đi ngang qua Thượng Sảo San bên người thời điểm, Tiểu Huyền thở dài, lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Tôn Lam tắc đứng ở Thượng Sảo San trước người, có một số việc, chỉ là Tiểu Huyền không muốn cùng ngươi so đo mà thôi, nàng tỷ phu chẳng những là thần y. Càng là Lâm thị tập đoàn tổng tài lão công, mà Tử Huyền, là Lâm thị tập đoàn tổng tài đường muội, ta thật sự rất muốn không thông, ngươi có cái gì tư bản, ở Tiểu Huyền trước mặt khoe giàu. Thượng Sảo San nghe Tôn Lam nói, đôi mắt trừng lão đại, toàn là không thể tin được.
Lâm thị tổng tài Đường muội, Tự Uyển mẫu thân, chính là Lâm thị trước tổng tài Lâm Chính Nam thân sinh nữ nhi. Tại đây một khắc, Thượng Sảo San cảm giác chính mình chính là một cái nhảy nhót vai hề, vẫn luôn ở người khác trước mắt nhảy nhót, còn cảm thấy thực ưu việt, ngẫm lại chính mình lúc trước hành động, ngẫm lại chính mình trước kia ở Tự Uyển trước mặt lời nói, Thượng Sảo San đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Trương Huyền cũng không có ở Trung Y quán lưu lại, hôm nay khóa, hắn nói không nói, chính là không nói, không riêng gì bởi vì giận dỗi, càng quan trọng là, Trương Huyền cũng muốn cấp Mã hội trưởng một cái giáo huấn. Tuy rằng lần này sự, Mã hội trưởng cũng không cảm kích, nhưng xét đến cùng, là hắn quản lý phương thức có vấn đề mới có thể như vậy, chính mình người ở mí mắt phía dưới làm ra loại chuyện này đều không biết tình, kết quả là có hại chính là ai. Còn không phải những cái đó bị che mắt học sinh. 5 vạn khối đối với một cái bình thường gia đình tới nói, đó là tương đương quan trọng, liền như vậy bị một kẻ cặn bã bạch bạch lừa đi. Mặt sau sự nên xử lý như thế nào, Trương Huyền căn bản chẳng quan tâm, nếu Mã hội trưởng xử lý không tốt, hắn không ngại đổi một nhà y học sẽ hợp tác, đến nỗi hôm nay phó cấp thiếu phó hội trưởng kia 15 vạn, Trương Huyền tin tưởng, người này sẽ còn nguyên nhổ ra, đến nỗi gấp 10 lần bồi thường, Trương Huyền không phải thực để ý, hắn không thiếu kia hơn 100 vạn, đồng thời hắn cũng suy nghĩ. Cái này thiếu phó hội trưởng, còn có hay không cơ hội bồi thường, chỉ sợ lần này sự vừa ra, hắn đại bộ phận tài sản đều sẽ bị niêm phong đông lại đi. Chương 368, khai tiểu táo. Ra Trung Y quán, Tự Uyển đi theo Trương Huyền bên người, đầy mặt tiếc nuối, thở ngắn than dài. Tiểu Uyển, người này tuổi còn trẻ, than cái gì khí đâu. Trương Huyền cảm giác có chút buồn cười, không biết người, còn tưởng rằng nha đầu này vừa mới đã trải qua người nào sinh cực khổ đâu. Đương nhiên là mất mát a. Tự Uyển hoảng đầu, tỷ phu, người không biết, người lần trước ở trường học khai xong tọa đàm sau, chúng ta trường học người có bao nhiêu sùng bái ngươi, ai đều tưởng lại nghe ngươi giảng một tiết khóa, nhìn xem ngươi kia vô cùng thần kỳ châm pháp, ta còn tưởng rằng hôm nay có cơ hội đâu, kết quả hoàn toàn ngâm nước nóng. Trương Huyền che cái trán, ngươi nói cái này a, ngươi thật muốn học, ta đơn độc giáo ngươi không phải được rồi. Đơn độc dạy ta, thật vậy chăng? Tự Uyển mở to hai mắt, có chút không thể tin được. Này có gì thiệt hay giả? Trương Huyền nhìn Tự Uyển kia khoa trương bộ dáng, có chút buồn bực, ta đều người một nhà, Tôn Lam nếu muốn học nói, cùng nhau bái. Ta cũng có thể sao? Tôn Lam vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào chính mình. Ở Tôn Lam trong mắt, Trương Huyền cái loại này vô cùng thần kỳ châm pháp, tuyệt đối là vật báu vô giá, chính mình có thể thấy vài lần, học tập quan sát một chút đã là vinh hạnh chi đến, hiện tại chính mình thế nhưng có thể học. Đừng nói Tôn Lam có loại suy nghĩ này, ngay cả Tự Uyển cũng chưa nghĩ tới hướng Trương Huyền mở miệng học cái này châm pháp. Trung y từ xưa truyền lưu, một ít thủ pháp, càng là truyền nam bất truyền nữ, chẳng sợ người trong nhà đều sẽ không dễ dàng tương truyền. Tìm một chỗ, ta dạy cho ngươi hai, tốt nhất thiết bị đầy đủ hết một chút. Trương Huyền trực tiếp bàn tay vung lên. Tỷ phu, ngươi cũng thật tốt quá điểm đi. Tự Uyển vui mừng một tiếng, tỷ của ta có thể tìm tới ngươi. Thật là nàng lớn nhất hạnh phúc. Tự Uyển lời này, làm Trương Huyền phá lệ vừa lòng, người nếu có thể ở ngươi tỷ trước mặt nói như vậy, ta đã có thể vui vẻ. Cần thiết, mặc kệ ở ai trước mặt, ta đều những lời này. Tự Uyển vỗ bộ ngực, tỷ phu, kia chúng ta liền đi chúng ta trường học đi, trong phòng học có ngân châm cùng mô hình. Hành. Quyết định hảo sau, ba người trực tiếp đi trước bạc đại, Tự Uyển cùng Tôn Lam cũng không có lộ ra, mang theo Trương Huyền đi vào phòng học. Trung y một đạo, bác đại tinh thâm, một buổi sáng thời gian, chỉ là một ít Trương Huyền đưa ra lý luật, khiến cho Tự Uyển cùng Tôn Lam được lợi không ít, mấy thứ này, các nàng ở trường học cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá, đương Trương Huyền nói ra sau, làm hai người có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, một ít phía trước cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề, ở Trương Huyền đề điểm sau, đã có thể suy một ra ba. Vẫn là câu nói kia, Trung y tuy rằng từ xưa truyền lưu, nhưng tới rồi chúng ta này đồng lứa. Phải học được biến báo, không thể khái chết lý, chỉ có như vậy, mới có thể làm được y bách bệnh, trị bách bệnh, về châm pháp đồ vật, hai người tạm thời lý giải không được, trước đem cơ sở công học minh bạch rồi nói sau. Tỷ phu, ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi quả thực chính là ta thần tượng a. Tự Uyển nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt, đều mau mạo ngôi sao. Tôn Lam cũng là vẻ mặt sùng bái, nàng suy nghĩ một chút, trong trường học những cái đó cái gọi là học bá, thiên tài. Cùng Trương Huyền tuổi cũng không kém bao nhiêu, nhưng tri thức lượng cùng Trương Huyền so sánh với, đó chính là cái cha a. Lần này tuy rằng còn không có tiếp xúc châm pháp,
nhưng hai người đã phi thường thỏa mãn, liền tính Trương Huyền hôm nay muốn dạy nàng hai châm pháp, nàng hai cũng sẽ không đi học, tham nhiều nhai không lạn đạo lý này, nàng hai vẫn là thực minh bạch. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, ba người không có tiếp tục lưu tại trong phòng học, Tử Huyền kêu thỉnh Trương Huyền đi nhà ăn ăn cơm. Tỷ phu, người muốn xem thượng chúng ta trường học cái nào cô nương cho ta nói, ta bảo đảm không nói cho ta tỷ. Tử Huyền hưng phấn kính còn không có qua đi, không ngừng hướng Trương Huyền hiến hảo. Thôi đi ngươi, Trương Huyền bĩu môi, đừng thử ta đối với ngươi tỷ chính là toàn tâm toàn ý. Tiểu Huyền, ngươi liền tỉnh đi, tỷ phu như vậy ưu tú nam nhân, cũng liền ngươi tỷ có thể xứng đôi. Tôn Lam cười nói, thiết, nam nhân đều là hoa tâm. Tử Huyền trợn trắng mắt, tỷ phu ngươi đừng sợ, từ hôm nay trở đi, hai ta chính là một đám, ngươi yên tâm, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Trương Huyền một phách chán, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Trương Khiết kia nha đầu đâu, hôm nay sao không gặp nàng, ngày thường nàng không phải nhất sinh động sao. Tử Huyền trợn trắng mắt, kia cô nàng chết dầm kia thỉnh cái nghỉ dài hạn, nói là trong nhà có sự, kết quả mấy ngày nay bằng hữu vòng mỗi ngày phát ra đi ra ngoài lãng ảnh chụp, chơi chính vui vẻ đâu. Hành đi, đi, mau đi ăn cơm, ta đều đói bẹp. Trương Huyền thấy đề tài kéo ra, vội vàng nhấc lên ăn cơm sự. Đại học nhà ăn, ở Trương Huyền trong mắt, cảm giác cùng thương trường những cái đó nhà hàng buffet không gì hai dạng, gì ăn đều có, lại còn có tiện nghi, không đến 10 đồng tiền là có thể ăn 3 đồ ăn một canh, quản no. Trương Huyền múc cơm thời điểm, nghe được không ít học sinh đều ở oán giận nhà ăn ăn không tốt. Trương Huyền thật muốn nói cho bọn họ, thật muốn ra trường học, bước vào xã hội, trứng gà trộn mì đều 18 đồng tiền một chén thời điểm, người liền biết đại học nhà ăn ăn có bao nhiêu hảo. Ngồi ở trường học nhà ăn, cấp Trương Huyền một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, phảng phất nơi trốn đều tràn ngập thanh xuân sức sống. Trương Huyền cách vách bàn ngồi vài tên học sinh, vẻ mặt bát quái nói cái gì, thanh âm truyền tiến Trương Huyền ba người lỗ tai. Nghe nói sao, Trương Thành sáng sớm bị đánh cái mặt mũi bầm dập sau, vừa mới lại đi khiêu chiến cổ võ xã trưởng, kết quả như cũ bị tấu đến bỏ không đứng dậy. Ai, người nói Trương Thành không có việc gì đi khiêu chiến cổ võ xã làm gì a? Kỳ thật việc này cũng không thể quái Trương Thành, nghe nói là cái kia cổ võ xã trưởng trước khiêu khích. Cách phách bàn bát quái còn đang nói đâu, Trương Huyền liền nghe được chính mình phía sau truyền đến một đạo bất thiện thanh âm. U, này không phải Tử Huyền sao, như thế nào, Lâm gia đại tiểu thư, cũng tới ăn canteen à. Trương Huyền nghe thanh âm, xoay đầu đi, liền thấy một người ăn mặc màu trắng luyện võ phục thanh niên, đang đứng ở chính mình phía sau, ở thanh niên bên người, còn đi theo không ít người. Trong đó có hai người, một chút khiến cho Trương Huyền chú ý tới, đó là một nam một nữ, đúng là ngày hôm qua bị Trương Huyền ném ra ra môn Tô Thải cùng Tô Một Nhiên. Đồng dạng, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên cũng thấy được Trương Huyền, trong mắt tức khắc sinh ra thù hận ánh mắt. Ngày hôm qua bị Trương Huyền ném ra phòng ngoại, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên hai người, liền chuẩn bị bọn họ trả thù kế hoạch, bọn họ kế hoạch rất đơn giản, trước điều tra một chút Lâm Thanh Hạm gia đình tình huống, tính toán đem toàn bộ Lâm ra. Nhục nhã một lần, nếu không bọn họ đều nuốt không dưới tối hôm qua kia khẩu khí. Vừa vặn, Tô Một Nhiên có cái bằng hữu, trong nhà là một cái rất nhỏ cổ võ thế gia, liền ở Ngân Châu, hắn cái này bằng hữu còn ở bạc lớn hơn học, là bạc đại cổ võ xã trưởng. Tô Một Nhiên lại điều tra ra, Lâm Thanh Hạm đường muội cũng ở bạc lớn hơn học, liền tìm tới hắn cái này bằng hữu, bạc đại cổ võ xã trưởng Liêu Thăng. Tô gia người tìm tới môn tới hỗ trợ. Liêu Thăng tự nhiên sẽ cho Tô Một Nhiên cái này mặt mũi, vì thế, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Liêu Thăng liền chuẩn bị đối Tử Huyền xuống tay. Chương 369, Liêu Thăng. Đại học bên trong, một người muốn nhằm vào một người khác, không giống xã hội thượng có như vậy dùng nhiều hoa ruột, Liêu Thăng cách làm thực trực tiếp, liền hai chữ, bôi đen. Bôi đen Tử Huyền, dù sao có không, Liêu Thăng đều sẽ nói ra. Người khác sợ Lâm gia, Liêu Thăng không sợ. Ở Liêu Thăng xem ra, Lâm gia, bất quá là một đám người thường, chính mình tu hành cổ võ, cùng bọn họ căn bản là không ở một cấp bậc mặt trên, hơn nữa chính mình phía sau còn có Tô gia khiêng. Vì thế, Liêu Thăng liền biên ra một đống đồ vật tới tản đi ra ngoài, tất cả đều là một ít đối nữ hải danh thanh không tốt ngoạn ý. Vốn dĩ Liêu Thăng là nhằm vào Tử Huyền, kết quả Trương Thành nghe đến mấy cái này sau, trước tiên liền đi tìm Liêu Thăng tính sổ, bị tấu cái mặt mũi bầm dập. Này cũng chính là vừa mới Trương Huyền nghe được người khác nói Trương Thành khiêu chiến cổ võ xã trưởng nguyên nhân. Liền ở vừa mới, Liêu Thăng nghe người ta nói ở nhà ăn gặp được Tử Huyền thân ảnh,
liền trước tiên tìm tới. Họ Liêu, người hắn sao nếu là cái nam nhân, cũng đừng dùng như vậy chút hạ tam lạm thủ đoạn, có bản lĩnh hướng về phía lão tử tới. Trương Thành tiếng quát, ở nhà ăn cửa vang lên. Muốn nói Trương Thành, ở Bạc Đại cũng coi như là cái danh nhân, ngày thường bạc sinh viên ở trong xã hội bị ai khi dễ, Trương Thành đều sẽ giúp đỡ xuất đầu, ở trường học cũng coi như là nhân duyên không tồi. Đang ở nhà ăn ăn cơm học sinh, đều theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy Trương Thành chính mặt mũi bầm dập chiều bên này bước đi tới. A, Liêu Thăng khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới là ngươi cái này thủ hạ bại tướng, như thế nào, còn tưởng lại đánh một lần sao? Ta đi ngươi sao, có bản lĩnh ngươi đừng ra trường học, bằng không lão tử làm ngươi biết cái gì kêu tàn nhẫn. Trương Thành nhéo nắm tay, chửi ầm lên, lại chỉ khẩu không đề cập tới lại đánh một trận sự, hiển nhiên cũng thực minh bạch, chính mình căn bản không phải Liêu Thăng đối thủ. Liêu Thăng hướng Trương Thành so ngón giữa, xã hội cặn bã. Ngươi hắn sao, Trương Thành làm bộ lại muốn khai mắng. Được rồi, xin bớt giận, Trương Huyền từ một bên đi tới, vỗ vỗ Trương Thành bả vai. Tỷ phu, vừa thấy Trương Huyền, Trương Thành đầy mặt kinh hỉ, đồng thời trong lòng một chút liền có nắm chắc, người Liêu Thăng cổ võ xã trưởng lại sao, có thể cùng tỷ phu so sao. Đối với Trương Huyền, Trương Thành có thể nói là 100% tín nhiệm, mặc kệ là lúc ấy ở Chu gia sòng bạc lấy một người chấn trụ mười mấy tên tay đấm, vẫn là dưới mặt đất quyền chàng đại bại hắc lôi cao thủ, đều có thể nói vô địch, kia một chân đá đoạn số căn thép trường hợp, đến bây giờ Trương Thành đều rõ ràng trước mắt. Trương Huyền ánh mắt xẹt qua Liêu Thăng, tỏa định ở Tô gia hai người trên người, các ngươi Tô gia người, liền thích chơi loại này ấu trí trò chơi sao. Tô Thải cùng Tô Một Nhiên đêm qua bị Trương Huyền ném ra gia môn sau, riêng cha xét Trương Huyền họ cực danh gì. Tô Thải cười lạnh, họ Trương, ngươi ngày hôm qua không phải thực kiêu ngạo sao, như thế nào, hôm nay lại kiêu ngạo một cái nhìn xem. Tô Một Nhiên hướng Liêu Thăng mở miệng, Liêu huynh đệ. Lần này còn phải phiền toái người giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Tô Một Nhiên tuy rằng đến từ Tô gia, nhưng rốt cuộc là cái chi thứ, đối Tô gia truyền thống cổ võ tiếp xúc không nhiều lắm, mà Liêu gia tuy nhỏ, Liêu Thăng là Liêu gia trưởng tử, cổ võ thực lực so Tô Một Nhiên không biết hiếu thắng đến nào đi. Tô huynh yên tâm, người này, giao cho ta liền hảo. Liêu Thăng tự tin cười cười. Người thật là dõng dạc, cùng tỷ phu so, người còn kém xa đâu. Trương Thành trở tay dựng ngón giữa cấp Liêu Thăng. Trương Thành ở đối mặt Liêu Thăng thời điểm, tuy rằng đánh không lại, nhưng vẫn là có thể so sánh hoa thượng hai quyền. Nhưng đối Trương Huyền, Trương Thành ảo tưởng quá, nếu tỷ phu là chính mình đối thủ, chính mình ngay cả ở trước mặt hắn kêu gào dũng khí đều sẽ không có. Liêu Thăng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Trương Huyền, anh em, không bằng chúng ta chơi chơi. Đối với Tô gia tìm tới người, Trương Huyền cũng sẽ không nương tay, hắn mỉm cười nhìn Liêu Thăng. Hành A, tưởng như thế nào chơi? Rất đơn giản, đánh một trận, ai thua, quỳ xuống kêu ba ba. Liêu Thăng ngữ khí giữa, mang theo một cổ hàn ý. Gọi là gì? Trương Huyền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Liêu Thăng chém đinh chặt sắt, trả lời nói, ba ba. Ai? Cơ hồ đồng thời, Trương Huyền cùng Trương Thành lên tiếng. Nhà ăn ăn cơm học sinh, không tự chủ được cười ra tiếng tới. Liêu Thăng nháy mắt liền nhận thấy được chính mình bị người kịch bản, tiểu tử, đừng hắn sao cùng ta chơi văn tự trò chơi, dám đánh nói, liền tới cổ võ xã. Liêu Thăng vung tay lên, mang theo người liền rời đi nhà ăn. Trước khi đi, Tô Thải hướng Trương Huyền lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, nói, họ Trương, đắc tội chúng ta, cái kia họ Lâm, cũng đừng nghĩ trở về Tô gia. Liêu Thăng đám người đi rồi, Trương Thành đứng ở Trương Huyền trước người, vội vàng hỏi. Tỷ phu, muốn tấu hắn sao? Đương nhiên, Trương Huyền nhéo nhéo nắm tay. Về Liêu Thăng cùng người ở cổ võ xã ước chiến sự, thực mau liền thông qua giáo nội diễn đàn, truyền tới cơ hồ mỗi một học sinh trong tai. Liêu Thăng dựa vào chính mình là giáo nội nhân viên, mà Trương Huyền là người ngoài trường học khác nhau, được đến không ít người ủng hộ. Bao gồm Liêu Thăng bản nhân, ở Bạc Đại, cũng có không ít người ủng hộ, hắn ra thế hảo, lớn lên soái, thân thủ còn lợi hại. Là không ít nữ sinh tình nhân trong mộng. Đương Trương Thành mang theo Trương Huyền cùng với Tự Huyền cùng Tôn Lam đi vào cổ võ xã thời điểm, cổ võ trong xã đã dũng không ít người. Trương Huyền đánh giá này cổ võ xã liếc mắt một cái, toàn bộ cổ võ xã, đều phô màu vàng nhạt mộc sàn nhà, bốn phía trên vách tường, dán đầy bạc đại cổ võ xã các hạng vinh dự giấy chứng nhận. Đương Trương Huyền đám người bước vào cổ võ xã thời điểm, lập tức đưa tới một trận chào phúng ánh mắt.
cùng chúng ta Lưu xã trưởng đánh, ai cho hắn dũng khí? Chính là nói, hắn từ đâu ra tự tin? Một người dơ Lưu thăng nhãn nữ sinh nhìn về phía Trương Huyền, bĩu môi, khinh thường nói, xem hắn kia điếu ti dạng, ở khí chất thượng liền vô pháp cùng chúng ta Lưu xã trưởng so sánh với, hắn còn dám ứng chiến, không cảm thấy mất mặt sao? Từng đạo trào phúng thanh truyền tiến Trương Huyền trong tai, Trương Huyền cũng không để ý. Giờ phút này, Lưu Thăng đã đứng ở nơi đó, chuẩn bị sẵn sàng, chờ Trương Huyền đã đến. Đương nhìn đến Trương Huyền sau, Lưu Thăng duỗi khởi đôi tay, hư không ép xuống, nguyên bản cổ võ xã nội ồn ào thanh, bởi vì Lưu Thăng này một động tác hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Lưu Thăng hướng Trương Huyền cất cao giọng nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Có cái gì không dám? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, người này đó treo ở trên tường vinh dự giấy chứng nhận, cũng chẳng ra gì sao, liền một cái quán quân đều không có. Ha ha, Lưu Thăng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo khinh miệt, quán quân không quán quân, ta khi nào để ở trong lòng, có một số việc, cùng ngươi loại người này nói, ngươi cũng vô pháp lý giải, rốt cuộc rất nhiều chuyện, không phải ngươi loại người này có thể minh bạch, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cái gọi là những cái đó quán quân. Ở trong mắt ta, liền rác rưởi đều không tính là. Lưu Thăng nói chuyện thời điểm, cả người tản ra một loại nồng đậm ngạo khí. Thiết, Trương Huyền bĩu môi, lấy không thượng quán quân liền lấy không thượng, lấy cớ còn nhiều thực. A, à, vô chi, Lưu Thăng chào phúng một tiếng. Chương 370, nghiền áp. Ở đại bộ phận cổ võ thế gia giữa, đều có một loại siêu nhiên tâm lý, cho rằng chính mình muốn cao nhân nhất đẳng, biết được người khác sở không biết đồ vật. Lưu Thăng trong lòng, cũng có ý nghĩ như vậy, bởi vì quy củ, Lưu Phàm vô pháp tham gia các loại tán thi đấu, ở trong lòng hắn, cũng khinh thường cái gọi là tán đánh quán quân, cho rằng này chỉ là chính mình không tham gia nguyên nhân, dần dà, nhân tâm trung ngạo khí liền sẽ càng ngày càng thịnh. Nghe được Trương Huyền nhắc tới quán quân danh hiệu thời điểm, Lưu Thăng là đánh tâm nhãn phát ra khinh thường. Trương Huyền đào đào lỗ tai, cố ý nói mạnh miệng ai chẳng biết a, ta muốn bắt không thượng quán quân. Ta cũng toan người khác. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa, tin tưởng ta, hôm nay ngươi nhất định sẽ quỳ gối nơi này. Lưu Thăng vươn ra ngón tay, chỉ đối diện. Một bên, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên, đều là cười lạnh, chờ xem Trương Huyền xấu mặt. Lưu Thăng một thân màu trắng luyện võ phục, đứng ở nơi đó, khí chất chắc tuyệt. Họ Lưu, đừng đều ở kia đánh rắm, từ từ ta liền sợ hãi ngươi không thực hiện đánh cuộc. Trương Thành hô to một tiếng. A, à, ồn ào. Lưu Thăng ra vẻ lãnh khốc một tiếng, theo sau một cái đạp bộ tiến lên, hướng Trương Huyền nơi địa phương phóng đi. Lưu Thăng động tác thực tiêu sái, hắn vọt tới Trương Huyền trước mặt sau, đứng dậy nhảy, chân sau lăng không đá hướng Trương Huyền, kia động tác giống như đánh võ điện ảnh giữa giống nhau tiêu sái, đưa tới nhất chỉnh phiến tiếng thét chói tai. Hảo soái, quá soái đi. Này đó tiếng thét chói tai truyền tiến Lưu Thăng trong tai, làm hắn phá lệ đắc ý, hắn thậm chí đã nghĩ đến Trương Huyền bị chính mình một chân đá trúng phần đầu, ngã xuống đất không dậy nổi trường hợp. Đang ở đắc ý Lưu Thăng không nghĩ tới, hắn này động tác, ở Trương Huyền trong mắt, liền giống như nhị bước giống nhau. Người tập võ, ở đối địch là lúc, kiêng kỵ nhất chính là trọng tâm không xong, hiện tại Lưu Thăng này lăng không một đá, có thể nói làm chính mình không có bất luận cái gì đường lui, trừ phi là thực lực có thể tuyệt đối nghiền áp đối thủ, nếu không như vậy ra tay, cùng chịu chết không có gì hai dạng. Đối mặt Lưu Thăng này một chân, Trương Huyền động tác không có hắn như vậy hoa lệ, lại càng thêm thực dụng, giơ lên nắm tay, nhắm ngay Lưu Thăng trước ngực trống vắng, một quyền thật mạnh tạp đi xuống. Lưu Thăng nhảy ở không trung, không có bất luận cái gì gắng sức điểm, đối mặt Trương Huyền này một quyền, căn bản vô pháp tránh né, bị Trương Huyền một quyền nện ở ngực. Một màn này nói ra thì rất dài, kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt nội phát sinh. Những cái đó vì Lưu Thăng thét chói tai nữ sinh. Mới vừa kêu hoàn hảo soái, liền thấy, chính lăng không đá chân Lưu Thăng, phảng phất bị một thanh búa tạ nện ở trên người, từ không trung bị tạp phiên trên mặt đất, vang lên phanh một tiếng. Một màn này, cực có thị giác đánh sâu vào cảm, đối quan chiến người tới nói, trong đầu không khỏi hiện ra mấy chữ. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Này Lưu Thăng cái gì ngoạn ý? Hoa hòe lòe loẹt đồ vật, một người nam sinh khinh thường bĩu môi. Hắn còn lăng không đá chân, tú cái cây búa đâu? Bị người một quyền liền tạp phiên. Nguyên bản, ở rất nhiều người cho rằng, này khả năng sẽ là một hồi thuộc về Lưu Thăng đơn phương tàn sát, hoặc là thoáng có chút thế lực ngang nhau, ngay cả Trương Thành, đều cho rằng Trương Huyền sẽ cùng Lưu Thăng quá thượng mấy chiêu, nhưng không nghĩ tới,
liền như vậy kết thúc. Trương Huyền một quyền chế địch một màn, quá cụ đánh sâu vào cảm. Trương Huyền nhìn nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ lưu thăng, bĩu môi, vừa mới nói nửa ngày mạnh miệng, ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh đâu, kết quả là cứ như vậy. Lưu Thăng nằm trên mặt đất, hắn hiện tại là cỡ nào tưởng bò dậy, đem bãi tìm trở về, nhưng ngực đau nhức, làm hắn căn bản làm không được. Trương Huyền vừa mới kia một quyền, trực tiếp đem Lưu Thăng xương ngực cấp tạp chặt đứt. U, người nào đó vừa mới còn nói cái gì tới? Nói cái gì quán quân ở trong mắt hắn gì đều không tính là, nói đến ai khác vô chi. Hiện tại này làm gì đâu, ước chiến là người chủ động nói ra, ăn vạ đâu. Trương Thành chào phúng tiếng vang lên. Kia ăn vạ hai chữ, khiến cho một trận ồn ào cười to. Lưu Thăng làm cổ võ xã xã trưởng, ỷ vào thực lực cao siêu, ngày thường ở trong trường học, đó là không thiếu biểu hiện ra quá chính mình ngạo nghễ một mặt, đã sớm làm rất nhiều người khó chịu, chẳng qua ngại với hắn thân thủ. Rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, hiện tại cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Những cái đó tiếng cười, nghe vào Lưu Thăng trong tai, là như vậy chói tai. Cho tới nay, hắn ở trường học, đều có loại đánh biến vô địch thủ cảm giác, này vẫn là lần đầu tiên bị người đánh bại, lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt, lấy như vậy trực tiếp phương thức. Trương Huyền ngẩng đầu lên, nhìn quét đứng ở một bên cổ võ xã mọi người. Lần này tỉ thí, có trọng tài sao? Ta hẳn là thắng đi. Này cũng coi như thắng. Chúng ta xã trưởng cũng không có nhận thua. Một người cổ võ xã thành viên đứng ra, hắn thực tế chính là trận này tỉ thí trọng tài. Nếu ngã trên mặt đất chính là Trương Huyền, hắn sẽ ở trước tiên lao tới tuyên bố kết quả. Nhưng hiện tại, sự thật cũng không như hắn tưởng như vậy, cho nên vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Không nhận thua, Trương Huyền nhướng mày, theo sau duỗi tay bắt lấy Lưu Thăng phần eo. Liền như vậy một tay đem Lưu Thăng nhắc lên, ở rất nhiều người khiếp sợ trong ánh mắt, một tay đem Lưu Thăng cử qua đỉnh đầu. Ngay sau đó, cùng với một trận nữ sinh thét chói tai, Trương Huyền đem Lưu Thăng thật mạnh ngã trên mặt đất, kia phanh một tiếng, làm người theo bản năng nhắm mắt lại. Vốn là xương ngực đứt gãy Lưu Thăng, sinh sôi bị lần này quăng ngã miệng phun máu tươi. Trương Huyền nhìn về phía tên kia cổ võ xã thành viên, thế nào, còn không tuyên bố sao? Tên kia cổ võ xã thành viên cắn chặt hàm răng, ai đều có thể nhìn ra tới, Lưu Thăng đã một chút sức chiến đấu cũng chưa, nhưng hắn chính là không muốn thừa nhận xã trưởng đã thua sự thật. Trương Huyền cười cười, lại lần nữa nhắc tới Lưu Thăng. Đủ rồi, người vẫn là cá nhân sao? Chúng ta xã trưởng rõ ràng đã không có năng lực chiến đấu, người đây là phạm quy. Tên kia cổ võ xã thành viên hô to ra tới. Vậy các ngươi chính là nhận thua lạc, Trương Huyền híp mắt. Đương nhiên không có, chúng ta không có thua, lần này là ngươi phạm quy trước đây. Cổ võ xã thành viên cổ một ngạnh, thắng thua đến lần sau lại phân. Loại này không biết xấu hổ cách làm, tức khắc đưa tới một mảnh châm chọc thanh. Các ngươi cổ võ xã thật đúng là công chính 10 phần A. Kiến thức tới rồi, học được. Trương Huyền gật gật đầu, hành đi, nếu lần này không đánh, lần sau lại đánh cũng hành, tỉ thí kết thúc nói, kế tiếp, chính là ta cùng hắn tư nhân ân oán. Trương Huyền nói xong, ánh mắt lộ ra một mặt hàn mang, đem Lưu Thăng ném xuống đất, nâng lên chân, chiều Lưu Thăng bàn tay thượng dùng sức giẫm đi. A, một trận cõi lòng tan nát tiếng hô từ Lưu Thăng trong miệng phát ra. Nghe thấy Lưu Thăng tiếng hô, đều làm người cảm giác được một trận thịt đau. Lưu Thăng cố ý ở trường học truyền ra những cái đó đối tự Huyền thanh danh bất lợi nói, vừa mới Trương Huyền ở tới trên đường cũng nghe đến một ít, đối với loại này thương tổn chính mình người nhà người. Trương Huyền nếu có thể dễ dàng buông tha hắn, xa tăng danh hào, kia đều là nói không. Trương Huyền dùng sức nghiền Lưu Thăng bàn tay, đương rõ ràng cảm giác được Lưu Thăng ngón tay đã bị chính mình giẫm đoạn thời điểm, Trương Huyền nâng lên chân, chiều Lưu Thăng một cái tay khác giẫm đi. Tiểu tử, dừng tay, một đạo quát chói tai thanh, từ cổ võ xã cửa vang lên. Chương 371, trả thù. Cổ võ xã cửa, đứng một nam nhân trung niên, giờ phút này. Tên này trung niên nam nhân chính đại bước chiều Trương Huyền này đi tới. Trương Huyền nhìn trung niên nam nhân, nhướng mày, nguyên bản bởi vì đối phương mà ngừng ở giữa không trung chân, lại lần nữa giẫm đi xuống. Lưu Thăng tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Trung niên nam nhân bởi vì Trương Huyền cái này động tác sắc mặt biến đổi. Tiểu tử, ngươi làm càn. Lưu Thăng hướng trung niên nam nhân phát ra thống khổ tiếng kêu cứu, thúc cứu ta. Đánh tiểu nhân. Lão tới cấp suất đầu sao? Trương Huyền khóe miệng lộ ra khinh thường, trên chân càng thêm dùng sức. A,
Liêu Thăng há to miệng, phát ra gào giống. Trung niên nam nhân ra tốc chạy về phía Trương Huyền, ở vọt tới Trương Huyền trước mặt khi, bỗng nhiên một quyền hướng Trương Huyền trên mặt tạp tới. Trương Huyền mắt lạnh nhìn đối phương, mắt thấy đối phương nắm tay ở chính mình trong mắt phóng đại, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị ra tay phế bỏ đối phương cánh tay khi, đối phương nắm tay ngừng lại. Quyền mặt khoảng cách Trương Huyền mặt, bất quá 10 cm. Trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, mặc kệ ở ai xem ra, đều cho rằng Trương Huyền liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, nếu không có đối phương lưu thủ, này một quyền đều đến tạp đến Trương Huyền trên mặt. Kỳ thật, chỉ cần Trương Huyền nguyện ý, liền tại đây ngắn ngủn 10 cm khoảng cách, hắn có thể hậu phát chế nhân, ở đối phương nắm tay đụng tới chính mình trước đem đối phương hai tay phế bỏ. Trung niên nam nhân thở hổn hển, trừng mắt Trương Huyền, trong mắt mang theo nồng đậm dãy giụa. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn biết, đối phương là đã chịu cổ võ giới ước thúc, không dám trực tiếp đối chính mình xuống tay. Trung niên nam nhân nhìn Trương Huyền trên mặt tươi cười, hận đến ngứa răng, nhưng hắn đích đích xác xác, không dám động thủ, này nắm tay một khi đánh ra đi, kia hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận, sẽ liên lụy đến toàn bộ Liêu gia. Trung niên nam nhân trừng mắt Trương Huyền, hạ giọng mở miệng nói, tiểu tử, ta không biết ngươi cái gì lai lịch, nhưng ta khuyên ngươi, không cần tự lầm. À, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, hỏi, ta tự lầm. Chuyện này, chẳng lẽ không phải các ngươi Liêu gia trước khơi mào tới? Ngươi cách làm quá giới. Nếu hiện tại nằm ở chỗ này chính là ta, ngươi sẽ đứng ra nói cái loại này lời nói sao? Trương Huyền cười nhạo nói. Trương Huyền nâng lên đặt ở Liêu Thăng trên tay chân, Liêu Thăng kia một đôi tay trưởng, giờ phút này đã hoàn toàn biến hình, 10 căn ngón tay, toàn bộ bị Trương Huyền dẫm đoạn, Liêu Thăng bản nhân, cũng suy yếu vô cùng, tùy thời đều khả năng chết ngất qua đi. Ngươi thực kiêu ngạo, ta hy vọng ngươi có kiêu ngạo tư bản, đừng làm ta thất vọng. Trung niên nam nhân thả câu tàn nhẫn lời nói, khom lưng bế lên Liêu Thăng, hướng cổ võ xã viên hô câu mau kêu xe cứu thương. Đối mặt trung niên nam nhân uy hiếp, Trương Huyền vẻ mặt không sao cả, uy hiếp người của hắn, hắn thấy được quá nhiều, nhưng không có một cái có thể nói đến làm được. Tô Thải cùng Tô Một Nhiên đứng ở một bên, sắc mặt phi thường khó coi, bọn họ không nghĩ tới, Liêu Thăng lại là như vậy liền bại, cái này Lâm Thanh Hạm lão công, rốt cuộc là người nào. Tô Thải cùng Tô Một Nhiên nhìn về phía Trương Huyền thời điểm, vừa vặn nghênh đón Trương Huyền ánh mắt. Ở Trương Huyền trong ánh mắt, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên, nhìn đến chính là một loại châm chọc, một loại miệt thị, như vậy ánh mắt, làm hai người trong lòng phi thường không thoải mái. Từ đi vào Ngân Châu, hai người liền có một loại cao nhân nhất đẳng trong lòng, Tô gia người thân phận, làm hai người bọn họ khinh thường bất luận cái gì một người, hiện tại bị Trương Huyền như vậy đối đãi, làm hai người bọn họ phá lệ phẫn nộ, như vậy tâm lý, liền giống như một người bị một con kiến khiêu khích giống nhau, hai người bọn họ gấp không chờ nổi muốn đem này con kiến dẫm chết. Một hồi so đấu, lấy như vậy phương thức kết thúc, làm rất nhiều người thổn thức không thôi. Liêu Thăng ở Bạc Đại kiêu ngạo thời gian rất lâu, lúc này đây bị người lấy lôi đình chi thế đánh bại, cũng làm rất nhiều người cảm thấy trong lòng sảng khoái. Trương Huyền cùng Tự Huyền mấy người hàn huyên sẽ thiên, ba người buổi chiều còn có khóa, Trương Huyền liền trước rời đi. Mới ra Bạc Đại tá môn, 5 chiếc Audi A6, liền ngừng ở Trương Huyền trước người. Trương Huyền liếc mắt một cái. Ở trong đó một chiếc trên xe, thấy được vừa mới tên kia trung niên nam nhân, cũng chính là Liêu Thăng thúc thúc. Audi A6 cửa xe mở ra, từ mỗi chiếc xe thượng đều xuống dưới hai gã hắc y tráng hán, che ở Trương Huyền trước mặt, trong đó một người đối Trương Huyền cười lạnh nói, tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trương Huyền nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, đi bái. Trương Huyền đã nghĩ tới đối phương sẽ trả thù, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, vừa vặn. Chuyện này sớm muộn gì muốn giải quyết, liền thừa dịp hôm nay nháo xong được. Hai gã tráng hán đem Trương Huyền áp thượng một chiếc Audi A6, theo sau Dương Trần mà đi. Trương Huyền vừa lên xe, đã bị người mang lên một cái khăn trùm đầu, đối với như vậy xiếc, Trương Huyền đã sớm xuất hiện phổ biến, chẳng sợ mang lên khăn trùm đầu, hắn cũng có thể rõ ràng biết xe khai bao lâu, ở đâu cái giao lộ quẹo vào, hắn trong đầu, sớm đã có một chỉnh Trương Ngân Châu bản đồ. Ở Trương Huyền trong lòng mặc đếm tới 1736 giây thời điểm, chiếc xe dừng lại, đồng thời, tròng lên trên đầu khăn trùm đầu cũng bị người lấy rớt. Trương Huyền đánh giá liếc mắt một cái, lúc này xe đã chạy đến một khu nhà trang viên nội. Căn cứ tới lộ tuyến, Trương Huyền đến ra, đây là vừa ra khỏi thành không xa một cái táo trang. Đi xuống, một người tráng hán xô đẩy Trương Huyền một phen,
đem Trương Huyền một phen đẩy ra ngoài xe. Xuống xe, Trương Huyền nhìn đến, mười mấy danh tráng hán, chính bản thân bản thẳng tắp đứng ở một bên, Liêu Thăng cái kia thúc thúc, cũng đứng ở cách đó không xa. Trang viên nội, có một cái thạch chất bàn cờ, hai cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, đang ngồi ở bàn cờ trước đánh cờ, đối với bị chộp tới Trương Huyền, hai người xem cũng không xem liếc mắt một cái. Ai, ta này một mảnh hắc tử đặt ở nơi này, người lại không nhúc nhích. Một người lão nhân thở dài. Mặt khác một người lão nhân cười cười, người này hắc tử tuy rằng mê người, nhưng không phải ta muốn ăn liền ăn, đem này hắc tử đặt ở nơi này, ta còn có thể tiếp tục phát triển, nếu ăn luôn người này đó hắc tử, đối mặt người phản công, ta không nhất định có thể thừa nhận trụ a. Liêu Thăng thúc thúc đi đến hai gã lão nhân trước người, đối tên kia cầm cờ đen lão nhân nói, gia chủ, người mang đến. Ân, cầm cờ đen lão nhân gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Huyền, lại đối trước người chấp bạch tử lão nhân mở miệng nói, người đều biết kia phiến hắc tử đối ta tầm quan trọng, là ta này một bàn cờ hy vọng cuối cùng, đáng thương ta đại nhi tử đi được sớm, ta Liêu gia truyền thừa lâu như vậy, đến bây giờ càng là một mạch đơn truyền, nhưng cố tình, ta kia đáng thương tôn tử, bị người đánh gãy xương ngực, lại phế bỏ đôi tay, người nói, việc này, ta quản vẫn là mặc kệ. Bạch tử lão nhân ha hả cười, quản là muốn xen vào, bất quá phải chú ý phương thức phương pháp, người biết đến, ta làm này một mảnh quản lý giả, đừng làm ta khó làm. Hắc tử lão nhân gật đầu, đứng dậy, vỗ vỗ trên đùi cho bụi, nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi là nhà ai người? Không cần cùng ta giả ngu giả ngơ, chúng ta tuy rằng già rồi, đôi mắt nhưng không hỗn. Bạch tử lão nhân cũng đứng dậy, lấy ra một khối mộc chế lệnh bài, người trẻ tuổi, lão Liêu hỏi ngươi vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời, bằng không, ta cũng bảo không được ngươi a. Chương 372, chấp pháp giả. Trương Huyền nhìn bạch tử lão nhân lấy ra kia cái lệnh bài, mày nhăn lại, chấp pháp giả. Không tồi, bạch tử lão nhân gật gật đầu, nếu nhận được lệnh bài, kia cũng đã nói lên, người cũng không phải gì đó cũng không biết. Về chấp pháp giả, Trương Huyền vẫn là hiểu biết một chút. Trên thế giới này, có rất nhiều thường nhân sở không hiểu biết một mặt, tỉ như cổ võ, chính là trong đó một chút. Cổ võ uy lực thật lớn. Sở tập cổ võ người, đều sẽ đã chịu nhất định quản chế. Cổ võ gia tộc có rất nhiều quy củ, tỉ như không thể ở người thường trước mặt hiển lộ, không thể tham gia các loại vật lộn thi đấu, này đó quy củ, đều từ chấp pháp giả tới quản lý. Mỗi một cái khu vực, đều sẽ có một người chấp pháp giả là từ phía chính phủ trực tiếp phái, phụ trách quản lý. Ở Ninh Tỉnh, có hai đại cổ võ gia tộc, một cái bốn cực môn, còn có một cái chính là Liêu gia. Trương Huyền hướng chấp pháp giả mở miệng, ta là biết một ít, bất quá ngươi thân là chấp pháp giả, nên minh bạch, bọn họ như vậy đem ta chộp tới, đã phá hư quy củ. Chê cười, Liêu gia gia chủ hét lớn một tiếng, ngươi phế đi ta tôn tử đôi tay, ta không bắt ngươi, chẳng lẽ tùy ý ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Trương Huyền không để ý đến Liêu gia gia chủ, tiếp tục hướng chấp pháp giả nói, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, hôm nay sự, chỉ do là đối phương khiêu khích trước đây. Ta chỉ là ứng chiến mà thôi. Chấp pháp giả còn chưa nói lời nói, Liêu gia gia chủ tiện lợi trước phát ra chất vấn, khiêu khích. Nếu không phải ngươi đắc tội Tô gia, ta tôn tử sẽ khiêu khích ngươi. Trương Huyền lấy thác tay, ngươi tôn tử khiêu khích ta, bị ta phế bỏ đôi tay, là hắn gieo gió gặt bão, cổ võ hẳn là có cái này quy củ. Hai bên tranh đấu, khiêu khích một phương chẳng sợ mất đi tính mạng, cũng là tự tìm. Đánh giám, Liêu gia gia chủ đột nhiên một phách trước người bàn đá. Kia bàn đá tự Liêu gia gia chủ sở chụp địa phương phát ra ra nẻ, phát ra từng đạo vết rách. Trương Huyền phảng phất không thấy được Liêu gia gia chủ phẫn nộ, tiếp tục mở miệng, thân là chấp pháp giả, ta nói mấy thứ này, người hẳn là đều biết, mặc kệ từ phương diện kia xem, ta đều một chút sai không có, ngược lại là bọn họ, đem ta bắt được nơi này, đã hỏng rồi quy củ. Chấp pháp giả ha hả cười cười, người trẻ tuổi, quy củ là chết, người là sống, hôm nay Liêu Thăng là làm sai. Nhưng ngươi xuống tay, không khỏi cũng quá độc ác, Liêu gia một mạch đơn truyền, ngươi phế đi Liêu Thăng, chính là chặt đứt Liêu gia hy vọng. Nói như vậy, ngươi làm chấp pháp giả, là muốn thiên vị bọn họ. Trương Huyền hỏi, chấp pháp giả khẽ lắc đầu, chưa nói tới thiên vị, chỉ là người trẻ tuổi, ngươi quá mức khí thịnh, như vậy đối ai đều không tốt, thích hợp thời điểm, ngươi cũng nên phục chút mềm, ngươi hôm nay phế đi Liêu Thăng, liền thành thành thật thật cùng Liêu gia xin lỗi, thái độ đoan chính một ít. Ta đảo có thể bảo ngươi không có việc gì. A, Trương Huyền cười lạnh, hảo một cái bảo ta không có việc gì,
các ngươi chấp pháp giả, chính là làm như vậy sự. Chấp pháp giả cười hì hì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Trương Huyền, người trẻ tuổi, ta như thế nào làm việc, còn không tới phiên ngươi tới dạy ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không phải giáo ngươi, chỉ là ta nghe nói, mỗi một cái chấp pháp giả, đều vâng chịu công bằng công chính nguyên tắc, xem ra, ta nghe nói, cũng không chuẩn xác a, ở các hạ trên người, ta hoàn toàn không có nhìn đến công bằng công chính này bốn chữ, ý của ngươi là, hôm nay Liêu gia làm sai, ngược lại là từ ta tới gánh vác hậu quả. Chấp pháp giả sắc mặt tối sầm, cổ võ giới chung, thực lực phi tôn, ngươi nếu không có chống lại Liêu gia tư bản, đối mặt Liêu Thăng khiêu khích, ngươi nên hảo hảo chịu, phản kháng, không phải ngươi loại người này nên làm sự tình. Liêu gia gia chủ bàn tay vung lên, ta cho ngươi một cơ hội, kêu nhà ngươi trưởng bối tới, đến ta tôn tử trước mặt, quỳ xuống khái mấy cái vang đầu, lại tự phế đôi tay, ta có thể tha cho ngươi một cái mệnh. Trương Huyền nhìn này hai gã lão nhân, hai người bọn họ đang nói chuyện thời điểm, trên mặt toàn là ngạo nghễ, không đem hết thảy để vào mắt, nhìn hai người bọn họ, Trương Huyền đột nhiên nở nụ cười. Người trẻ tuổi, người cười cái gì? Chấp pháp giả mày nhăn lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đôi ta ở cùng ngươi nói giỡn không thành? Trương Huyền lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, hai người đích xác ở cùng ta nói giỡn, tìm ta gia tộc trưởng bối. Ta vô gia vô tộc, cũng không trưởng bối. Ngươi là Lâm gia người, lão bà ngươi Lâm Thanh Hạm trưởng quản Lâm thị, nếu ngươi nguyện ý làm lão bà ngươi tặng cho một nửa cổ phần cho ta tôn tử, lại làm lão bà ngươi vì ta Liêu gia di truyền một thế hệ con cháu, ta nguyện ý suy xét tha cho ngươi một lần. Liêu gia gia chủ nói chuyện thời điểm, trên mặt sinh ra nùng liệt mơ ước chi sắc. Phàm là Ngân Châu người, không có người không biết Lâm gia. Liêu gia tuy rằng là cổ võ gia tộc, tự nhận siêu nhiên nhất đẳng, nhưng này kinh tế trạng huống, cũng không giống Tô gia cái loại này đại gia tộc vô ưu vô lự. Lâm Thanh Hạ mỹ danh, càng là truyền đến mãn Ngân Châu đều là, mỗi người đều biết cái này mỹ diễm băng sơn nữ tổng tài. Nếu dựa bình thường con đường, Liêu gia tám gậy tre cũng cùng Lâm gia đánh không đến một khối đi, lần này Liêu gia gia chủ nói nhiều như vậy, mấu chốt nhất một chút, cũng là hắn coi trọng Lâm gia, coi trọng Lâm gia tiền, coi trọng Lâm gia người. Liêu gia gia chủ nói, làm Trương Huyền nguyên bản nổi tại trên mặt đạm cười, đột nhiên biến mất. Liêu gia gia chủ đúng không, xem ra ngươi lần này làm người bắt ta tới, là đã tưởng hảo muốn cái gì, bất quá thực đáng tiếc, ngươi phạm vào cái sai. Trương Huyền thanh âm đột nhiên trở nên thực bình đạm. Nga, Liêu gia gia chủ rất có hứng thú nhìn Trương Huyền, ta phạm vào cái sai. Nói đến nghe một chút. Chấp pháp giả cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi, thu hồi ngươi kia phúc tự đại bộ dáng. Trương Huyền nhìn chung quanh bốn phía một vòng, người bắt ta tới, trả thù ta có thể, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đánh lão bà của ta chủ ý. Trương Huyền nói đến lúc này, nâng lên tay phải, ở trên hư không chung vẫy vẫy. Theo Trương Huyền phất tay, nguyên bản thân thể thẳng tắp đứng ở một bên mười mấy danh hắc y tráng hán, tại đây trong lúc nhất thời, toàn bộ đồng thời chiều trên mặt đất tải đi. Này một đột nhiên biến hóa, làm Liêu gia gia chủ, cùng với chấp pháp giả bỗng nhiên cả kinh. Không rõ đã xảy ra cái gì. Trương Huyền tiếp tục mở miệng, cổ võ thế gia, trọng ở truyền thừa, phía chính phủ lệnh cấm các ngươi ở người thường trước mặt hiển lộ, đều không phải là sợ hãi các ngươi, ngược lại là ở bảo hộ các ngươi, chẳng qua, thời gian dài như vậy qua đi, các ngươi những người này, giống như đều hiểu lầm cái gì, loại này tự đại cuồng vọng tâm lý, sẽ chỉ làm các ngươi nghênh đón hủy diệt. Ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống thời điểm, trang viên nội các góc, phân biệt vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi ở trang viên trên không phiêu đãng. Trương Huyền xoay người, đối mặt chấp pháp giả, chậm rãi chiều chấp pháp giả đi đến, ngươi thân là chấp pháp giả, hoàn toàn không nhớ chính mình sứ mệnh, trợ trụ vi ngược, ngươi loại người này, cũng không có tồn tại tất yếu. Trương Huyền bước chân rất chậm, hắn mỗi bước ra một bước, ở Liêu gia gia chủ cùng chấp pháp giả bên người, liền sẽ xuất hiện một đạo xa lạ thân ảnh ấy tràn ngập túc sát, mang theo một cổ hàn ý, chẳng sợ ở mùa hạ. Cũng sẽ làm người lông tơ tạc khởi, những người này, trong tay kiềm giữ lưỡi dao sắc bén, phía trên có máu tươi chậm rãi nhỏ giọt, máu tươi nện ở mặt đất, nước bắn. Chương 373, cứu cứu. Trương Huyền chậm rãi chiều chấp pháp giả nơi phương hướng đi đến. Chấp pháp giả cùng Liêu gia gia chủ bên người vây người, cũng càng ngày càng nhiều. Liêu Thăng thúc thúc đứng ở bên cạnh, trừng lớn đôi mắt, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, kia từng trương mặt quỷ mặt nạ. Phảng phất đến từ cửu u dưới vực sâu, mang cho người, chỉ có tuyệt vọng. Mà, ngục hành giả, chấp pháp giả run rẩy đôi môi,
nhìn xuất hiện ở chính mình bên người người. Địa ngục hành giả danh hào, vang vọng toàn bộ thế giới, mỗi người đều biết, ở địa ngục hành giả xuất hiện địa phương, cùng với, chỉ có tử vong. Toàn sát, Trương Huyền nhàn nhạt phun ra này hai chữ, hắn thanh âm, đến từ cửu U, vang ở chấp pháp giả cùng Liêu gia gia chủ bên tai. Hai người trong mắt, trừ bỏ nồng đậm sợ hãi ngoại, còn có, chính là không thể tin được, trước mặt người thanh niên này, thế nhưng cùng địa ngục hành giả có quan hệ. Bạch mang chợt lóe mà qua, mang theo máu tươi. Trương Huyền ở máu tươi phun đồng thời xoay người, chiều trang viên ngoại đi đến. Ở Trương Huyền phía sau, không ngừng vang lên lưỡi dao chém vào thân thể thượng thanh âm. Đương Trương Huyền bước đầu tiên bán ra trang viên khi, hắn phía sau bốc cháy lên lửa lớn, toàn bộ táo trang, đem ở ngắn ngủn hơn 10 phút nội, biến thành một mảnh phế tích, chờ cháy tới khi, nơi này chỉ có đốt trọi thi thể. Ngân Châu Nhân dân bệnh viện. Liêu Thăng suy yếu nằm ở trên giường bệnh, tùy thời chờ tiến phòng giải phẫu, 10 ngón dập nát tính gãy xương, này đôi tay chú định là không dùng được. Tô Thải cùng Tô Một Nhiên bồi ở giường bệnh biên, an ủi nói, Liêu huynh đệ, ngươi yên tâm, kia họ Trương, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, chờ ngươi từ phòng giải phẫu ra tới, chúng ta lại hảo hảo tìm hắn tính sổ. Ta muốn hắn chết, Liêu Thăng trong mắt, sinh ra thù hận ánh mắt, ta muốn cho ông nội của ta làm thịt hắn, ta muốn đem hắn lão bà ấn ở dưới thân, ta muốn lột hắn ra, trừ hắn gân. Vài tên hộ sĩ đi tới, đem Liêu Thăng đẩy mạnh phòng giải phẫu, trong đó một người hộ sĩ. Trong tay ẩn nấp cất giấu một cây ống tiêm, ở đẩy đưa Liêu Thăng trong quá trình, đem ống tiêm cắm vào Liêu Thăng ngực. Không đợi Liêu Thăng tiến phòng giải phẫu, tên kia hộ sĩ liền thở dài một hơi, người bệnh nhân hút đại lượng phấn trạng vật phẩm, tim đập ra tốc tử vong. Về Liêu Thăng chết, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên cũng không cảm kích, hai người đi nhanh rời đi bệnh viện, đi trước Lâm Thị Tập đoàn. Trương Huyền rời đi táo trang sau, cũng tới rồi Lâm Thị Tập đoàn. Đứng ở Lâm Thị Tập đoàn dưới lầu. Trương Huyền không kiên nhẫn nhìn mắt di động. Trương tiên sinh, Trương tiên sinh, một đạo nôn nóng thanh âm từ một bên truyền đến. Nghe thanh âm này, Trương Huyền nhíu nhíu mày, người quá chậm. Thực xin lỗi, trên đường ra chút ngoài ý muốn, người tới liên tục xin lỗi, sợ Trương Huyền bất mãn. Được rồi, lão bà của ta liền ở trên lầu, nên nói cái gì, người giáp mặt cùng nàng nói. Trương Huyền nhìn mắt đối phương, người tới, đúng là Tô gia đương nhiệm gia chủ, Tô Du. Ngày hôm qua nhìn đến Tô Thải cùng Tô Một Nhiên kia phúc thái độ sau, Trương Huyền khiến cho người đem Tô Du kêu lại đây, Tô Du đương nhiên không dám có một phân chần chờ, hôm nay sáng sớm, liền cưỡi phi cơ tới Ngân Châu. Tô Du đi theo Trương Huyền đi vào Lâm Thị cao ốc nội. Nhìn này đó Lâm Thị công nhân tích cực nỗ lực bộ dáng, Tô Du đều có chút tò mò, chính mình cái này chưa từng gặp mặt cháu ngoại gái, rốt cuộc là cái dạng gì người. Lâm Thị tập đoàn tầng cao nhất văn phòng chung. Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở nơi đó, tay phủng một cái cũ xưa album, mặt trên ảnh chụp đều có vẻ mơ hồ. Nữ nhân dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve album bìa mặt, mẹ, nữ nhi bất hiếu, khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp mang người hồi Tô ra. Văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. Tiến, Lâm Thanh Hạm đem album thu hồi, cũng ở cùng thời gian, thu liễm chính mình cảm xúc. Văn phòng đại môn mở ra, Lý Na cầm một chương hành trình biểu đứng ở công ty trước cửa. Lâm Tổng, nguyên bản chiều nay cùng Triệu Tổng gặp mặt, phóng tới ngày mai buổi sáng 10 giờ có thể sao? Ân, Lâm Thanh Hạm nghi hoặc, vì cái gì muốn đột nhiên hủy bỏ? Là Triệu Tổng bên kia có việc. Ách, Lý Na có chút xấu hổ, Lâm Tổng, đây là Trương tiên sinh làm ta hủy bỏ a, ngươi không biết sao? Hắn làm ngươi hủy bỏ, hắn hủy bỏ ta hành trình làm gì? Lâm Thanh Hạm nhíu nhíu mày. Trương tiên sinh nói ngươi buổi chiều có chuyện quan trọng. Khiến cho ta đem hành trình hủy bỏ. Lý Na trả lời, hiện tại Trương tiên sinh đã chờ ở phòng khách, hắn nói làm ngươi chuẩn bị một chút liền qua đi, còn mang theo cá nhân lại đây. Hành, ta đã biết, Lâm Thanh Hạm đầy mặt hồ nghi, hơi sửa sang lại hạ quần áo, chiều hội khách thất đi đến. Chuyện quan trọng, Lâm Thanh Hạm trong lòng suy nghĩ, sẽ là cái gì chuyện quan trọng? Lâm Thanh Hạm đứng ở phòng khách trước, đẩy ra đại môn, nhìn đến Trương Huyền đang ngồi ở nơi đó. Cùng một cái xa lạ nam nhân tán gẫu. Ở nhìn đến cái này xa lạ nam nhân nháy mắt, Lâm Thanh Hạm trong lòng, liền có một cổ rung động, đó là một loại đến từ chính huyết mạch giữa liên hệ. Cùng lúc đó, ngồi ở phòng khách Tô Du, cũng thấy được Lâm Thanh Hạm, tuy rằng đã sớm gặp qua Lâm Thanh Hạm ảnh chụp, nhưng này lần đầu tiên thấy chân nhân, Tô Du vẫn là bị cái này cháu ngoại gái cấp kinh diễm tới rồi,
mặc kệ là bởi vì Lâm Thanh Hạm bề ngoài, vẫn là nàng độc đáo khí chất, đã dưỡng thành khí chàng, nếu đặt ở địa phương khác, Tô Du cũng sẽ nhiều xem cái này nữ hài liếc mắt một cái. Nhìn Tô Du, Lâm Thanh Hạm trong lòng có một cổ mãnh liệt trực giác, một loại lớn mật suy đoán, hiện lên ở nàng trong óc. Lão công, vị này chính là... Lão bà, đây là Tô Du. Trương Huyền đứng dậy, đi đến Lâm Thanh Hạm bên người, nắm lên Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, hắn hẳn là, ngươi. Cứu cứu. Lâm Thanh Hạm thân thể mềm mại giống như điện giật rất nhỏ run lên, nàng đôi mắt nhìn về phía Tô Du, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, cứu. Cứu. Lâm Thanh Hạm từ nhỏ, trong lòng liền không có cứu cứu cái này khái niệm, mẫu thân thân thích đối nàng mà nói, là như vậy xa xôi không thể với tới. Tô Du đứng dậy, đối Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, Thanh Hạm, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Trương Huyền nhìn đến, nữ nhân trong mắt, bịt kín một tầng mờ mịt, nổi lên nước mắt, Trương Huyền có thể cảm giác ra tới, nữ nhân nước mắt, mang theo một loại kích động, một loại ủy khuất, một loại không thể miêu tả phức tạp. Đây là Lâm Thanh Hạm này hơn 20 năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân người trong nhà. Trương Huyền duỗi tay, hủy diệt Lâm Thanh Hạm khóe mắt nước mắt, hảo lão bà, người cứu cứu tới tìm ngươi, không phải kiện vui vẻ sự sao, tới, trước ngồi xuống. Ân, Lâm Thanh Hạm dùng sức gật gật đầu, khóe miệng liệt khai. Nhìn Lâm Thanh Hạm lộ ra tươi cười, Tô Du trên mặt, cũng biểu hiện ra một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng. Phòng khách đại môn đóng lại. Lâm Thị dưới lầu, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên xông vào công ty đại môn. Lâm Thanh Hạm đâu, làm cái kia họ Lâm ra tới, hôm nay cần thiết cho ta một lời giải thích. Tô Thải tiến công ty, liền giống to kêu to. Rất nhiều không rõ nguyên do Lâm Thị công nhân đều nhìn Tô Thải, suy đoán đã xảy ra cái gì. Hai vị, thỉnh các ngươi không cần tại đây nháo sự. Công ty bảo an lập tức đã đi tới.